Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 16. Chương 794 cùng lúc đó, trong ác nhân cốc. Nhưng ông ta không biết rằng tên này đã đắc tội một hộ quốc chí tôn khác rồi, nếu biết thì sợ là ông ta sẽ tức giận đến hộc máu ngay tại chỗ. Bóng đêm buông xuống. Thiếu chủ, là tôi là Tiền Đa Đa. Bên ngoài biệt thự Tử Đàn nhất phẩm vang lên tiếng gào. Diệp Phàm đi ra ngoài nhìn thấy Tiền Đa Đa bị đám người Huyết Đồ ngăn cản, nói, sao ngươi tìm được nơi này? Tôi xin Nhan lão cho tôi địa chỉ. Thiếu chủ, tôi đến để cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Tiền Đa Đa hưng phấn nói. Không cần cảm ơn, trở về đi. Diệp Phàm vừa mới mở miệng, Tiền Đa Đa nói thẳng, vậy không được, cha tôi nói phải tri ân báo đáp, tuyệt đối không thể thiếu ân tình của người khác. Vậy anh muốn báo ân thế nào? Thiếu chủ, tôi đã sắp xếp xong, ngài đi theo tôi là được. Tiền Đa Đa nói. Diệp Phàm cũng không có chuyện gì làm nên đi theo Tiền Đa Đa. Sau đó Tiền Đa Đa mở cửa chiếc siêu xe chở Diệp Phàm đi đến quán ba nhân gian thiên đường. Đây là báo ân mà anh nói. Diệp Phàm liếc nhìn Tiền Đa Đa. Thiếu chủ, quán ba này chính là quán ba cao cấp nhất đế đô. Ở đây có vô số người đẹp, là thiên đường chân chính, đêm nay thiếu chủ tận tình chơi, tôi sẽ bao hết. Tiền Đa Đa nói. Thôi, nơi này không thích hợp tôi. Diệp Phàm lắc đầu, đang định rời khỏi. Lúc này, một người phụ nữ mặt đỏ bừng, đi đường lung lay đi ra, có vẻ uống rất nhiều rượu. Người đẹp, em say rồi, có cần bọn anh đưa về nhà không? Hai người đàn ông đứng ở cửa quán ba nhìn người phụ nữ này với ánh mắt dâm tà, đi qua định dẫn người phụ nữ này đi. Người phụ nữ kia uống say bí tỉ, không có sức phản kháng, đúng lúc này một âm thanh lạnh băng vang lên, buông tay mấy người ra, cút. Hai người đàn ông quay đầu nhìn lại thì thấy hai bàn tay buông xuống, túm cổ áo bọn họ rồi vứt ra ngoài. Người ra tay này chính là Diệp Phàm. Cô không sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Người phụ nữ này chính là Thượng quan Lưu Ly. Là anh hả? Thượng quan Lưu Ly ngẩng đầu, mơ màng nhìn Diệp Phàm, sau đó dựa trên người hắn. Này, tỉnh tỉnh. Diệp Phàm đỡ Thượng quan Lưu Ly kêu gọi, nhưng cô ta lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thiếu chủ ngầu quá, còn chưa vào quán ba đã nhặt được một người đẹp rồi. Tiền Đa Đa nói, thiếu chủ có cần tôi thuê phòng tổng thống cho hai người không, để ngài vượt qua một đêm tuyệt diệu. Cút! Diệp Phàm trừng mắt nhìn Tiền Đa Đa, ôm Thượng quan Lưu Ly về biệt thự. Hiện tại người phụ nữ này bất tỉnh nhân sự, Diệp Phàm không thể vứt cô ta ở đường cái, đành phải mang về. Cùng lúc đó, trong ác nhân cốc, một đám kẻ ác tụ tập lại. Trong đó có hai vị ác đầu trong bốn ác đầu của ác nhân cốc. Chương 795 từ thiếu, xin bớt giận. Lúc này bọn họ đang nhìn chăm chú vào hai cái đầu, sắc mặt âm u. Hai cái đầu này chính là Võ Điên và Hoa Phong. Hai ác đầu bị giết, đầu còn bị gửi tặng về, đây thực sự là sự khiêu khích trần trụi với ác nhân cốc. Không ngờ hai tên này đã chết, tên đệ tử của chủ nhân Bách Hoa mạnh vậy sao? Hai ác đầu còn lại đang nghị luận. Ác đầu nghe lệnh. Đột nhiên một âm thanh lạnh băng truyền khắp ác nhân cốc. Có thuộc hạ. Hai ác đầu quỳ xuống. Lập tức triệu tập 3.000 ác nhân xuất cốc tiêu diệt toàn bộ phân bộ của Bách Hoa Lâu. Chỉ cần là người Bách Hoa Lâu, chém đầu hết cho ta, sau đó gửi đầu của bọn họ cho đệ tử của chủ nhân Bách Hoa. Âm thanh lạnh băng này nói. Rõ. Hai ác đầu đáp lại. Tiếp theo, 3.000 ác nhân xuất cốc, bắt đầu triển khai sự trả thù. Ở nơi khác của Long Quốc. Sở Thiên ngồi ở đây, vị lão giả kia đang đứng trước mặt báo cáo gì đó. Thì ra tên Diệp Phàm kia là con trai của Diệp Thiên Long, thảo nào cô ta lại che chở hắn như vậy. Sở Thiên lạnh lùng nói. Nhưng Diệp Thiên Long đã chết, cô ta còn che chở tên kia, hay cô ta động lòng với hắn? Sở Thiên nói. Công tử, hiện tại đại tiểu thư che chở cho hắn, e rằng chúng ta không dễ xuống tay. Vị lão giả kia mở miệng. Không cần chúng ta ra tay sẽ có người đến đối phó hắn. Sở Thiên lạnh lùng nói. Ý của công tử là, lão giả kia nói. Sở Quân Lâm coi Sở Cửu Ca như cấm luyến của hắn, nếu để hắn biết tên kia còn sống, còn có quan hệ với Sở Cửu Ca, ông cảm thấy hắn sẽ thế nào? Sở Thiên hơi mỉm cười. Lão giả kia nói, chiêu mượn đao giết người này của công tử đúng là rất lợi hại.
Chiêu này không chỉ có thể giết tên kia, có khi có thể khơi mào tranh đấu giữa Sở Quân Lâm và Sở Cửu Ca, đến lúc đó chúng ta có thể chai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Sở Thiên nở nụ cười xấu xa. Nhà họ Khương ở đế đô. Đột nhiên một đám người xông vào giết chết hộ vệ nhà họ Khương, cầm đầu là Từ Thiên Hạo. Từ Thiên Hạo dẫn người xông vào nhà họ Khương đã làm kinh động đến đám người Khương Thịnh Hải, Khương Chính Thiên. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng hoảng sợ. Từ thiếu, xin bớt giận. Khương Chính Thiên vội vàng tiến lên nói. Bốp, Từ Thiên Hạo tát bay Khương Chính Thiên ra ngoài. Phụt, Khương Chính Thiên nện trên mặt đất hộc máu. Cha, chương 796 Khương Vân Hy thống khổ nói. Khương Vân Hy lao ra, thấy cha bị thương, vội vàng kêu lên. Từ thiếu, chuyện ban ngày là nhà họ Khương sai, xin ngài không cần so đo với chúng tôi. Chỉ cần Từ thiếu nguyện ý buông tha nhà họ Khương, tôi sẽ tự đi bồi tội cho ngài và Từ tôn chủ. Khương Thịnh Hải cúi người nói. Không phải không thể buông tha nhà họ Khương các ngươi, nhưng tôi có một điều kiện. Từ Thiên Hạo lạnh lùng nói. Điều kiện gì, chỉ cần nhà họ Khương có thể làm được, chắc chắn sẽ cố sức hoàn thành. Khương Thịnh Hải vội vàng nói. Từ Thiên Hạo chỉ vào Khương Vân Hy, lạnh nhạt nói. Đám người Khương Thịnh Hải và Khương Vân Hy biến sắc. Không có khả năng. Khương Vân Hy từ chối. Vậy đừng trách tôi. Giết. Từ Thiên Hạo kêu lên. Mặc dù nhà họ Khương là một trong 10 thế gia nhưng cao thủ gia tộc không phải đối thủ của nhóm người do Từ Thiên Hạo mang đến. Nhóm người do Từ Thiên Hạo mang đến đều là cấp dưới của Hộ Quốc Chí Tôn, thực lực vô cùng khủng bố. Vân Hy, con nhanh đồng ý gả cho Từ thiếu đi, nếu không nhà họ Khương sẽ không còn. Con thật sự nhẫn tâm nhìn nhà họ Khương diệt vong vì con sao? Khương Chính Thiên không ngừng khuyên bảo Khương Vân Hy. Đúng vậy, Vân Hy, cháu nhanh đồng ý đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Khương Chính Lập và Khương Chính Y cũng khuyên bảo. Tiếp theo những người khác nhà họ Khương cũng khuyên bảo Khương Vân Hy. Rốt cuộc bây giờ mạng sống của bọn họ đều nằm trong tay Khương Vân Hy. Khương Vân Hy nhìn người nhà họ Khương không ngừng chết thảm, sắc mặt không ngừng thay đổi, nội tâm vô cùng dày vò. Vân Hy, cháu không cần nghe bọn họ, vâng theo trái tim của mình. Hôm nay nhà họ Khương bị diệt do vận số đã hết, không liên quan đến cháu. Khương Thịnh Hải nói. Lão già, chết đi. Từ Thiên Hạo nhìn chằm chằm Khương Thịnh Hải với ánh mắt âm u, lao thẳng về phía ông. Đừng tổn thương ông nội tôi đồng ý gả cho anh. Thấy Từ Thiên Hạo định ra tay với ông nội, Khương Vân Hy vội vàng kêu lên. Cô xác định. Từ Thiên Hạo dừng tay, nhìn về phía Khương Vân Hy. Chỉ cần anh buông tha cho nhà họ Khương, tôi nguyện ý gả cho anh. Khương Vân Hy thống khổ nói. Được, cái này do chính cô nói. 3 ngày sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó cũng mời cả thiếu chủ điện Long Vương kia đến tham gia tiệc cưới của chúng ta. Từ Thiên Hạo nở nụ cười lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Ngày hôm sau, hàng lông mi của thượng quan Lưu Ly khẽ chớp, cô từ từ tỉnh lại. Chương 797 mày đang ở đâu? Có lẽ là bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều rượu, thượng quan Lưu Ly cảm giác choáng váng, đầu đau như búa bổ. Mấy giây sau, đợi thượng quan Lưu Ly tỉnh táo hẳn, cô nhìn quanh một lượt, vẻ mặt chợt khựng lại. Lúc này cô không ở trong phòng riêng của mình mà ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ngay sau đó, thượng quan Lưu Ly vén chăn lên nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Quần áo cô mặc lúc này không phải bộ tối qua. Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, quần áo trên người đã bị thay đổi. Đây là một điều vô cùng hoảng sợ với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng thượng quan Lưu Ly lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, trong đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Lúc này, cửa phòng mở ra. Diệp Phàm đi vào, nhìn thượng quan Lưu Ly nói, cô tỉnh rồi à? Tối qua là anh đưa tôi về. Thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm, trong đầu hiện ra hình ảnh Diệp Phàm xuất hiện trước mặt cô tối hôm qua. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy là Diệp Phàm, lo lắng trong lòng thượng quan Lưu Ly lập tức biến mất. Đúng thế. Tối hôm qua cô uống say mềm, tôi lại không biết nhà cô ở đâu, nên chỉ có thể mang cô về. Vậy quần áo trên người tôi? Thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm hỏi. Bà xã tôi thay quần áo cho cô, tối qua cô uống nhiều quá nôn mửa, nên tôi bảo cô ấy thay cho cô bộ khác, cô đừng có nghĩ nhiều.
Diệp Phàm vội vàng nói. Cô tỉnh rồi. Đường Sở Sở đi vào phòng, nhìn Thượng quan Lưu Ly nói. Hôm qua làm phiền hai ngươi rồi. Thượng quan Lưu Ly cảm ơn. Chuyện nhỏ, không cần để ý. Nhưng mà, một cô gái lại đi uống nhiều rượu như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Sở Sở hỏi Thượng quan Lưu Ly. Không có gì. Ánh mắt Thượng quan Lưu Ly lóe lên, cô lắc đầu. Tôi nấu cho cô bát canh giải rượu, cô đợi chút. Đường Sở Sở nói rồi xoay người rời đi. Anh tìm được một người vợ rất tốt. Thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Diệp Phàm cười đáp. Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Thượng quan Lưu Ly cầm di động lên nhìn, trực tiếp cúp máy, nhưng rất nhanh đầu dây bên kia lại gọi tới. Có chuyện gì? Thượng quan Lưu Ly nhận điện thoại lạnh nhạt nói. Mày đang ở đâu? Ông đã đuổi tôi rồi, hiện tại tôi đã không còn là người của nhà thượng quan nữa. Tôi ở đâu không liên quan gì tới ông. Chương 798 nhà họ Tôn. Thượng quan Lưu Ly nói xong, đang định cúp điện thoại, nhưng lời của Thượng quan Hồng ở đầu dây bên kia lại khiến sắc mặt cô thay đổi. Mày lập tức trở về, nếu không tao sẽ ném tất cả di vật của mẹ mày ra ngoài. Thượng quan Hồng lạnh lùng nói. Ông! Lúc này, Thượng quan Lưu Ly vô cùng tức giận, ánh mắt cô tràn đầy lửa hận, điện thoại di động trong tay như bị bóp nát. Cô có mâu thuẫn với người nhà à? Diệp Phàm tò mò nhìn Thượng quan Lưu Ly. Tôi phải về trước đây, cảm ơn anh. Thượng quan Lưu Ly hít sâu vài hơi, đè nén lửa giận trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài. Cô Thượng quan, cô Đường, tôi có việc phải về trước, lần sau tôi sẽ cảm tạ hai người. Thượng quan Lưu Ly ra khỏi phòng nhìn thấy Đường Sở Sở, nói một câu rồi rời đi. Cô ấy sao vậy? Đường Sở Sở tò mò nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm tùy ý đáp. Lúc này, di động của Đường Sở Sở vang lên, cô vừa nhận máy, biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm nhìn sắc mặt Đường Sở Sở không ổn bèn hỏi. Sáng sớm hôm nay, tổng bộ tập đoàn Đường Thị bị một đám người thần bí đập phá. Toàn bộ trụ sở bị phá hủy hoàn toàn, còn có mấy chục nhân viên bị thương. Lúc này, thị trường chứng khoán của Đường Thị đang bị xí nghiệp đứng đầu ngành dược ở Long Quốc, công ty dược phẩm Khang Thành tấn công. Thua lỗ nặng nề. Đường Sở Sở nói với vẻ khó coi. Nghe được tin tức này, sắc mặt Diệp Phàm lạnh xuống, ai mà to gan như vậy? Anh Tiểu Phàm, xem ra chúng ta phải nhanh chóng về Thiên Hải. Đường Sở Sở nói. Ngày mai chi nhánh Đế Đô sẽ khai trương, sao mà em về được? Đừng lo lắng bên phía Thiên Hải, anh sẽ cho người đi xử lý. Diệp Phàm an ủi. Hắn trực tiếp liên lạc với Hoa Hồng Đỏ. Bảo cô lập tức điều tra rõ xem ai là kẻ đứng sau ra tay với Đường Thị. Rất nhanh, Hoa Hồng Đỏ đã gửi tin tức tới. Kẻ đập phá trụ sở Đường Thị là do nhà họ Tôn, một thế gia của Hạnh Lâm giới, mà tập đoàn dược phẩm Khang Thành đánh lén thị trường chứng khoán Đường Thị cũng thuộc sở hữu của nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia lạnh lẽo. Lúc trước, cậu ấm nhà họ Tôn ngáng chân Đường Thị, bị Diệp Phàm giết chết, nhà họ Tôn rõ ràng là đang báo thù. Nhà họ Tôn, nếu như đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hắn trực tiếp liên lạc với Điện Long Vương, bảo bọn họ lập tức phái người đi diệt nhà họ Tôn. Ngoài ra, Diệp Phàm còn nhận được một tin tức từ Hoa Hồng Đỏ. Đám người nước ngoài tập kích xe của chúng ta chính là chiến sĩ lang quân của Lang Quốc. Chương 799 chuẩn bị cho tôi một món quà mừng thật lớn. Lang quân chính là quân đoàn mạnh nhất của Lang Quốc, có người nói trong cơ thể họ có gen của sói. Sức chiến đấu vô cùng hung hãn. Chỉ là Diệp Phàm không rõ vì sao Lang quân này lại tấn công bọn họ. Lập tức điều tra rõ mục đích của Lang quân. Diệp Phàm phân phó cho Hoa Hồng Đỏ. Hắn có trực giác, sợ là Lang quốc này đang muốn kiếm chuyện. Sau đó, Diệp Phàm dẫn theo Huyết Phu, Diệp, Natasha Romanoff, U Ảnh và thập đại cao thủ của Ảnh Bộ. Long Kình, Tứ Đại Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ đi tới kho bí mật của Thương hội Thiên Long, để bọn họ chọn một món vũ khí. Những vũ khí này đều là thần binh lợi khí, với những cao thủ như Huyết Phu mà nói, vũ khí này có thể giúp người sử dụng tăng cường hiệu quả chiến đấu. Kế tiếp để Long Quân luyện tập căn cứ theo mê cung, nhất định phải nắm rõ các trận pháp trong trận đồ. Diệp Phàm giao cuốn bát trận đồ quý báu cho Long Kình.
Sức chiến đấu của Long Quân phối hợp với bát trận đồ này, tuyệt đối vô địch. Rõ, thiếu chủ. Long Kình gật đầu. Lúc này, Bạch Hưng Long Quân nhận được một cú điện thoại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn về phía Diệp Phàm, thiếu chủ, bên Điện Long Cung báo tin, có người gửi thiệp mời cưới tới. Thiệp mời cưới? Của ai? Diệp Phàm tò mò. Là con trai của hộ quốc Từ Trường Sinh Từ Thiên Hạo và đại tiểu thư nhà họ Khương, một trong thập đại thế gia ở đế đô, Khương Vân Hy. Bạch Hưng Long Quân nói. Nghe được tin tức này, vẻ mặt Diệp Phàm lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước, Khương Vân Hy còn phản đối ở bên Từ Thiên Hạo, sao bây giờ lại kết hôn? Thiếu chủ, cô Khương không phải vợ chưa cưới của cậu sao, bây giờ lại? Cuồng Sư Long Quân hỏi Diệp Phàm. Hôn ước của thiếu chủ và đại tiểu thư nhà họ Khương còn chưa giải trừ, cô ấy lại muốn kết hôn với người khác, bọn họ cũng không xem Điện Long Vương chúng ta ra gì. Thanh Dực Long Quân nói với vẻ mặt lạnh như băng. Đi điều tra xem nhà họ Khương đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm nhìn Bạch Hưng Long Quân nói. Rõ. Bạch Hưng Long Quân gật gật đầu. Rất nhanh Bạch Hưng Long Quân đã truyền tin tức đến, thiếu chủ, tối hôm qua Từ Thiên Hạo dẫn theo một đám thuộc hạ nhà họ Từ, tự ý xông vào nhà họ Khương, sau đó lấy cái chết của người nhà để uy hiếp cô Khương phải gả cho hắn, sau cùng cô ấy đồng ý. Quả nhiên. Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn đoán là Từ Thiên Hạo cưỡng ép bắt Khương Vân Hy gả cho hắn, nếu không thì Khương Vân Hy cũng sẽ chẳng đồng ý kết hôn. Hơn nữa còn đặc biệt đưa cho hắn một tấm thiệp mời rõ ràng là đang khiêu khích hắn. Chuẩn bị cho tôi một món quà mừng thật lớn. Diệp Phàm nói với Bạch Hưng Long Quân. Nếu Từ Thiên Hạo đã mời hắn tham gia hôn lễ, Diệp Phàm đương nhiên không thể không đi, hơn nữa hắn còn phải chuẩn bị một món quà hậu hĩnh. Chương 800 anh có giúp tôi chuyện này hay không? Nhà họ Khương lúc này, trong phòng của Khương Vân Hy. Cái gì, Vân Hy, Diệp Thần Y là chồng chưa cưới của cậu. Cậu muốn lấy cái tên Từ Thiên Hạo kia sao? Chuyện này là sao vậy? Lúc này, Lý Tử Huyên nhìn Khương Vân Hy, cô ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng. Được rồi, không cần phải ngạc nhiên tới mức như vậy chứ. Khương Vân Hy chán nản nói. Vân Hy. Sao cậu có thể cứ vậy mà đi lấy cái tên Từ Thiên Hạo kia được? Lý Tử Huyên nhìn Khương Vân Hy nói. Hiện tại tính mạng của cả nhà họ Khương đều nằm trong tay hắn, nếu tớ không gả thì nhà họ Khương sẽ bị diệt. Khương Vân Hy nói. Vậy tớ đi tìm Diệp Thần Y, võ công của hắn rất cao, lại là thiếu chủ Điện Long Vương, chắc chắn sẽ có cách. Ngay lập tức, Lý Tử Huyên muốn đi tìm Diệp Phàm. Khương Vân Hy vội vàng giữ Lý Tử Huyên lại, đừng đi. Từ Thiên Hạo đã bắt ông nội tớ rồi, nếu bây giờ đi tìm Diệp Thần Y, tính mạng của ông nội tớ sẽ khó giữ. Lý Tử Huyên quay đầu nhìn Khương Vân Hy nói, vậy chẳng lẽ cậu thật sự muốn gả Từ Thiên Hạo? Đây chính là số mệnh của tớ. Khương Vân Hy lộ ra vẻ cô đơn, sắc mặt trở nên cực kỳ hốc hác. Chớp mắt, đã đến giữa trưa. Diệp Phàm theo Tiền Đa Đa vào trong một nhà hàng. Lúc trước Tiền Đa Đa lại chạy đến biệt thự tìm Diệp Phàm. Nói muốn mời hắn ăn cơm, Diệp Phàm vốn định từ chối. Nhưng không chịu nổi ra mặt dày của tên này, Diệp Phàm không đồng ý thì hắn không chịu đi. Diệp Phàm cũng không thể ra tay với đối phương, vậy nên chỉ có thể đồng ý tới đây. Diệp Phàm, là anh. Diệp Phàm vừa bước vào nhà hàng thì nghe thấy một tiếng gọi. Diệp Phàm nhìn qua thì thấy Triệu Hữu Dung bước nhanh về phía hắn. Bởi vì đi lại quá nhanh nên nơi kiêu ngạo trước ngực Triệu Hữu Dung nhấp nhô. Khiến cho Tiền Đa Đa ở bên cạnh phát ngốc. Cô cũng ở đây à? Diệp Phàm chào hỏi lại Triệu Hữu Dung. Anh ở đây thì tốt quá, nhanh giúp tôi một việc. Triệu Hữu Dung vui vẻ nhìn Diệp Phàm. Giúp chuyện gì? Mẹ tôi tìm cho tôi một đối tượng xem mắt, tôi không đồng ý, vậy nên anh giả làm bạn trai đi lừa mẹ tôi, như thế thì tôi sẽ không bị ép đi xem mắt nữa. Ặc, Diệp Phàm sửng sốt rồi nói, không có thời gian. Anh giúp một chút thôi mà, cũng đâu phải bạn trai thật. Triệu Hữu Dung tức phận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Gì nhỉ, người đẹp, hay để tôi giả làm người yêu cô nhé, tôi rất am hiểu làm bạn trai người khác đấy. Lúc này, Tiền Đa Đa ở cạnh lên tiếng, hắn cười tít mắt không thấy ánh mặt trời. Triệu Hữu Dung nhìn sang Tiền Đa Đa, ghét bỏ nói, anh. Thôi bỏ đi, anh có giúp tôi chuyện này hay không? Triệu Hữu Dung nhìn Diệp Phàm hỏi. Không giúp. Diệp Phàm dứt khoát từ chối.
Nếu anh không giúp thì tôi sẽ quấn lấy anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 801 Triệu Hữu Dung hừ nói. Lập tức, hai tay Triệu Hữu Dung kéo lấy tay Diệp Phàm, toàn bộ cơ thể đều dán ở trên người đối phương, chỗ no đủ đè ép cánh tay, làm hắn quẫn trí. Ai, không hổ là thiếu chủ, mỗi ngày đều có em gái đưa tới cửa, bản đại thiếu sao lại không có vận đào hoa tốt như vậy? Tiền Đa Đa hâm mộ nói. Này cô, chú ý hình tượng chút. Diệp Phàm bĩu môi. Tôi sắp bị đi xem mắt, ép phải lấy người mình không thích rồi, còn hình tượng cái gì nữa? Anh có đồng ý hay không? Triệu Hữu Dung trừng mắt nhìn Diệp Phàm lầm bầm nói. Được rồi, coi như tôi sợ cô. Cuối cùng, Diệp Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Đối với phụ nữ, trừ khi là kẻ địch chân chính, nếu không thì Diệp Phàm cũng chẳng nỡ ra tay. Lập tức, Triệu Hữu Dung mang theo Diệp Phàm đi tới một gian phòng bên trong nhà hàng. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc hoa lệ đang ngồi bên trong, người này chính là mẹ Triệu Hữu Dung, bà chủ nhà họ Triệu, một trong những hào môn đế đô. Hữu, cậu ta là ai? Triệu phu nhân thấy Triệu Hữu Dung đang định lên tiếng thì nhìn thấy cô kéo theo Diệp Phàm, bà nhướng mày. Mẹ, con giới thiệu cho mẹ một chút, đây là bạn trai con Diệp Phàm. Triệu Hữu Dung giới thiệu. Bạn trai, con có bạn trai lúc nào? Sao mẹ không biết? Vẻ mặt của Triệu phu nhân thay đổi, lập tức hỏi con gái. Mẹ, con và Diệp Phàm mới quen không bao lâu, định qua một thời gian nữa mới nói cho mẹ. Kết quả mẹ cứ ép giới thiệu cho con cái gì mà đối tượng xem mắt, nên con chỉ có thể mang anh ấy tới gặp mẹ. Triệu Hữu Dung nói xong thì nháy mắt với Diệp Phàm. Chào gì? Diệp Phàm chào hỏi Triệu phu nhân. Cậu là thiếu gia của nhà nào, sao tôi chưa từng gặp cậu? Triệu phu nhân nhìn Diệp Phàm hỏi. Tôi không phải thiếu gia gì, chỉ là một người bình thường. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Người bình thường. Vậy cậu cũng biết thân phận của con gái tôi? Nghe Diệp Phàm nói, vẻ mặt Triệu phu nhân lạnh xuống. Diệp Phàm thì lắc đầu. Con gái tôi là đại tiểu thư nhà họ Triệu, một trong những nhà giàu quyền quý của đế đô, thiên kim lá ngọc cành vàng. Cậu cảm thấy một người bình thường có tư cách trở thành bạn trai của con bé, làm rể nhà họ Triệu tôi sao? Triệu phu nhân khinh thường lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì vậy? Con và... Được rồi, không cần phải nói, mẹ không đồng ý cho các con ở bên nhau. Cậu ta không xứng làm con rể nhà họ Triệu, Hoa Thiếu lập tức tới đây, bảo cậu ta đi nhanh đi, nếu không đến lúc đó chọc cho Hoa Thiếu mất hứng thì phiền. Triệu phu nhân lạnh lùng nói. Lúc này, cửa phòng mở ra, người thanh niên ăn mặc xa hoa đi vào. Hoa Thiếu, cậu tới rồi, mời ngồi mời ngồi. Triệu phu nhân nhìn thanh niên này tiến vào, lập tức đứng dậy nghênh đón, vô cùng nhiệt tình, bà nhìn Triệu Hữu Dung, Hữu Dung, mau tới chào Hoa Thiếu. Mẹ, đây là đối tượng xem mắt mẹ tìm cho con. Còn không đẹp trai bằng Diệp Phàm nữa. Triệu Hữu Dung hừ nói. Im miệng, con nói bậy bạ gì vậy? Chương 802 rốt cuộc cậu ta là ai? Hoa Thiếu chính là đại thiếu của gia đình giàu có số một đế đô, ông nội của cậu ấy là viện trưởng ngữ y viện, thân phận tôn quý. Cậu ta sao có thể so sánh với Hoa Thiếu? Ngay cả một ngón tay của Hoa Thiếu cũng không bằng, nhanh bảo cậu ta chút đi. Triệu phu nhân khinh thường hừ lạnh. Người thanh niên trước mặt cô chính là thiếu gia nhà họ Hoa Hoa Thừa. Lúc này, Hoa Thừa nhìn thấy Diệp Phàm thì trợn tròn mắt. Sau khi hắn nghe được lời Triệu phu nhân, trên trán toát cả mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Câm miệng! Hoa Thừa nhìn Triệu phu nhân quát lớn. Người đàn bà này lại ở trước mặt Diệp Phàm, nói đối phương không bằng hắn, đây không phải là muốn đẩy hắn vào trong hố lửa sao? Hắn cũng không muốn giống như đám người Vân Thiếu biến thành một đống xương. Hoa Thiếu làm sao vậy? Triệu phu nhân bị Hoa Thừa quát như vậy thì bối rối. Bà nói bậy bạ gì vậy? Sao tôi có thể so sánh tôi với Diệp Thiếu? Hoa Thừa quát Triệu phu nhân. Hắn lập tức đi tới trước mặt Diệp Phàm với vẻ mặt nịnh nọt. Diệp Thiếu, là tôi không xứng, vừa rồi người đàn bà kia là nói hưu nói vượt, cậu ngàn vạn lần đừng để ý. Thì ra anh chính là đối tượng xem mắt của cô ấy. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Hoa Thừa. Vụt! Sắc mặt Hoa Thừa thay đổi, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Diệp Thiếu, trước đó tôi cũng không biết cô Triệu là người phụ nữ của anh, nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không tới, xin Diệp Thiếu tha cho tôi một mạng.
lúc này Hoa Thừa sợ tới thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn lại muốn xem mắt với người phụ nữ của Diệp Phàm. Đây quả thực là muốn chết. Mà Triệu Phu Nhân và Triệu Hữu Dung thấy cảnh tượng như vậy thì đều rất kinh ngạc. Nhất là Triệu Phu Nhân, bà không ngờ đại thiếu gia nhà họ Hoa ngồi tít ở trên cao lại khiêm tốn cung kính với một người bình thường như vậy. Chuyện này khiến cho Triệu Phu Nhân cảm giác như đang nằm mơ. Tôi đáng sợ như vậy à? Diệp Phàm nhìn bộ dạng như sắp tè ra quần của Hoa Thừa thì không khỏi bật cười. Sợ, không đáng sợ, không đáng sợ. Hoa Thừa theo bản năng muốn nói đáng sợ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hắn liên tục lắc đầu. Được rồi, anh đi đi. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Đa tạ Diệp thiếu. Hoa Thừa như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này, Triệu Phu Nhân ngây ra như phỗng, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Diệp Phàm nhìn Triệu Hữu Dung nói một câu rồi trực tiếp rời đi. Hữu Dung, cậu ta, rốt cuộc cậu ta là ai? Lúc này, Triệu Phu Nhân mới phản ứng lại, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn con gái mình. Anh ấy không phải người bình thường. Triệu Hữu Dung lạnh lùng nói. Diệp Phàm cùng Tiền Đa Đa cơm nước xong xuôi, vừa rời khỏi nhà hàng liền nhận được điện thoại của Hoa Hồng Đỏ, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, chạy thẳng tới Bách Hoa Lâu. Tổng bộ Bách Hoa Lâu ở Đế Đô. Chương 803 Ác Nhân Cốc. Hoa Hồng Đỏ và các thành viên Bách Hoa Lâu có mặt, biểu cảm vô cùng khó coi. Hơn 100 cái đầu lâu đang bày ra trước mặt các cô. Tất cả những cái đầu này đều là con gái. Hơn nữa còn là đầu của người phụ trách các chi nhánh của Bách Hoa Lâu ở Long Quốc. Lúc này, Diệp Phàm xuất hiện, hắn nhìn thấy trên 100 cái đầu này, vẻ lạnh lùng, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu từ rạng sáng hôm nay, các phân bộ của Bách Hoa Lâu tại Long Quốc gặp phải một đám người tàn sát, tổn thất trầm trọng. Sau khi bọn họ tiêu diệt các phân bộ của Bách Hoa Lâu thì chặt đầu những người phụ trách rồi mang tới đây. Hoa Hồng Đỏ lạnh như băng nói. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, ánh mắt lóe ra sát khí lạnh lẽo, là ai làm? Ác Nhân Cốc. Hoa Hồng Đỏ đáp. Ác Nhân Cốc. Diệp Phàm lớn giọng. Hắn không ngờ Ác Nhân Cốc lại trả thù nhanh như vậy. Lúc trước hắn sai người đem hai đầu của hai ác thủ về Ác Nhân Cốc, kết quả đối phương cũng đưa lại đầu của thành viên tới Bách Hoa Lâu, đúng là đủ ác. Chôn cất bọn họ tử tế. Gửi địa chỉ của Ác Nhân Cốc cho tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thiếu chủ, chẳng lẽ cậu muốn? Hoa Hồng Đỏ nhìn Diệp Phàm, đang định lên tiếng thì người kia đã hờ hững đáp, diệt Ác Nhân Cốc. Mặt trời ngả về tây rồi màn đêm dần buông xuống. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua Ác Nhân Cốc khiến nơi này càng thêm âm u, làm cho người khác có cảm giác đáng sợ giống như đang ở địa ngục vậy. Đúng lúc này, có một nhóm người xuất hiện bên ngoài Ác Nhân Cốc. Diệp Phàm, Huyết Phu, Diệp, Natasha Romanoff, 10 đại cao thủ của ảnh bộ, Cuồng Sư Long Quân, Thanh Dực Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ đã xuất hiện ở đây. Nhớ rõ, đêm nay phải giết sạch hết người của Ác Nhân Cốc. Diệp Phàm lạnh lẽo ra lệnh. Vâng. Tất cả mọi người đều đáp. Giết. Khi Diệp Phàm hạ lệnh, bọn họ ngay lập tức lao thẳng vào Ác Nhân Cốc. Trong Ác Nhân Cốc này vô cùng quỷ dị, mang đến cho người ta một sự áp bức đến ngạt thở. Nhưng đám người Diệp Phàm đều là cao thủ dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bị chút ảnh hưởng nào. Các ngươi. Lúc này, một nhóm ác nhân đang canh giữ bên ngoài Ác Nhân Cốc nhìn thấy đám người Diệp Phàm xông vào liền hét lên. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nói xong đã bị Huyết Phu dùng kiếm chém chết. Thanh kiếm trong tay Huyết Phu chính là thanh kiếm được lấy ra từ hầm bí mật của Thiên Long, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Huyết Phu và những người khác liền tản ra và bắt đầu điên cuồng chém giết. Còn Diệp Phàm từng bước đi sâu vào trong Ác Nhân Cốc. Chẳng bao lâu, toàn bộ Ác Nhân Cốc đều vô cùng khiếp sợ khi bị đám người Diệp Phàm tấn công bất ngờ. Rất nhiều ác nhân cường đại lao về phía Diệp Phàm, nhưng đều bị hắn giết chết chỉ bằng một kiếm. Giờ phút này Diệp Phàm một bước giết chết 10 người. Một mình hắn đã giết chết hàng trăm cường giả của Ác Nhân Cốc. Soạt, soạt. Hai đại ác đầu của Ác Nhân Cốc bây giờ đang đứng trước mặt Diệp Phàm. Chương 804 rồi đầu của bọn chúng liền lìa khỏi cổ. Một kẻ trong tay cầm bầu rượu, tự nhận mình là quỷ nghiện rượu. Còn kẻ kia lại cầm cốc xúc sắc và tự nhận mình là kẻ nghiện cờ bạc. Tiểu tử, ngươi là ai? Thế mà dám dẫn người xông vào Ác Nhân Cốc của chúng ta?
lá gan cũng to đấy. Quỷ nghiện rượu lên tiếng. Các ngươi đã giết người của Bách Hoa lâu. Diệp Phàm lạnh lẽo hỏi. Ngươi là đồ đệ của Bách Hoa chi chủ. Hai đại ác đầu nhìn Diệp Phàm, đột nhiên đoán được thân phận của hắn. Sau đêm nay, trên thế giới sẽ không còn ác nhân cốc nữa. Diệp Phàm giống như thần chết tuyên phạt, trực tiếp tuyên án tử cho ác nhân cốc. Khẩu khí cũng lớn thật đấy. Tên nghiện cờ bạc khinh thường nói, vung cốc xúc sắc trong tay lên, vài viên xúc sắc lập tức bắn về phía Diệp Phàm, tốc độ của chúng nhanh hơn đạn bắn gấp 10 lần, xé nát không khí mà lao đến, sánh ngang với tốc độ âm thanh. Hơn nữa không gian trong ác nhân cốc vô cùng mờ mịt, không thể phán đoán chính xác được hướng tấn công của những cục xúc sắc này, ngay cả là cường giả thiên cảnh cũng khó mà tránh được. Nhưng Diệp Phàm vốn không thèm nhìn, vung kiếm lên trực tiếp chém đôi tất cả xúc sắc. Tốc độ quá nhanh, tên nghiện cờ bạc kinh ngạc nói. Soạt. Lúc này, quỷ nghiện rượu hớp một ngụm rượu rồi thi triển ra một bộ quyền pháp công kích Diệp Phàm. Mà tên nghiện cờ bạc cũng nhân cơ hội này tấn công. Cốc xúc sắc trong tay hắn ta cũng ném thẳng ra ngoài, xúc sắc bắn tung tóe về phía Diệp Phàm, mỗi viên xúc sắc đều ẩn chứa uy lực khủng khiếp, đủ để xuyên thủng vàng, nứt vỡ đá. Hai tên này đều là cường giả tông cảnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, bọn chúng chả là cái thá gì cả. Chết đi, Diệp Phàm thốt ra một câu rồi vung đoản kiếm màu đen trong tay. Soạt. Trong màn đêm tối tăm này, một đạo kiếm quang chói mắt nhanh chóng bắn ra. Xé nát không gian và quét qua mọi thứ. Trong nháy mắt, xúc sắc khắp nơi biến thành bột phấn. Hai đại ác đầu đang tấn công Diệp Phàm lập tức cứng đờ. Đôi mắt của bọn chúng mở to, không thể tin nổi. Phụt, phụt. Vài giây sau, một dòng máu chợt phun ra từ cổ bọn chúng. Rồi đầu của bọn chúng liền lìa khỏi cổ. Hai đại ác đầu cuối cùng của ác nhân cốc cũng đã bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một nhát kiếm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, cuồng sư Long Quân cùng Thanh Dực Long Quân đi tới trước mặt Diệp Phàm hỏi, thiếu chủ, ngài không sao chứ? Ha ha ha! Không ngờ Bách Hoa chi chủ lại có thể dạy dỗ được một đệ tử ưu tú như vậy, thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Đột nhiên, một tiếng cười ma quái phát ra từ sâu trong ác nhân cốc. Ngay sau đó, từng làn khí tức quỷ dị tràn vào, bao trùm toàn bộ ác nhân cốc. Dưới sự chân áp của luồng khí tức ma quỷ này, sắc mặt của huyết phu và những người khác đang điên cuồng chém giết ác nhân liền thay đổi, tim của họ đập nhanh hơn và cảm thấy một luồng chết chóc thật khủng khiếp. Khí tức tà ác này dường như xâm nhập vào cơ thể và kiểm soát tâm trí của bọn họ. Lúc này huyết phu và những người khác phải huy động toàn bộ sức lực để chống lại sự xâm nhập này. Ngay cả cuồng sư Long Quân và Thanh Dực Long Quân cũng phải thận trọng khi đối mặt với khí tức ma quỷ này và dốc toàn bộ sức lực để chống lại nó. Còn Diệp Phàm thì mặc kệ toàn thân bị bủa vây trong tà khí. Tà khí điên cuồng lao thẳng về phía cơ thể hắn, như thể nó sắp nuốt chửng lấy hắn. Thế nhưng khi tà khí này vừa tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm thì lại giống như tiến vào động không đáy, bị cơ thể hắn nuốt chửng hoàn toàn, chẳng những không khống chế được cơ thể hắn. Mà còn giúp Diệp Phàm tăng thêm thực lực. Ngươi thật sự có thể nuốt chửng được quỷ khí của ta. Chương 805 Minh chủ Võ Minh cũng là sư phụ của ngươi. Cũng xem như có chút bản lĩnh, giọng nói ma quái lại vang lên. Một đám ma khí đáng sợ quét qua ngay trước mặt Diệp Phàm, trong đám ma khí này liền xuất hiện một bóng người. Kẻ này mặc áo choàng đen, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, tay áo trái trống rỗng. Khi kẻ này xuất hiện, tà khí xung quanh ông ta ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố giống như một ngọn núi ập về phía Diệp Phàm, nhưng hắn vẫn đứng bất động. Diệp Phàm cùng hai vị Long Quân đều nhìn chằm chằm vào kẻ này. Ngươi chính là cốc chủ của ác nhân cốc, Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Không sai, ta chính là tàn ma cốc chủ của ác nhân cốc. Ông ta nhàn nhạt đáp. Ác chủ của ác nhân cốc thế mà lại là tàn ma. Lúc này, sau khi nghe được hai chữ tàn ma, sắc mặt của cuồng sư Long Quân và Thanh Dực Long Quân đột nhiên thay đổi, đều kinh ngạc thốt lên. Hai người nhìn về phía cốc chủ ác nhân cốc, trong mắt không nén được sự sợ hãi. Tàn ma trước đây vẫn chưa gọi là tàn ma, ông ta vốn là một cường giả hàng đầu, vô cùng đáng sợ trong giới võ đạo của Long Quốc, ông ta còn thành lập một tông môn và nhanh chóng trở thành bá chủ của giới võ đạo. Nhưng ông ta lại muốn thống nhất giới võ đạo ở Long Quốc nên đã chỉ huy môn phái của mình càn quét tất cả các thế lực lớn trong giới võ đạo,
nhằm khiến toàn bộ giới võ đạo phải thuần phục mình. Sau đó, minh chủ võ minh đã ra tay, đánh với ông ta một trận, chém đứt một cánh tay của ông ta và khiến ông ta bị trọng thương. Sau trận chiến đó, tàn ma liền biến mất, tông môn cũng giải tán, không ngờ mấy năm sau ông ta lại xuất hiện. Khi tái xuất giang hồ, ông ta tự xưng mình là tàn ma, bước vào con đường tu ma đạo, sức mạnh của ông ta so với trước đây cường đại hơn rất nhiều và ông ta lại làm đảo lộn giới võ đạo của Long Quốc, tuy nhiên không bao lâu sau, tàn ma lại biến mất. Không ai có thể ngờ rằng tàn ma lại trở thành cốc chủ của ác nhân cốc sau khi biến mất. Chẳng trách giới võ đạo và quan chức của Long Quốc cùng nhau liên thủ cũng không thể tiêu diệt được ác nhân cốc, hóa ra là do tàn ma ở đây. Tàn ma phải không? Ta nhớ tên của ngươi rồi. Ngươi có thể đi chết được rồi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Ha ha! Anh bạn trẻ, mạnh miệng thật đấy. Bổn tọa tung hoành ở giới võ đạo mấy chục năm, chưa có ai dám nói lời này trước mặt ta. Tàn ma chế nhạo. Thiếu chủ, thực lực của ông ta rất lợi hại. Năm đó ông ta thậm chí còn đấu với cả minh chủ võ minh. Cuồng sư Long Quân nhắc nhở. Ngươi từng đấu với minh chủ võ minh. Diệp Phàm liếc nhìn tàn ma. Mà khi nghe thấy bốn chữ minh chủ võ minh, trong mắt tàn ma lóe lên sát ý nồng đậm, ma khí quanh người ông ta dâng lên ngùn ngụt, phảng phất như yêu thần đã giáng thế. Cánh tay này của ông ta chính là bị minh chủ võ minh chặt đứt. Thanh Dực Long Quân hừ lạnh. Câm miệng. Tàn ma gầm lên giận dữ. Đôi mắt ông ta dán chặt vào Thanh Dực Long Quân, sau đó liền tung ra một chưởng, trực tiếp tấn công đối phương. Một chưởng này vừa tung ra, ma khí liền cuồn cuộn, áp chế Thanh Dực Long Quân đến mức không thể nào cử động nổi. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm liền vung kiếm, tiêu diệt ma khí. Năm đó nhị sư phụ của ta chặt đứt cánh tay của ngươi, còn ta hôm nay sẽ lấy mạng ngươi. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía tàn ma, lạnh lẽo nói. Nhị sư phụ, minh chủ võ minh cũng là sư phụ của ngươi. Tàn ma khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Cuồng sư Long Quân và Thanh Dục Long Quân nghe Diệp Phàm nói vậy cũng rất khiếp sợ. Không ngỡ minh chủ võ minh, võ thần trong truyền thuyết lại là sư phụ của thiếu chủ. Chương 806 Thiên Ma Kinh, nghịch ma. Đệ tử võ thần, bốn chữ này đại biểu cho sức nặng và sự ảnh hưởng không thể tưởng tượng. Nếu tin võ thần có đệ tử truyền ra ngoài, sợ rằng giới võ đạo Long Quốc sẽ vô cùng chấn động. Không ngờ ngươi lại là đệ tử của lão già kia. Xem ra trời cao cũng đang giúp bổn tọa, lại đưa đệ tử của ông ta đến trước mặt bổn tọa, để bổn tọa giải. Sau khi tàn ma biết được Diệp Phàm là đệ tử của minh chủ võ minh, có vẻ cực kỳ kích động. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm lạnh lùng ngắt lời, lắm lời. Vút! Nói xong đâm kiếm về phía tàn ma. Một kiếm này nhanh như tia chớp, xé rách không gian, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Nhưng một cao thủ đứng đầu từng chiến đấu với võ thần, mặc dù chặt đứt một tay nhưng bởi vì tu luyện ma công, thực lực không hề kém so với năm đó, thậm chí còn mạnh hơn. Tay phải của tàn ma tung ra, ma khí ngập trời tuôn trào ra như hoàng hà vỡ đê, va chạm với một kiếm của Diệp Phàm, phát ra tiếng nổ động trời. Hai bên cùng lùi về sau. Thực lực của ngươi. Tàn ma kinh sợ nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm đã làm ông ta chấn động. Qua một đòn vừa rồi, thực lực của đối phương hoàn toàn không thua kém ông ta. Điều này làm cho tàn ma vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng với thực lực hiện tại của ông ta, trong giới võ đạo hiện tại, người có thể đánh thắng ông ta cực kỳ ít. Nhưng ông ta không ngờ đệ tử của minh chủ võ minh lại có thể đánh ngang tay với ông ta, điều này làm tàn ma có hơi bị đả kích. Diệp Phàm lại xuất kiếm. Lần này hắn bộc phát hết lực lượng trong người, lao về phía tàn ma. Thực lực của tàn ma này không bằng Độc Cô Kiếm nhưng cũng tuyệt đối là một cao thủ đứng đầu. Ầm ầm ầm. Tiếp theo hai người bọn họ điên cuồng chiến đấu, người đến ta đi, vô cùng kịch liệt. Thiếu chủ cũng quá kinh khủng. Thấy Diệp Phàm có thể đánh ngang tay với tàn ma tiếng tăm lừng lẫy, từng suýt nữa thống nhất giới võ đạo Long Quốc, Thanh Dực Long Quân và Cuồng Sư Long Quân ngẩn người. Một tiếng nổ lớn vang lên, tàn ma bị Diệp Phàm đánh liên tiếp lùi về sau. Trong lúc chiến đấu, Long Tỷ trong cơ thể Diệp Phàm lại phát ra lực lượng thần bí làm chiến lực của Diệp Phàm tăng vọt, áp chế tàn ma. Tàn ma nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt âm độc, không ngờ còn trẻ mà thực lực lại mạnh như vậy, quả nhiên là đệ tử của tên kia. Nhưng hôm nay ngươi phải chết.
Tàn ma gằn từng câu từng chữ, trong mắt chứa đựng sát ý vô tận. Thiên ma kinh, nghịch ma. Tàn ma hét lên, vận chuyển bí pháp mạnh nhất trong ma công. Ầm ầm ầm. Ma khí trong cơ thể tàn ma nghịch chuyển, trên người tàn ma tản ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo. Ma khí trên người ông ta càng thêm khủng bố, đôi con ngươi hoàn toàn bị ma quang bao phủ, sát khí tận trời. Ma khí trên người tàn ma không chỉ tràn ngập ác nhân cốc, còn hoàn toàn bao phủ ác nhân cốc vào trong đó. Trong giới võ đạo Long Quốc, không ít cao thủ thực lực cường đại đều cảm nhận được sát khí này. Chương 807 đây là thứ gì? Bọn họ giật mình, rời khỏi nơi tu luyện, nhìn chăm chú về phía ma khí xa xa. Ma khí quá mạnh. Không lẽ vị ma đạo kia xuất thế? Các đại lão giới võ đạo liên tục chấn động. Sau đó có không ít người đi về phía phát ra ma khí. Phía chính phủ Long Quốc cũng bị kinh động, cục trưởng sở tuần tra tự mình ra mặt dẫn người đi về phía ma khí xuất hiện. Trong ác nhân cốc, sau khi tàn ma nghịch chuyển ma khí, mạnh mẽ tăng thực lực, uy áp trên người đủ để làm một cao thủ tông cảnh hít thở không thông rồi chết. Cuồng sư Long Quân và Thanh Dực Long Quân có cảm giác hít thở không thông, giống như có thể bước vào địa ngục bất cứ lúc nào. Hai vị Long Quân lo lắng nhìn về phía Diệp Phàm. Ầm ầm ầm, tàn ma thi triển ma công, nghịch chuyển ma khí bộc phát ra chiêu thức mạnh nhất đâm về phía Diệp Phàm, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Năng lượng khủng bố cắn nuốt Diệp Phàm và tàn ma. Hai vị Long Quân bị dư âm của năng lượng đánh bay ra xa mấy chục mét, nện trên mặt đất hộc máu. Dư âm năng lượng rằng co khoảng 10 phút mới dần biến mất. Hai vị Long Quân nằm trên mặt đất, thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm vào vị trí chiến đấu. Sau khi năng lượng tan đi, hình ảnh trận chiến hiện ra. Một kiếm của Diệp Phàm đâm xuyên thân thể của tàn ma, một chưởng của tàn ma cũng đánh lên người Diệp Phàm. Nhìn tư thế của hai bên giống như đồng quy vô tận. Nhưng tàn ma trợn to mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không. Không thể nào. Dứt lời tàn ma ngã về phía sau, chết thảm tại chỗ, chết không nhắm mắt. Khụ khụ khụ. Diệp Phàm ho khan, khóe miệng chảy máu, mặc dù bị thương nhưng không chết cùng tàn ma. Một đòn vừa rồi của tàn ma rất đáng sợ, cho dù cao thủ trên tông cảnh cũng chưa chắc cản được. Nhưng vào lúc quan trọng nhất, Long Tỷ trong cơ thể Diệp Phàm lại bộc phát ra năng lượng khủng bố ngăn cản một đòn của đối phương, giúp hắn thắng tàn ma. Rốt cuộc Long Tỷ ẩn chứa lực lượng gì? Diệp Phàm thầm suy đoán. Lúc trước đánh với Độc Cô Kiếm, lực lượng trong Long Tỷ trợ giúp hắn đánh bại đối phương, lần này lại giúp hắn ngăn chặn đòn tấn công của tàn ma. Lực lượng trong Long Tỷ quá mạnh. Diệp Phàm có cảm giác lực lượng này còn mạnh hơn vài vị sư phụ của hắn, thậm chí có thể chống chọi với lực lượng kỳ diệu của đại sư phụ. Nếu Diệp Phàm có thể hoàn toàn khống chế lực lượng trong Long Tỷ, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Nhưng bây giờ Long Tỷ nằm trong thân thể của Diệp Phàm, không nghe hắn khống chế, hắn cũng không thể làm gì. Ngay sau đó Diệp Phàm không suy nghĩ chuyện Long Tỷ nữa, hắn tin tưởng ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn khống chế lực lượng trong Long Tỷ. Hắn liếc nhìn thi thể của tàn ma, nhìn vào vị trí ngực đối phương. Vừa rồi lúc đâm kiếm vào ngực của người này, hắn cảm giác được trên người ông ta có thứ gì đó. Diệp Phàm duỗi tay sờ, lấy ra một cuốn sách, bên trên viết ba chữ to Thiên Ma Kinh. Đây là thứ gì? Diệp Phàm nhìn quyển sách này, mở ra nhìn. Thì ra là một công pháp ma đạo, thảo nào tên này lại lợi hại như vậy. Diệp Phàm kinh ngạc nói thầm. Chương 808 tàn ma tiếng tăm kia bị ai giết chết? Lúc trước hắn từng nghe nhị sư phụ nói mặc dù công pháp ma đạo tu luyện nhanh hơn các công pháp khác, chiến lực cũng mạnh hơn. Nhưng nếu tu luyện công pháp ma đạo, thứ này sẽ thay đổi tính cách, tư tưởng của một người trong vô thức, cuối cùng trở nên hung ác thích giết chóc, tâm trí bị ăn mòn, nặng hơn thì tẩu hỏa nhập ma. Hoàn toàn đánh mất lý trí, lạm sát kẻ vô tội. Bởi vậy trong võ đạo, nếu có người ma đạo xuất hiện sẽ bị các tông môn lớn vây giết. Các gia tộc tông môn lớn cũng nghiêm cấm đệ tử tộc nhân của mình tu luyện công pháp ma đạo, ai vi phạm sẽ bị giết. Nhưng Diệp Phàm không có thành kiến gì với người tu ma. Dù là ma đạo hay chính đạo, tu công pháp gì không quan trọng, quan trọng là nguyên tắc làm người. Bên trong chính đạo cũng có người xấu. Có khi trong ma đạo cũng có người tốt. Diệp Phàm không phá hủy Thiên Ma Kinh mà cất đi. Mặc dù hắn không định tu luyện ma công này, nhưng Diệp Phàm thấy thứ này tuyệt đối không phải ma công bình thường, giữ lại có khi có tác dụng.
mấy người không sao chứ? Diệp Phàm hỏi hai vị Long Quân. Chúng tôi không sao, thiếu chủ quá lợi hại. Cuồng Sư Long Quân và Thanh Dực Long Quân sùng bái nói. Tiếp tục chiến đấu đi, không buông tha cho bất cứ kẻ nào trong ác nhân cốc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cuối cùng 3-4 ngàn ác nhân trong ác nhân cốc đều bị đám người Diệp Phàm giết gần hết. Sau khi giết hết những người này, Diệp Phàm chém đứt đầu bọn họ xếp ở cửa ra vào ác nhân cốc. Mấy ngàn cái đầu chồng thành một ngọn núi nhỏ. Trên cùng ngọn núi nhỏ này là đầu của tàn ma. Tiếp theo, khi các cao thủ giới võ đạo tìm đến ác nhân cốc vì ma khí, nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ra như phỗng. Mấy ngàn cái đầu chồng lên nhau, hình ảnh này quá khủng bố, quá nặng nề, giống như đi vào điện Diêm Vương, làm người không rét mà run. Kia không phải tử quỷ và đánh cực si, hai trong bốn ác đầu của ác nhân cốc sao? Vậy mà lại bị giết. Không lẽ mấy cái đầu này là của ác nhân cốc? Nhìn kia, đó không phải là tàn ma, người từng đại chiến với minh chủ võ minh hay sao? Ông ta cũng bị giết. Rốt cuộc là ai làm, có thể xóa sổ toàn bộ ác nhân cốc? Các cao thủ đại lão giới võ đạo trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh này. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được là ai đã tiêu diệt đám u ác tính mà ngay cả chính phủ Long Quốc cùng các tông môn võ đạo liên thủ cũng không diệt được. Ngay cả tàn ma, kẻ từng suýt thống nhất giới võ đạo cũng bị giết. Lúc này cục trưởng sở tuần tra dẫn người lại đây, nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ. Tiếp theo, tin tức tàn ma bị giết, người ác nhân cốc bị xóa sổ, mấy ngàn cái đầu chồng chất thành núi nhanh chóng lan xa, chấn động toàn bộ giới võ đạo Long Quốc, các thế lực khắp Long Quốc đều vô cùng khiếp sợ. Đêm này là một đêm không ngủ với rất nhiều người. Vô số người đều đang điều tra xem ai có năng lực tiêu diệt toàn bộ ác nhân cốc. Tàn ma tiếng tăm kia bị ai giết chết? Tất cả đều là một bí ẩn thật lớn. Chớp mắt một ngày mới lại đến. Vào ngày này, tại trung tâm thương mại cao cấp nhất của đế đô. Bên ngoài một tòa nhà cao 70-80 tầng, được bày biện rất nhiều lãng hoa và một dàn pháo hoa, điều này đã thu hút rất nhiều người đến xem. Tòa nhà này là trụ sở của chi nhánh tập đoàn Đường Thị tại đế đô mà Đường Sở Sở đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua. Hôm nay là ngày chi nhánh tập đoàn được thành lập. Chương 809 cảm ơn Tô Tiên Sinh và Tô Tiểu Thư đã đến. Lúc này, Đường Sở Sở và toàn bộ nhân viên của Đường Thị đều đang đứng ở cửa. Chủ tịch, Diệp Phàm không có ở đây, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ? Tôn Tiểu Tiểu đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Lúc trước cô ấy đã bị thương, hôm nay đã bình phục rồi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Đường Sở Sở mỉm cười. Sau đó những nhà quyền quý và các ông trùm doanh nghiệp ở đế đô đều đến để chúc mừng. Bọn họ đều là những nhân vật quyền quý từng xuất hiện ở Tư Gia trước đây. Những gì Diệp Phàm nói ở Tư Gia vẫn còn in sâu trong tâm trí của bọn họ, vậy nên bọn họ không dám không đến. Lúc này, chợt có một chiếc ô tô sang trọng xuất hiện, cửa xe vừa mở ra thì một ông già và một người đàn ông trung niên liền bước xuống. Đó không phải là ông cụ và ông chủ nhà họ Minh quyền quý của đế đô đó sao? Bọn họ thế mà cũng đến. Mọi người nhìn hai người này rồi ngạc nhiên nói. Chủ tịch Đường, chúc mừng nha. Đây là quà mừng mà tôi đã chuẩn bị, chút thành ý nhỏ, xin đừng chê cười. Ông cụ Minh đi đến, chúc mừng Đường Sở Sở, đồng thời tặng cô một món quà quý giá. Minh lão, khách sáo rồi. Đường Sở Sở mỉm cười. Ngay sau đó lại một chiếc xe sang trọng khác xuất hiện, Hoa Ân và Hoa Thừa từ trên xe bước xuống. Là Hoa lão viện trưởng Ngự Y Viện. Không ngờ rằng ông ấy cũng đến. Nhiều người có mặt đều sửng sốt khi nhìn Hoa Ân. Thân là viện trưởng Ngự Y Viện, Hoa Ân có địa vị khá quan trọng ở đế đô, vậy nên những sự kiện mà ông ấy tham dự cũng không nhiều. Chúc mừng Chủ tịch Đường thành lập chi nhánh mới. Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị một cây nhân sâm 100 tuổi để chúc mừng. Hoa Ân ôm quyền nói với Đường Sở Sở. Hoa lão, ông cũng quá khách sáo rồi. Đường Sở Sở vội vàng nói. Nhìn xem, đó không phải là gia chủ Tô Gia sao? Tô Gia là một trong 10 đại gia tộc của đế đô, không ngờ hôm nay chi nhánh tập đoàn Đường Thị thành lập, ngay cả gia chủ Tô Gia cũng đích thân tới đây. Lúc này, đám người lại thốt lên tiếng cảm thán. Gia chủ Tô Gia là Tô Uy cùng với con gái Tô Nhược Tuyết cũng vừa đến. Chủ tịch Đường. Chúc mừng lại mở thêm chi nhánh mới. Đúng rồi, đây là cha tôi, hôm nay ông ấy đặc biệt tới đây để chúc mừng. Tô Nhược Tuyết nhìn Đường Sở Sở cười nói.
Cảm ơn Tô tiên sinh và Tô tiểu thư đã đến. Thực sự rất vinh hạnh cho Đường thị. Đường Sở Sở mỉm cười. Chủ tịch Đường khách sáo rồi. Tô Uy nhàn nhạt đáp. Chẳng bao lâu sau, hàng loạt chiếc xe sang trọng lại xuất hiện ở đây. Khi cửa xe mở ra, Nhan Hòa cùng với hai nguyên lão và ngũ đại tài thần của Thương hội Thiên Long bước xuống, lập tức khiến mọi người vô cùng chấn động. Tất cả nhà quyền quý và ông chủ doanh nghiệp có mặt ở đây cũng phải khiếp sợ trước cảnh tượng này. Thương hội Thiên Long là bá chủ trong giới kinh doanh của Long Quốc, cho dù là năm đại nguyên lão hay là chín đại tài thần thì một cú dậm chân của bọn họ cũng có thể khiến nền kinh tế của Long Quốc phải sụp đổ. Vì vậy, địa vị của bọn họ ở Long Quốc cực kỳ cao, vô số tài phiệt, hào môn thế gia cũng không dám tùy ý đắc tội với bọn họ. Thế mà hôm nay ba đại nguyên lão và năm đại tài thần lại cùng nhau xuất hiện, cảnh tượng này trước đây chưa từng có. Ngay cả những người trong Tô gia, Hoa gia và Minh gia cũng giật mình khi nhìn thấy đám người Nhan Hòa đang đến gần. Đường Sở Sở dường như khá bình tĩnh, bởi vì cô đã biết mối quan hệ của Diệp Phàm với Thương hội Thiên Long. Chương 810 Tào Vương. Nhan Hòa đến để chúc mừng chủ tịch Đường thành lập chi nhánh mới. Nhan Hòa ôm quyền, nói với Đường Sở Sở. Hai đại nguyên lão và năm vị tài thần cũng lần lượt gửi lời chúc mừng và tặng một đống lễ vật quý giá. Chủ tịch Đường, sau này tập đoàn Đường thị nếu có cần gì, xin cứ liên hệ với Thương hội Thiên Long của chúng tôi. Nhan Hòa mỉm cười nhìn Đường Sở Sở. Được, Đường Sở Sở gật đầu. Lúc này, những người khác đều sững sờ, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Có thể khiến những đại nhân vật của Thương hội Thiên Long đích thân đến chúc mừng, thể diện của Đường thị thật sự quá lớn rồi. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lúc này, lại có một chiếc ô tô sang trọng xuất hiện, khi cửa sau được mở ra, một người phụ nữ mặc bộ vest công sở màu đen, tất đen và giày cao gót màu đen bước ra, toát ra khí chất mạnh mẽ, khiến cho khuôn mặt cô càng thêm tuyệt đẹp. Cô chính là Sở Cửu Ca, người nắm trong tay tập đoàn Sở Thị, là chủ tịch xinh đẹp nhất của Long Quốc. Khi Sở Cửu Ca vừa xuất hiện, ở đây liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Sở Cửu Ca. Mà Sở Cửu Ca lại đi thẳng về phía Đường Sở Sở. Chúc mừng nha, Đường thị lại phát triển thêm rồi. Sở Cửu Ca nhìn Đường Sở Sở mỉm cười. Cảm ơn lời chúc mừng của Chủ tịch Sở. Không ngờ rằng hôm nay cô lại đến, cảm ơn cô nhiều lắm. Đường Sở Sở cũng có chút ngạc nhiên. Không cần khách sáo. Hắn không có ở đây à? Sở Cửu Ca vừa nói, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu Phàm ca ca hôm qua đi có chút việc đó, nên vẫn chưa về. Đường Sở Sở đáp. Trong lúc Đường Sở Sở và Sở Cửu Ca đang nói chuyện, đám người đã tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu. Sự xuất hiện của các đại nguyên lão và tài thần của Thương hội Thiên Long đã đủ khiến mọi người cảm thấy khó tin rồi. Không ngờ rằng ngay cả chủ tịch tập đoàn Sở Thị lớn nhất của Long Quốc, được mệnh danh là nữ chủ tịch thiên tài trong giới doanh nghiệp như Sở Cửu Ca cũng đích thân đến chúc mừng, điều này thật sự rất thần kỳ. Lúc này, những đại nhân vật nắm trong tay quyền kiểm soát toàn bộ nền kinh tế của Long Quốc lại tụ hợp ở đây chỉ để chúc mừng việc thành lập một chi nhánh nhỏ, điều này thật sự khiến người ta không thể nào tin nổi. Có rất nhiều phóng viên đang phát sóng trực tiếp, cảnh tượng vừa rồi ngay lập tức đã được truyền đi, gây ra chấn động cực lớn tại Long Quốc. Hai bá chủ lớn của giới kinh doanh ở Long Quốc đích thân tới chúc mừng thành lập chi nhánh mới, Đường thị này thật lợi hại. Trong nháy mắt, tập đoàn Đường thị liền trở thành tâm điểm bàn tán số một và giá cổ phiếu của tập đoàn cũng tăng vọt, gần như đến mức tối đa, giá trị thị trường của họ được xếp vào ba công ty lớn tại Long Quốc, một bước trở thành tập đoàn hàng đầu của quốc gia. Giờ phút này, tập đoàn Đường thị đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng vào lúc này, từ xa lại truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Hàng ngàn quân ngự lâm được trang bị vũ khí xuất hiện ở đây và bao vây toàn bộ hiện trường, tất cả các máy quay phim và thiết bị truyền hình của phóng viên đều bị tắt, mọi thứ bị phong tỏa hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Một người đàn ông trung niên mặc đồ màu trắng bước ra với vẻ mặt âm trầm. Tào Vương. Lúc này, rất nhiều người có mặt đều nhận ra người đàn ông trung niên này, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Người đàn ông trung niên mặc đồ màu trắng này chính là Tào Vương, một trong tám vương của Long Quốc, đồng thời cũng là thống soái của quân ngự lâm. Mọi người có mặt đều thắc mắc tại sao Tào Vương lại ở đây. Chẳng lẽ cũng đến đây để chúc mừng tập đoàn Đường thị, nhưng nhìn không giống lắm. Diệp Phàm đâu,
Tào Vương nhìn Đường Sở Sở, hỏi thẳng. Chương 811 nói xong hắn biến mất tại chỗ. Tiểu Phàm ca ca không có ở đây. Đường Sở Sở đáp. Không ở đây. Cô là nữ nhân của hắn phải không? Vậy tôi sẽ bắt cô trước, lúc đó hắn sẽ tự xuất hiện. Dẫn đi, Tào Vương thản nhiên nói. Tào Vương trước đây vẫn bế quan, hôm nay vừa xuất quan thì biết được tin con trai mình bị giết chết, trong lòng vô cùng tức giận, sau một hồi điều tra mới biết công ty nữ nhân của Diệp Phàm được thành lập ngày hôm nay, liền đến để bắt người. Theo lệnh của Tào Vương, một đám thành viên của quân ngự lâm tiến thẳng về phía Đường Sở Sở. Dừng lại, Sở Cửu ca đứng ra, lạnh nhạt nói. Chủ tịch Sở, tại sao cô lại ở đây? Tào Vương liếc nhìn Sở Cửu ca. Tào Vương, con trai của ông bị giết thì ông nên đi tìm hung thủ đã giết con trai mình, chứ không thể ra tay một nữ nhân vô tội được. Sở Cửu ca lạnh lùng nói. Cô đang dạy bản vương cách làm việc. Tào Vương liếc nhìn Sở Cửu ca, lạnh lẽo nói, không đến lượt cô dạy bản vương hành sự như thế nào. Chủ tịch Sở, bản vương cho cô thể diện, gọi cô một tiếng chủ tịch, nếu như cô không cần nó, vậy thì đi cùng cô ta đi. Ông muốn bắt tôi, Sở Cửu ca thản nhiên nói. Hôm nay kẻ nào dám cản trở bản vương đều sẽ bị bắt. Tào Vương âm trầm. Lúc này Nhan Hòa khẽ cau mày, đang định bước ra thì Đường Sở Sở đột nhiên lên tiếng. Tào Vương, ông muốn bắt thì bắt tôi đi. Đừng liên lụy đến người khác. Cô bé, tuổi còn trẻ nhưng lá gan thì không nhỏ, đáng tiếc chọn nhầm người. Con trai duy nhất của bản vương đã chết, cô và nam nhân của cô sẽ bồi táng cùng với nó. Dẫn đi, Tào Vương lộ ra tia sát ý. Ông động vào cô ấy thử xem. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này Diệp Phàm xuất hiện, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tào Vương. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở kêu lên. Mọi người nhìn về phía Diệp Phàm. Tào Vương lạnh nhạt nói, mày là Diệp Phàm. Đúng vậy. Chính tay tôi giết con trai ông. Diệp Phàm đi đến, nói thẳng. Trên người Tào Vương bộc phát ra sát khí khủng bố bao phủ Diệp Phàm, không khí trong vòng trăm mét đều như đọng lại. Những người có mặt ở đây không thể hô hấp, có cảm giác hít thở không thông. Dám bắt người phụ nữ của tôi, chết đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong hắn biến mất tại chỗ. Đồng tử của Tào Vương co rụt lại, thân thể căng chặt, làm ra trạng thái phòng ngự. Phụt! Một thanh đoản kiếm đâm vào cơ thể của Tào Vương, một đòn mất mạng. Chủ nhân của thanh kiếm này là Diệp Phàm. Tào Vương, tông sư võ đạo hạng 60 bảng tông sư, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có đã bị Diệp Phàm hạ gục trong nháy mắt. Chương 812 Điện Võ Hầu. Trải qua trận chiến với hai cao thủ Độc Cô Kiếm và Tàn Ma, sức chiến đấu của Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Điểm biến thái nhất của Diệp Phàm là càng đánh với cao thủ, chiến lực của hắn tăng càng nhanh. Lúc trước trên núi Cửu Long, mỗi ngày đánh với vài vị sư phụ, chiến lực của Diệp Phàm điên cuồng tăng lên. Thiên phú này của Diệp Phàm làm mấy vị sư phụ vô cùng hâm mộ. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, nếu đánh toàn lực, trong tông cảnh không ai có thể cản được một chiêu của hắn. Diệp Phàm rút kiếm, thân thể của Tào Vương ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Mấy ngàn quân ngự lâm ngây ra như phỗng, không biết nên nói gì. Bốp bốp bốp. Đột nhiên một trận vỗ tay vang lên. Một đoàn người xuất hiện, cầm đầu là gia chủ nhà họ Lữ Lữ Thành, bên cạnh ông ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn lịch sự thư sinh. Người đàn ông này vỗ tay, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt thưởng thức. Không ngờ hiện tại còn có thiên tài như cậu, thật sự làm người không thể tưởng tượng được. Người đàn ông này nói. Anh là ai? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Người này cho hắn một cảm giác rất cường đại, nhưng không bằng Độc Cô Kiếm và Tàn Ma. Điện Võ Hầu, Lữ Khinh Hầu. Người đàn ông này ôm quyền nói. Điện Võ Hầu. Diệp Phàm nhíu mày, hắn chưa từng nghe đến Điện Võ Hầu. Mấy người Sở Cửu ca nghe thấy Điện Võ Hầu, tất cả đều biến sắc, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ. Điện Võ Hầu là gì? Diệp Phàm tò mò hỏi Sở Cửu ca. Điện Võ Hầu là một thế lực do hậu duệ Võ Hầu ở Long Quốc cổ đại sáng lập, chuyên cung phụng Gia Cát Võ Hầu, truyền thừa đến nay đã hơn ngàn năm lịch sử. Điện Võ Hầu lấy mục đích mời chào các thiên tài khắp nơi, bây giờ đã phát triển thành một thế lực cực kỳ đáng sợ, nghe đồn điện chủ Điện Võ Hầu đã nhập thánh, bởi vậy không ai dám đắc tội bọn họ. Sở Cửu ca giới thiệu. Nhập thánh. Nghe vậy,
ánh mắt Diệp Phàm lộ ra sự kinh ngạc. Hắn biết hai chữ nhập thánh đại biểu cho điều gì. Một khi nhập thánh, chứng tỏ thực lực đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, trở thành sự tồn tại cấm kỵ. Một khi loại người này nổi giận có thể hủy diệt một quốc gia. Điện võ hầu này có thể cho ra đời một kẻ đáng sợ như vậy, chứng tỏ có tư bản hoành hành. Nhưng Diệp Phàm cũng không nhớ rõ hắn đắc tội với người điện võ hầu khi nào. Hôm nay anh xuất hiện ở đây, định làm gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tôi không chỉ là người điện võ hầu, còn là người nhà họ Lữ. Thiếu gia nhà họ Lữ bị cậu giết chính là cháu trai của tôi. Lữ Khinh Hầu nói. Khinh Hầu, không cần nhiều lời, giết hắn đi. Chương 813 Lữ Khinh Hầu biến sắc, không thể tin được. Lữ Thành ác độc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm đầy hận thù. Thì ra là người nhà họ Lữ. Diệp Phàm bật cười. Cậu trẻ tuổi như vậy lại có thiên phú mạnh như vậy, thật sự là một thiên tài hiếm có. Hiện tại tôi có cậu một cơ hội, chỉ cần cậu nguyện ý gia nhập điện võ hầu, tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Lữ Khinh Hầu nói. Khinh Hầu. Lữ Thành nghe vậy thì biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lữ Khinh Hầu. Anh cả, thiên phú của người này rất mạnh, giết cậu ta quá đáng tiếc. Lữ Khinh Hầu nói. Lữ Thành suýt nữa tức hộc máu, ông ta tìm Lữ Khinh Hầu đến để báo thù cho con trai, không ngờ đối phương lại muốn mời chào Diệp Phàm, muốn ông ta tức chết hả? Gia nhập điện võ hầu của các người. Không hứng thú. Muốn đánh thì đánh nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Diệp Phàm bĩu môi, lạnh nhạt nói. Đây là cơ hội sống duy nhất của cậu, cậu xác định không cần. Lữ Khinh Hầu nói. Ồn ào. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó biến mất tại chỗ. Lữ Khinh Hầu thấy Diệp Phàm biến mất, sắc mặt nghiêm lại, cũng biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, một tiếng sấm vang lên. Diệp Phàm và Lữ Khinh Hầu cùng xuất hiện, va chạm vào nhau. Sau một đòn, Diệp Phàm lùi về sau hai bước, Lữ Khinh Hầu lại lùi về sau mấy chục bước. Thân pháp không tệ. Đáng tiếc lực lượng còn kém xa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cậu! Lữ Khinh Hầu khiếp sợ nói. Tốc độ di chuyển của Diệp Phàm quá nhanh, lực lượng cũng quá dọa người. Không phải Lữ Khinh Hầu chưa từng gặp cao thủ cấp bậc này, nhưng hai mươi mấy tuổi có thể đạt đến cảnh giới này, sợ rằng cũng chỉ có thể sánh ngang với con trai của điện chủ. Diệp Phàm lại biến mất tại chỗ. Lữ Khinh Hầu tập trung cao độ, không dám sơ ý, hắn ta nện bước như đang đi bát quái trận, tránh thoát đòn chí mạng của Diệp Phàm. Liên tục tránh thoát hai lần công kích, Lữ Khinh Hầu làm Diệp Phàm nhìn với con mắt khác. Không tệ. Nhưng nếu anh chỉ có chút bản lĩnh này thì chỉ có thể đi xuống chơi với cháu trai mình. Nói xong Diệp Phàm lại ra tay. Diệp Phàm bộc phát ra một uy áp khủng bố, hình thành một cảm giác áp bách cường đại, làm người không thể nhúc nhích. Lữ Khinh Hầu biến sắc, không thể tin được. Hắn ta không ngờ Diệp Phàm lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy, chỉ tản ra uy áp thôi cũng có thể hoàn toàn áp chế hắn ta. Quá mạnh. Chương 814 anh thật sự muốn biết sao? Hiện giờ hắn ta bị áp chế, không thể thi triển thân pháp, chỉ có thể cứng đối cứng với Diệp Phàm. Nhưng cảm nhận được uy lực của Diệp Phàm, Lữ Khinh Hầu hoàn toàn không có phần thắng, thậm chí có cảm giác cái chết đến rất gần. Lúc Diệp Phàm sắp giết Lữ Khinh Hầu, một bóng người đột ngột xuất hiện kéo thân thể Lữ Khinh Hầu lui về sau, tránh thoát đòn chí mạng của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhướng mày, nhìn về phía người đã cứu Lữ Khinh Hầu. Người này nhìn rất bình thường, dáng người cao gầy, nhưng hơi thở trên người lại sâu không lường được. Cảm ơn. Lữ Khinh Hầu tìm được đường sống trong chỗ chết, thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn. Ông là ai? Người điện võ hầu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tại hạ là Phàn Long, cục trưởng sở hộ Long. Người đàn ông này nói. Cục trưởng sở hộ Long. Ông cũng đến báo thù cho phó cục trưởng của các người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngô Thiên chết vì tham niệm của bản thân, lạm dụng quyền riêng, làm sở hộ Long tổn thất lớn, tội đáng chết. Vì sao tôi phải báo thù cho hắn ta? Phàn Long nói. Vậy ông có ý gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương. Cậu ta không thể chết được. Phàn Long chỉ vào Lữ Khinh Hầu. Diệp Phàm chất vấn, tại sao? Vì cậu, cũng vì Long Quốc. Nếu cậu ta chết, Long Quốc chắc chắn sẽ đại loạn. Phàn Long nói thẳng. Sở hộ Long còn sợ một điện võ hầu còn con. Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Điện Võ Hầu không đơn giản như tưởng tượng của cậu. Hôm nay coi như tôi nợ cậu một ơn tình, tha cho cậu ta một mạng, tôi bảo đảm sau này Sở Hộ Long sẽ không gây rắc rối cho cậu. Phàn Long nói. Diệp Phàm nói, được, hôm nay tôi nể mặt ông. Lần sau còn dám xuất hiện trước mặt tôi, không ai có thể cứu được anh. Diệp Phàm nhìn về phía Lữ Khinh Hầu, lạnh nhạt nói. Lữ Khinh Hầu cực kỳ tức giận, nhưng chỉ có thể nghẹn, lạnh lùng rời đi. Hắn ta định trở về Điện Võ Hầu, sau đó để điện chủ triệu tập cao thủ trong điện đến đối phó thằng nhãi này, rửa mối nhục xưa. Còn có người nhà họ Lữ các người, không muốn sống có thể nói cho tôi không ngại giết thêm vài tên. Diệp Phàm liếc nhìn Lữ Thành, không khách khí nói. Mày! Lữ Thành tức đến mức suýt hộc máu. Ông ta là gia chủ nhà họ Lữ, quan hàm nhị phẩm, quyền cao chức trọng, nhưng lại bị một thằng oát sỉ nhục như vậy, sao ông ta có thể tiếp thu? Nhưng lý trí nói cho ông ta, lúc này ông ta cần phải chịu đựng, ngay cả Lữ Khinh Hầu cũng suýt bị giết, nếu ông ta mở miệng, có khi cũng chết trong tay Diệp Phàm. Lữ Thành nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy hận thù, xoay người rời đi. Hai người rất giống nhau. Phàn Long nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong đầu hiện ra một bóng hình kiêu ngạo ngông cuồng. Ông nói gì? Diệp Phàm hỏi đối phương. Không có gì. Sau này đừng quá xúc động, có vài người cậu có thể động, nhưng có vài người, nếu động vào sẽ mang đến rắc rối rất lớn cho cậu. Phàn Long nhắc nhở. Nói xong Phàn Long sai người nâng thi thể của Tào Vương đi, sau đó nhìn những người ở đây, nói, chuyện hôm nay, tôi hy vọng ngoại trừ các ngươi sẽ không có ai khác biết, nếu để tôi biết ai lắm mồm, tôi đành phải mời người đó đến Sở Hộ Long uống trà. Lời nói của Phàn Long làm mọi người giật mình, không dám lắm mồm. Diệp Phàm nhìn Phàn Long, ánh mắt lóe lên. Không biết tại sao cục trưởng Sở Hộ Long này có vẻ rất quan tâm đến hắn. Nhưng hắn và Sở Hộ Long không quen biết, hơn nữa hắn còn giết nhiều người của Sở Hộ Long, tại sao đối phương sẽ có thái độ như vậy với hắn? Diệp Phàm vô cùng khó hiểu. Nghĩ không ra, Diệp Phàm quyết định không hề suy nghĩ. Hắn đi về phía đường Sở Sở, nói, bà xã, xin lỗi, lại ảnh hưởng đến việc em thành lập công ty con. Không sao, hôm nay điển lễ thành lập chi nhánh ở đế đô rất viên mãn. Đường Sở Sở cười nói, chúng ta còn phải cảm ơn chủ tịch Sở đã lên tiếng vì em. Cảm ơn, Diệp Phàm nhìn Sở Cửu Ca, nói. Nói cảm ơn không vẫn chưa được, không bằng mời tôi uống một chén. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm, nói. Được. Diệp Phàm gật đầu. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này làm rõ quan hệ giữa hắn và Sở Cửu Ca. Sau đó Diệp Phàm và Sở Cửu Ca đi vào một tiệm cà phê. Nói đi, tôi và cô có quan hệ gì? Diệp Phàm hỏi thẳng. Anh thật sự muốn biết sao? Sở Cửu Ca nhấp một ngụm cà phê, nói. Không nói tôi đi đây. Diệp Phàm giả vờ đứng dậy muốn rời đi. Lúc này Sở Cửu Ca lên tiếng. Chương 815 cô từng gặp cha tôi. Tôi là vợ chưa cưới của anh. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị đứng dậy rời đi, Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Vụt. Trong nháy mắt, vẻ mặt Diệp Phàm sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca, cô nói gì? Cô là vợ chưa cưới của tôi. Sao có thể? Diệp Phàm không thể tin nổi. Không lâu trước đây hắn mới biết mình có một người vợ chưa cưới, kết quả chỉ cách mấy ngày sau, hắn lại có thêm một người nữa. Điều này khiến Diệp Phàm khó có thể tiếp nhận ngay được. Anh tự xem đi. Sở Cửu Ca trực tiếp lấy ra một cuộn giấy đặt ở trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm lên nhìn, cuộn giấy này chính là một tờ hôn thư. Trên đó viết một câu. Hôm nay Diệp Phàm con trai Diệp Thiên Long cùng Sở Cửu Ca con gái Sở Phù Đồ đã định hôn ước, đợi sau khi hai bên trưởng thành thì sẽ thực hiện hôn ước, ký kết gắn bó suốt đời. Mà chỗ ký tên lần lượt là Diệp Thiên Long và Sở Phù Đồ. Diệp Phàm nhìn chữ ký phía dưới, liếc mắt liền nhận ra đó là chữ viết của cha mình. Khi còn nhỏ, hắn đã thấy cha mình ký tên, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được chữ của ông ấy. Cô là con gái của Sở Phù Đồ. Diệp Phàm liếc nhìn Sở Cửu Ca. Đúng vậy. Sở Phù Đồ là cha tôi. Sở Cửu Ca nói. Chuyện này. Lúc này, Diệp Phàm cầm tờ hôn thư, không biết nên nói gì. Hắn không chờ cha lại sắp xếp một mối môn sự cho mình sớm như vậy. Đây là sợ hắn không tìm được vợ sao? Vì sao tôi chưa từng biết chuyện hôn ước,
hồi nhỏ cũng không nghe cha tôi nhắc tới. Diệp Phàm tò mò nhìn Sở Cửu Ca. Năm đó cha anh gặp phải biến cố, sau đó ông ấy dẫn theo anh và mẹ anh cùng biến mất, mãi về sau chúng tôi mới biết mọi người đang sống trong một thành phố nhỏ hơn nữa còn gặp họa diệt môn. Sở Cửu Ca nhẹ giọng nói. Vậy sao cô biết sự tồn tại của tôi? Diệp Phàm lại hỏi. Sau khi Đường Thị cho ra đan chú nhan, tôi chú ý tới công ty này hơn, lại càng quan tâm tâm chủ tịch của Đường Thị và tất cả mọi người bên cạnh cô ấy, đương nhiên bao gồm cả anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi phát hiện anh và cha anh rất giống nhau, thế nên mới đoán ra thân phận của anh. Sở Cửu Ca nói. Cô từng gặp cha tôi. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Không, nhưng tôi đã thấy ảnh chụp chung của cha anh và cha tôi. Vậy cô có biết năm đó cha tôi đã gặp phải biến cố gì không? Rốt cuộc ông ấy đến từ đâu? Trò chuyện vài câu, Diệp Phàm trực tiếp đưa ra vấn đề quan trọng. Hắn luôn nghi ngờ rằng cha mình có danh tính và xuất thân khác, nhưng vẫn không tìm được thông tin hữu ích nào. Hơn nữa, cha của Sở Cửu Ca và cha hắn đã lập hôn ước, bọn họ nhất định có quan hệ tốt. Chương 816 lên cho ta, giết chết thằng danh kia. Có lẽ hắn sẽ lấy được nhiều thông tin liên quan tới cha từ Sở Cửu Ca, từ đó tìm được hung thủ đã diệt cả nhà hắn. Sở Cửu Ca nghe Diệp Phàm hỏi như vậy thì ánh mắt lóe lên, năm đó, cha anh bị nhà họ Diệp đuổi. Nhà họ Diệp. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Đúng vậy, nhà họ Diệp chính là gia tộc của cha anh. Lúc trước, cha anh là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ, nhưng không biết vì sao, đột nhiên bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp. Sở Cửu Ca thản nhiên nói. Nghe Sở Cửu Ca nói xong, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng lóe lên. Hắn không ngờ cha mình lại bị trục xuất khỏi gia tộc. Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai muốn đưa cả nhà hắn vào chỗ chết? Chẳng lẽ? Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới tấm lệnh bài có chữ Diệp trong thiên phạt, điều này khiến hắn nghĩ tới một suy đoán. Có lẽ hung thủ chân chính sát hại cả nhà hắn năm đó có quan hệ với người nhà họ Diệp. Tôi vẫn luôn điều tra chuyện liên quan tới cha anh, nếu như có kết quả thì tôi sẽ báo cho anh biết. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Cảm ơn. Nhưng mà hôn ước này. Hôn ước này đương nhiên vô hiệu. Diệp Phàm đang định đáp thì một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía sau lưng Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm quay đầu lại, một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Sở Ngạo, anh tới đây làm gì? Đại tiểu thư, tôi nghe nói người chồng chưa cưới kia của con xuất hiện, bởi vậy cố ý đến xem một chút. Nhưng mà xem ra, vị hôn phu của đại tiểu thư cũng chẳng ra làm sao cả. Hiện tại, không có nhà họ Diệp và Diệp Thiên Long làm chỗ dựa, hắn không có tư cách làm vị hôn phu của cô, huống chi là chồng. Nhóc con, nếu như cậu biết điều thì ngoan ngoãn giải trừ hôn ước, đại tiểu thư nhà họ Sở không phải là người mà cậu có thể trèo cao được. Sở Ngạo khinh thường nhìn Diệp Phàm. Vẻ mặt Sở Cửu Ca lạnh xuống, cô đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bạt tai vang lên. Sở Ngạo còn chưa kịp phản ứng đã bị tát bay ra ngoài. Chủ nhân của cái tát này chính là Diệp Phàm. Tôi giải trừ hay không liên quan quái gì tới anh. Diệp Phàm khí phách lớn giọng nói. Mày dám đánh tao. Sở Ngạo che mặt, giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lên cho ta, giết chết thằng danh kia. Ngay sau đó, Sở Ngạo tức giận ra lệnh. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh gã ta lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm, ông ta trực tiếp ra tay đánh thẳng về phía này. Thực lực của đối phương rất mạnh, đã đạt tới tông cảnh cửu trọng. Diệp Phàm cũng không khách khí, hắn đánh ra một chưởng đỡ lại đòn của đối phương. Ngay sau đó là tiếng nổ vang như sấm truyền tới. Người đàn ông hét thảm một tiếng, ông ta bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Nện trên nền đất hộc máu rồi chết. Chương 817 anh cứ giữ tờ hôn thư này đi. Diệp Phàm không hề nương tay, thực lực của người này mới chỉ là tông cảnh cửu trọng, đương nhiên không thể đỡ được. Mày! Nhìn cao thủ bên cạnh mình cứ như vậy mà bị giết chết, sắc mặt Sở Ngạo thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Sở Ngạo, anh muốn chết sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang bên tai Sở Ngạo, khiến hắn không ngừng run rẩy. Có một loại cảm giác như dựng tóc gáy. Hắn nhìn quanh liền thấy một bàn tay xuất hiện trước mặt, trực tiếp bóp lấy cổ khiến hắn nghẹt thở. Chủ chân của bàn tay này là Sơ Cửu Ca. Đại tiểu thư, tha mạng.
Mặt Sở Ngạo đỏ bừng nhìn Sở Cửu Ca cầu xin tha thứ, những thuộc hạ mà hắn mang theo trông thấy cảnh tượng này thì không dám nói một lời. Dù sao, sự yêu nghiệt của vị đại tiểu thư này rõ như ban ngày, ai dám trêu chọc tới cô ấy. Sở Cửu Ca ném một cái, Sở Ngạo bay ra hơn 10 mét, nện trên tường của quán cà phê, không ngừng hộc máu. Sở Cửu Ca nhìn Sở Ngạo với vẻ mặt lạnh như băng, cô lớn tiếng quát, trở về nói cho Sở Quân Lâm, nếu ông ta còn dám làm chuyện mờ ám, tôi sẽ đưa khác người cùng đi gặp Diêm Vương. Sở Ngạo được thuộc hạ đỡ dậy, khóe miệng còn đang rỉ máu, gã nhìn Sở Cửu Ca với ánh mắt đầy hoảng sợ, gật đầu lia lịa. Lúc này, đám người bọn họ bỏ chạy. Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Cô cũng đủ khí phách đấy chứ. Diệp Phàm khẽ cười nhìn Sở Cửu Ca. Cảm ơn lời khen. Sở Cửu Ca bình tĩnh đáp. Vậy phần hôn ước này cô có tính toán gì không? Diệp Phàm lên tiếng. Anh muốn giải trừ hôn ước. Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cô cũng biết đấy, tôi đã có vợ rồi. Diệp Phàm đáp. Hôn ước này là do cha anh và cha tôi cùng nhau định ra, muốn giải trừ, chỉ có bọn họ mới có thể. Anh có vợ rồi cũng không sao, những gia tộc lớn năm thê bảy thiếp rất bình thường, chỉ cần tôi làm vợ cả là được. Sở Cửu Ca cực kỳ bình tĩnh nói. Diệp Phàm nghe Sở Cửu Ca nói vậy thì ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ người phụ nữ này còn cởi mở hơn cả Sở Sở. Nhưng chúng ta mới quen nhau, không hề có tình cảm. Cô có thực sự sẵn lòng kết hôn với một người mà cô không hề quen biết không? Diệp Phàm trầm giọng nói. Từ khi anh xuất hiện ở Thiên Hải, những gì anh làm tôi đều biết, bởi vậy tôi rất quen thuộc với anh. Huống chi, lệnh cha mẹ không thể làm trái. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Được rồi, tôi đi trước. Anh cứ giữ tờ hôn thư này đi. Chương 818 Tạ Hạo giới thiệu với Diệp Phàm. Sở Cửu Ca nói xong liền rời đi. Mà Diệp Phàm cầm tờ hôn thư, không khỏi thở dài, một vị hôn thê còn chưa đủ, mà còn có tới tận hai người cùng lúc, đúng là nghiệp chướng. Sau đó, Diệp Phàm rời khỏi quán cà phê, đang định tìm đường Sở Sở thì có một bóng người lao tới, vẻ mặt kích động nói, Diệp thiếu, không ngờ lại gặp được anh ở đây, tốt quá. Là cậu. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn đối phương. Người này không phải ai khác, chính là chủ tịch câu lạc bộ võ đạo của Đại học Thiên Hải, Tạ Hạo. Lúc trước, anh ta dẫn Diệp Phàm tới sàn đấu quyền anh ngầm nên mới gặp được Đại Hổ và Nhị Hổ. Diệp thiếu, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp được ở đây. Tạ Hạo vui vẻ nói. Anh thay đổi không ít nhỉ. Diệp Phàm nhìn Tạ Hạo nói. Hiện tại khí chất của Tạ Hạo thay đổi rất nhiều, trên người toát ra một cỗ sát khí sắc bén, tuy anh ta đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng cũng không thể gạt qua mắt Diệp Phàm. Mặc dù trước kia Tạ Hạo biết một chút công phu giống như gà con mới nở, nhưng hiện tại anh ta đã trở thành một con đại bàng hung dữ. Diệp thiếu, lúc trước tôi đã nói, nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ, để anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tạ Hạo nói, ừ, anh quả thật khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Địa cảnh thất trọng, được đấy. Diệp Phàm gật đầu, hiện tại thực lực của Tạ Hạo đã đạt tới địa cảnh thất trọng, so với ngày trước thì quả thật là tiến bộ thần tốc. Diệp thiếu quả nhiên lợi hại, chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu thực lực của tôi. Lúc này, Tạ Hạo nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khiếp sợ. Nếu như nhìn thoáng qua có thể nhìn thấu thực lực của mình, vậy thực lực của Diệp Phàm có lẽ còn đáng sợ hơn cả anh ta tưởng tượng. Đúng rồi, Diệp thiếu, thực lực của anh mạnh như vậy, có định tham gia cuộc thi đấu thanh bảng lần này không? Tạ Hạo hỏi Diệp Phàm. Trận thi đấu thanh bảng, đó là gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Thanh bảng chính là danh sách đại diện cho thực lực mạnh hay yếu của giới trẻ Long Quốc. Trong danh sách này tổng cộng chỉ có 10 cái tên, cứ 5 năm sẽ tiến hành một cuộc thi đấu để chọn ra danh sách thanh bảng mới, bất cứ ai trên 30 tuổi sẽ không được tham gia cuộc đấu. Thanh bảng này có lịch sử hàng trăm năm ở Long Quốc, chỉ cần được xếp hạng vào thanh bảng thì đều là thiên kiêu rực rỡ và xuất sắc nhất, cuối cùng khi tất cả họ trưởng thành đều trở thành lão đại. Mà thanh bảng chỉ dành cho những võ giả trẻ tuổi mà thôi, có thể khiến bọn họ nhất cử thành danh, vinh quang tồn tại trên người, chỉ cần có thể có xếp hạng trong thanh bảng thì trong nháy mắt danh động bốn phương, trở thành con cưng của trời trong mắt vô số người. Không đến một tuần nữa thì cuộc thi đấu của thanh bảng sẽ được tiến hành, tôi cũng đang định sẽ đi xem. Diệp thiếu,
anh muốn đi cùng không? Tạ Hạo giới thiệu với Diệp Phàm. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này. Có bản lĩnh này không bằng tôi dành nhiều thời gian hơn cho vợ tôi. Diệp Phàm lắc đầu. Hắn không có hứng thú với danh sách thanh bảng này. Chương 819 người vẫn chưa chết. Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Cây tử đàn hảo hạng ở bên ngoài biệt thự số 1, rất nhiều người mặc đồ đen xuất hiện ở đây, người dẫn đầu là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu đỏ như máu. Có chắc chắn mục tiêu ở bên trong không? Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi. Thưa thủ lĩnh, theo như tin tình báo thì hắn sống ở đây. Một người mặc đồ đen nói. Vậy thì tốt, tối nay phải giết chết tên đó. Đồ Long Sơn Trang của ta không cho phép bất cứ thất bại nào. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ hét lên lạnh lùng, toàn thân hắn ta toát ra tà khí lạnh lẽo. Bọn họ đột nhập thẳng vào trong biệt thự. Các người là ai? Huyết Phu, Diệm, Natasha Romanoff đang canh giữ và 10 cao thủ của ảnh bộ đều xuất hiện bên ngoài biệt thự. Địa sát. Huyết Phu nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, đồng tử của hắn ta bên dưới chiếc mặt nạ màu máu ngưng tụ lại, trên người hắn ta có một luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở tỏa ra. Ngươi là ai? Thế mà lại biết ta? Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ cau mày nhìn Huyết Phu. 10 năm rồi, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Huyết Phu lạnh lùng nói. Hắn ta lạnh lùng tháo chiếc mặt nạ màu máu ra khỏi mặt, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta tháo chiếc mặt nạ này xuống. Ngay khi chiếc mặt nạ được tháo xuống thì một khuôn mặt với hàng chục vết sẹo do dao chém hiện ra trước mặt mọi người. Là ngươi? Ngươi vẫn chưa chết. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nhìn thẳng vào mặt của Huyết Phu, đồng tử của hắn ta ngưng tụ, bàng hoàng nói. Đúng vậy, ta chưa chết. Có phải là ngươi thất vọng lắm không? Huyết Phu lạnh lùng nói. Không ngờ mạng của ngươi lại lớn như vậy, thế mà vẫn không chết. Người đàn ông lạnh lùng hét lên. Ta không chết nhưng hôm nay ngươi phải chết. Huyết Phu lạnh lùng nói. Hừ, tiểu tử, đã 10 năm rồi mà khẩu khí của ngươi càng lớn hơn. Người đàn ông khinh thường nhìn Huyết Phu. Huyết Phu không nói những lời thừa thãi, cơ thể hắn ta động một cái biến thành một tia sáng máu rồi biến mất trước mặt. Ngay lập tức sắc mặt của người đàn ông thay đổi, hắn ta cảm thấy mối nguy bỏ mạng đang kéo đến mãnh liệt, phản xạ của cơ thể hắn là quay đi. Phốc! Giây tiếp theo có một thanh kiếm sắc bén xuất hiện rồi xuyên thẳng qua bả vai của người đàn ông. Nếu hắn ta không xoay người sang một bên thì thanh kiếm này đã đâm xuyên qua tim của hắn ta. Mà chủ nhân của thanh kiếm này chính là Huyết Phu. Người. Chương 820 ông muốn báo thù không? Đồng tử của người đàn ông co rút lại, vẻ mặt của hắn ta kinh hãi nhìn Huyết Phu. Người vẫn còn cho rằng ta là một tiểu tử để mặc cho các ngươi giày vò năm đó à? Huyết Phu lạnh lùng nói. Nói xong thì hắn ta lại ra tay lần nữa. Lần này, Huyết Phu ra tay rất nhanh lại vừa mạnh và vừa chính xác hơn, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Người đàn ông đó đã dốc hết toàn lực để chống lại đòn tấn công của Huyết Phu, nhưng toàn bộ thực lực của Huyết Phu ngày hôm nay đã thăng cấp đến cấp độ nửa bước tông cảnh, cùng với uy lực của vũ khí trong tay khiến hắn ta càng thêm mạnh hơn. Nhưng người đàn ông này chỉ ở cấp thứ 7 của thiên cảnh nên hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyết Phu. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay Huyết Phu đâm xuyên qua tim của Huyết Phu, chỉ một chiêu giết chết hắn ta. Người đàn ông phun máu trong miệng ra. Đôi mắt hắn dán chặt trên khuôn mặt Huyết Phu, trong đôi mắt đó chứa đầy sự không cam tâm. Bịch! Huyết đồ đá vào người hắn ta, trực tiếp đá thẳng thi thể của tên đó bay ra ngoài khiến thi thể của hắn ta đập mạnh xuống đất, máu thịt lẫn lộn. Thủ lĩnh! Lúc này sắc mặt của những tên áo đen đi theo người đàn ông đó đều thay đổi, vẻ mặt ai cũng vô cùng khó coi. Huyết Phu nhìn đám người này, trong đôi mắt của hắn ta chứa đầy sát ý. Hắn ta cầm kiếm rồi giết thẳng ra ngoài, bắt đầu tấn công điên cuồng vào đám người này. Ngay sau đó, Diệm và Natasha Romanoff cùng 10 đại cao thủ của ảnh bộ đồng loạt ra tay giết hết đám người này. Cùng lúc đó Diệp Phàm bước ra ngoài, hắn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Rất nhanh đám người mặc áo đen đã bị mấy người Huyết Phù giết chết. Sau khi Huyết Phù giết hết đám người này thì hắn ta liên tục thở hổn hển, hắn ta cảm thấy như được phóng thích. Không sao chứ? Diệp Phàm nhìn Huyết Phu rồi hỏi một câu. Thiếu chủ, tôi không sao. Huyết Phu lắc đầu. Bọn họ đều là thành viên địa sát của Đồ Long Sơn Trang, tên dẫn đầu là thủ lĩnh của địa sát.
Huyết Phu nói. Đồ Long Sơn Trang. Có vẻ như bọn họ đến đây để đối phó với tôi. Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng rồi nhìn Huyết Phu nói, ông quen biết bọn họ à? Ba của tôi là trang chủ cuối cùng của Đồ Long Sơn Trang, nhưng 10 năm trước phó trang chủ của Đồ Long Sơn Trang cấu kết với Thiên Cương Địa Sát phản bội ba của tôi, lợi dụng lúc ông ấy bế quan mà trảm sát ông ấy, sau đó khống chế Đồ Long Sơn Trang. Huyết Phu lạnh lùng nói, trong mắt của hắn ta chứa đầy sát ý lạnh lẽo. Những vết thương trên mặt ông là do bọn họ gây ra. Diệp Phàm nói. Huyết Phu gật đầu nói, năm đó bọn họ dùng đủ mọi cách để giày vò tôi, cuối cùng nhờ có một thân tín cũ của ba tôi mà tôi trốn được khỏi Đồ Long Sơn Trang, kết quả lại bị bọn họ truy sát, tôi rơi xuống biển rồi sau đó mới được chủ nhân cứu giúp. Ông muốn báo thù không? Diệp Phàm nhìn Huyết Phu rồi nói. Chương 821 cơ vô song. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc báo thù, chỉ là bây giờ thực lực của tôi chưa đủ. Huyết Đồ siết chặt nắm tay thờ ơ nói. Đợi tìm thời gian, tôi sẽ cùng ông đi báo thù. Diệp Phàm nói thẳng. Cảm ơn thiếu chủ. Huyết Phu cúi đầu trước Diệp Phàm. Những vết sẹo trên mặt ông, tôi có thể loại bỏ, nếu không. Cảm ơn ý tốt của thiếu chủ, nhưng tôi không muốn loại bỏ nó vì những vết sẹo này luôn nhắc nhở tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Còn về ý tốt của Diệp Phàm thì Huyết Phu từ chối, hắn ta lại đeo chiếc mặt nạ màu máu vào. Ngươi có phải là đệ tử của vị Bách Hoa Lâu chủ đạt được Long Tỷ không? Lúc này có một nhóm người mặc trường sam cổ xuất hiện ở đây, một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Các người là ai? Diệp Phàm liếc nhìn nhóm người này. Ta là Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần, mau giao Long Tỷ ra đây. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Diệp Phàm rồi nói. Hoàng tộc họ Trần. Diệp Phàm nheo mắt lại, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Hoàng tộc họ Trần này không phải là gia tộc trước đây muốn bắt Trần Tiểu Manh sao? Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Muốn có được Long Tỷ sao? Tự đến đây lấy đi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Nếu để hộ pháp động thủ, rất có thể ngươi sẽ không còn đường sống nữa. Tam hộ pháp của Hoàng tộc Trần lạnh lùng nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nói nhảm như vậy làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngay lập tức Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc Trần động thủ với Diệp Phàm, nhưng lúc này có một giọng nói khác vang lên. Hoàng tộc họ Trần, các ngươi đến nhanh thật. Sau đó lại có thêm một nhóm người khác xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc trường sam đen để tóc dài, nét mặt của ông ta lãnh khốc, trên tay ông ta cầm một thanh giáo dài, khí thế vô song. Cơ vô song. Không ngờ Hoàng tộc họ Cơ lại cử ngươi đến đây. Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần nhíu mày nhìn người đàn ông cầm giáo. Long Tỷ này phải thuộc về Hoàng tộc Cơ của ta, ai muốn cướp nó thì phải hỏi xem ngọn giáo trong tay ta có đồng ý hay không đã. Người đàn ông cầm giáo lạnh lùng hét lên, ngọn giáo trong tay ông ta tỏa ra thứ ánh sáng lạnh thấu xương, trên người của ông ta toát ra khí thế bức người. Diệp Phàm nhíu mày nhìn những người đến từ Hoàng tộc họ Cơ. Hắn bực bội vì không thể tìm thấy xào huyệt của Hoàng tộc họ Cơ, nhưng không ngờ người của Hoàng tộc họ Cơ lại tự tìm đến cửa. Long Tỷ thuộc về Hoàng tộc họ Cơ của ngươi khi nào? Vào lúc Cơ Vô Song vừa nói xong thì bất ngờ lại có một giọng nói vừa độc đoán vừa rét lạnh khác vang lên. Khi giọng nói này vang lên thì có một áp lực vô thượng buông xuống bao trùm tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tất cả bầu không khí trong phạm vi bán kính 1 km đều đóng băng, khiến người khác sinh ra cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Chương 822 Ân Nhân Quân chất vấn. Kèm với sự áp bức buông xuống thì có một người đàn ông mặc trường sam trắng với tóc tai rũ rượi xuất hiện. Đôi mắt của người đàn ông này lộ ra vẻ kiêu căng ngỗ ngược, khiến người ta nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy nội tâm run rẩy, sinh ra cảm giác sợ hãi. Áp lực đáng sợ bao trùm tất cả mọi người ở đây đến từ người đàn ông này. Ân Nhân Quân, Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần và Cơ Vô Song của Hoàng tộc họ Cơ nhìn ông ta, sau đó sắc mặt ai cũng thay đổi. Đồng tử co lại lộ ra nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phàm chăm chú nhìn người đàn ông này, đôi mắt của hắn lóe sáng. Thực lực của người này đã vượt qua tông cảnh và đạt đến cảnh giới rất cao, thậm chí còn vượt qua Lữ Thanh Hầu. Cơ Vô Song, ngươi lấy mặt mũi đâu mà nói Long Tỷ là của các ngươi? Người đàn ông này mặc trường sam màu trắng, tóc tai bù xù nhìn Cơ Vô Song của Hoàng tộc họ Cơ bằng ánh mắt khinh thường. Vẻ mặt của Cơ Vô Song lạnh lùng. Ông ta chĩa ngọn giáo dài trong tay vào đối phương, Ân Nhân Quân, ngươi muốn so tài với ta không?
ngươi xứng so với ta sao? Người đàn ông tên ân nhân quân miệt thị nói, dáng vẻ của ông ta vô cùng kiêu căng. Ngay lập tức trong mắt của Cơ Vô Song lóe lên sự phẫn nộ, ngọn giáo dài trong tay ông ta quét qua, trực tiếp tấn công ân nhân quân. Ngọn giáo của ông ta vừa quét qua giống như thương xuất su long, nhanh mạnh và quyết liệt, trực tiếp đâm xuyên qua không gian. Am! Khi ân nhân quân đối mặt với đòn tấn công của Cơ Vô Song thì không hề để lộ ra sự hoảng loạn nào. Ông ta vùng cú đấm, tức giận bộc phát sức mạnh thuần phát đánh thẳng vào ngọn giáo dài của đối phương. Âm! Khi một tiếng động lớn phát ra, cú đấm này đã giải phóng uy thế kinh động lòng người của ân nhân quân khiến ngọn giáo dài cứng rắn của Cơ Vô Song gãy vụn, toàn bộ cơ thể của Cơ Vô Song bị thổi bay ra ngoài. Bù! Cơ thể của Cơ Vô Song bị văng xa hơn 10 mét. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi rồi nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc này đôi mắt của Tam Hộ Pháp Hoàng tộc họ Trần nheo lại, đột nhiên ông ta lao về phía Diệp Phàm muốn nhân cơ hội này đoạt lấy Long Tỷ. Tự tìm chết. Ân nhân quân nhìn Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần dám giành trước mà ra tay với Diệp Phàm thì nét mạnh lạnh đi, ông ta hét lên. Giây tiếp theo ân nhân quân xuất hiện phía sau Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần rồi tung cú đấm ra, cơ thể của Tam Hộ Pháp bay thẳng ra ngoài. Bù! Tam hộ pháp của hoàng tộc họ Trần không có khả năng chống cự khi đối mặt với ân nhân quân nên bị thương nặng. Khi hai kẻ cường giả của hai đại hoàng tộc bị thương vong thì sắc mặt của những người còn lại của hai đại hoàng tộc đều trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt của ân nhân quân quét tới Diệp Phàm, đôi mắt của ông ta sắc bén, ông ta lạnh lùng nói, mau giao Long Tỷ ra đây. Muốn lấy Long Tỷ à? Đợi kiếp sau nhé. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tự tìm chết. Sắc mặt của ân nhân quân trở nên rét lạnh, trong mắt của ông ta hiện lên sát ý, lần này ông ta tung cú đấm về phía Diệp Phàm. Cú đấm lần này như gió lốc gào thét, chân khí ngút trời bùng nổ, dáng vẻ của ông ta muốn nuốt chửng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng tung nắm đấm, trực tiếp lấy cứng trọi cứng với nắm đấm của đối phương. Ngay lập tức có một tiếng sấm lớn vang lên. Kinh khí khủng khiếp lan ra bốn phía, trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ mà nó quét qua. Ngay cả huyết phu và những người khác cũng giật mình và liên tục lùi lại phía sau. Bùm bùm bùm. Dưới đòn tấn công này, cơ thể của ân nhân quân run lên và liên tục lùi lại. Một màn này khiến Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần và Cơ Vô Song của Hoàng tộc họ Cơ chết lặng. Ân nhân quân tiếng tăm lừng lẫy của Hoàng tộc họ Ân lại bị một hậu bối trẻ tuổi hơn đánh lui sao? Sao có thể chứ? Mà ân nhân quân nhìn Diệp Phàm. Trong đối mắt của ông ta cũng hiện lên sự kinh hãi giống như vậy. Ngươi là ai? Ân nhân quân chất vấn. Diệp Phàm không nói những lời thừa thải, hắn lại tung cú đấm ra. Đấm phá thiên. Cú đấm này, Diệp Phàm đã phát huy tuyệt kỹ của lục sư phụ của hắn. Một cú đấm tung ra dường như sắp khiến trời xanh nổ tung, tràn đầy khí thế. Hư không đã bị Diệp Phàm giết chết ngay tại chỗ chỉ bằng một cú đấm này. Cú đấm của hắn không ai có thể ngăn cản, hắn liên tục lao về phía ân nhân quân, người phía sau vội vàng xua hai tay chống đối. Kèm theo một tiếng vang lớn là ân nhân quân bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay. Phốc, cơ thể của ân nhân quân bay xa hàng chục mét sau đó đập mạnh xuống đất, ông ta điên cuồng phun máu ra. Chương 823 phiệt chủ của cô gặp chuyện gì rồi? Khoảnh khắc này. Tam hộ vệ của hoàng tộc họ Trần và Cơ Vô Song của hoàng tộc họ Cơ đều thất thần. Bọn họ nhìn Diệp Phàm, trên mặt ai cũng lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Họ, thực lực của tên này vượt quá sức tưởng tượng của bọn. Cho dù có so sánh thực lực của người thừa kế hoàng tộc của bọn họ với tên này thì e rằng vẫn còn kém hơn đúng không? Ngươi chờ đó cho ta. Ân nhân quân bị thương rơi xuống đất. Việc đầu tiên ông ta làm là lấy một viên đan dược ra uống để khôi phục một phần thương tích, sau đó ông ta nhìn Diệp Phàm rồi hét lên. Nói xong, ông ta che lấy cơ thể mình rồi rời khỏi chỗ này. Lui! Ngay lập tức Tam Hộ Pháp của Hoàng tộc họ Trần và Cơ Vô Song của Hoàng tộc họ Cơ nói, chuẩn bị rút lui cùng thủ hạ. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Diệp Phàm thì người của hai đại hoàng tộc đã nhận ra không còn hy vọng tranh đoạt Long Tỷ nữa. Với thực lực của bọn họ, ngay cả khi liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Hậu bối trẻ tuổi này quá quái dị rồi. Sốt! Diệp Phàm nhìn người của hai đại hoàng tộc định chạy trốn thì hắn trực tiếp lao thẳng về hướng Cơ Vô Song. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã đứng ở trước mặt Cơ Vô Song.
Ngươi muốn làm gì? Nét mặt của Cơ Vô Song đông cứng lại, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Những người khác có thể đi nhưng ông thì không được. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tại sao? Cơ Vô Song trầm giọng nói. Nói cho tôi biết tình hình của Cơ Như Yên và mẹ của cô ta, còn có xảo huyệt của hoàng tộc ông ở đâu. Diệp Phàm nói thẳng. Ngươi quen biết Cơ Như Yên? Cơ Vô Song nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Trả lời câu hỏi của tôi. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Ngươi đừng hòng moi được bất kỳ thông tin hữu dụng nào từ miệng của ta. Cơ Vô Song cương quyết nói. Răng rắc. A. À. Diệp Phàm tiến lên một bước. Bàn tay của hắn nhanh như chớp bắt lấy xương bả vai của Cơ Vô Song rồi bóp nó gãy vụn. Xương bả vai bị nghiền nát khi còn đang sống khiến Cơ Vô Song đau đớn hét lên một tiếng rồi trực tiếp quỳ xuống đất. Ngay lập tức, Diệp Phàm bóp nát xương bả vai còn lại của đối phương rồi nói hay không? Đừng hòng! Cơ Vô Song tái nhợt nghiến răng nghiến lợi, ông ta phun một ngụm nước bọt. Xương cốt cũng cứng đấy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp liên hệ với Hoa Hồng Đỏ để cô ta đến thẩm vấn tên này. Sở trường của Bách Hoa Lâu là thu thập tình báo mà cũng rất giỏi moi được tin tình báo từ trong miệng người khác. Ai? Sau khi Cơ Vô Song bị Hoa Hồng Đỏ bắt đi thì đột nhiên Natasha Romanoff hét lớn. Ánh mắt của Huyết Phu và những người khác quét ra bên ngoài biệt thự. Lúc này có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Cô là ai? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ, lạnh lùng nói. Xin chào Diệp công tử, tôi là nữ hầu theo bên cạnh phiệt chủ Đoan Mộc Phiệt. Dây dây. Người phụ nữ nhìn Diệp Phàm rồi nói. Đoan Mộc cần cử cô đến đây à? Diệp Phàm cau mày hỏi. Đúng vậy. Người phụ nữ gật đầu. Cô ta cử cô đến đây làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Phiệt chủ muốn tôi giao cái này cho ngài. Người phụ nữ lấy một phong bì ra đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng mở ra xem. Bên trong có một mảnh long ngọc và một lá thư. Diệp Phàm nhìn mảnh long ngọc này thì trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Đoan Mộc Cần lại gửi mảnh long ngọc của mình cho hắn, sau đó hắn mở lá thư ra xem. Nội dung bức thư là, Diệp công tử, bây giờ tôi gặp chuyện gay gâu, tôi khẩn cầu Diệp công tử đến giúp tôi một tay, mảnh long ngọc này đơn giản là tiền cọc, sau khi xong việc tôi chắc chắn sẽ hầu tạ. Phiệt chủ của cô gặp chuyện gì rồi? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hỏi. Sau khi đến Đoan Mộc Phiệt thì công tử sẽ biết. Người phụ nữ nói. Vậy cô ở lại đây đi, ngày mai đưa tôi đến Đoan Mộc Phiệt. Diệp Phàm nói thẳng. Thiếu chủ, đây có phải là trò lừa không? Natasha Romanoff lo lắng nhìn Diệp Phàm. Chương 824 vậy thì cẩn thận chút. Tôi không phải là người nhận ân huệ nhưng vô ích. Nếu người phụ nữ này đã tặng long ngọc cho tôi vậy thì tôi cũng không thể không làm gì được, có phải trò lừa hay không cũng không sao cả. Vậy nếu là trò lừa thì sao? Cửu đại môn phiệt nhỏ nhoi này, tôi còn chưa để nó vào mắt đâu. Diệp Phàm khinh thường nói. Mà ở Long Quốc, trong một gia tộc thần bí cổ xưa nào đó, có một người ăn mặc lộng lẫy, thanh niên có khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo đang ngồi uống rượu, trước mặt hắn ta là một người đàn ông. Người đó chính là Sở Ngạo mà ban ngày đã bị Diệp Phàm làm bẽ mặt. Công tử, là tôi bất tài nên không hoàn thành được nhiệm vụ mà cậu giao cho. Sở Ngạo cúi đầu nói, trên trán của hắn ta là những hạt mồ hôi lớn, cơ thể của hắn ta không ngừng run rẩy, tất nhiên trong lòng hắn ta rất sợ hãi. Không hổ là con trai của Diệp Thiên Long, bản lĩnh cũng khá đấy. Thanh niên nghiền ngẫm rồi mỉm cười. Công tử, bây giờ tiểu tử đó là một tên cô độc. Nếu không có sự chống đỡ của Diệp tộc và Diệp Thiên Long thì cơ bản hắn không có tư cách để bước vào cửa lớn của Sở tộc nữa. Sở Ngạo bất bình nói. Nếu năm đó chúng ta có thể quét sạch thời đại và dẫm đạp con trai cuồng long dưới chân, chắc hẳn đó là một chuyện rất tuyệt. Đôi mắt của thanh niên đó phát sáng, khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, hắn ta nhẹ nhàng nói. Nếu công tử ra tay thì tiểu tử kia chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Sở Ngạo nịnh nọt nói. Chờ xem đã, rất nhanh thôi tôi sẽ để cho cửu ca nhìn xem vị hôn phu của cô ấy bị tôi dẫm đạp dưới chân như thế nào. Đến lúc đó, cô ấy sẽ biết trên đời này ai mới là người có tư cách trở thành vị hôn phu của cô ấy nhất. Thanh niên tràn đầy tự tin nói toạc ra, thái độ của hắn ta vô cùng ngạo mạn. Lúc này trong điện võ hầu, Lữ Thanh Hầu đứng ở giữa gian phòng, phía trước mặt hắn ta có một tấm rèm che, sau tấm rèm có một bóng người.
mời điện chủ giáng tội, thuộc hạ đã làm mất mặt điện võ hầu. Lúc này Lữ Thanh Hầu đang quỳ trước rèm xin nhận tội. Khoảng 20 tuổi mà có thể đánh bại ngươi rồi. Vậy mà thế gian này lại sinh ra một thiên tài như vậy sao? Thú vị, rất thú vị. Bóng người phía sau bức rèm phát ra âm thanh rét lạnh, ông ta chính là điện chủ của điện võ hầu. Đi báo tin cho bát tướng bắt tên đó về cho ta, nhớ cho kỹ phải bắt sống. Điện chủ điện võ hầu lạnh lùng nói. Ra. Lữ Thanh Hầu gật đầu sau đó đứng dậy rời đi. Sốt. Sau khi Lữ Thanh Hầu đi thì lại có một bóng người xuất hiện ở bên ngoài, toàn thân hắn ta được bao bọc trong bộ quần áo màu đen. Đã tra được tung tích của bát trận đồ chưa? Điện chủ điện võ hầu mở miệng nói. Đã tra được, Diệp Thiên Long cất giữ nó trong kho bí mật của Thương hội Thiên Long. Người mặc đồ đen trả lời. Thương hội Thiên Long. Đi tiêu diệt bọn họ rồi lấy bát trận đồ về đây. Điện chủ điện võ hầu ra lệnh. Ra. Người mặc đồ đen gật đầu. Mà ở đâu đó ở khu Tây Nam có một người lang quốc tóc nâu đứng đó. Trưởng quan, một vạn chiến sĩ lang quân đã tiến vào vị trí được chỉ định. Lúc này có một người đàn ông đứng trước mặt người lang quốc tóc nâu đó. Tốt, ngày mai bắt đầu hành động, nhớ kỹ không thể thu hút sự chú ý của Long Quốc. Đúng rồi, tiểu tử đó vẫn chưa chết à? Người đàn ông tóc nâu lên tiếng. Lần trước tập kích thất bại, xung quanh đối phương có rất nhiều cao thủ. Người đàn ông kia cúi đầu nói. Lập tức liên hệ với lang tộc để bọn họ cử người đi giải quyết tiểu tử đó. Chỉ khi hắn chết thì Chu Khiếu mới phối hợp với chúng ta hoàn toàn nắm giữ vùng Tây Nam. Người đàn ông tóc nâu lạnh lùng hét lên. Rõ. Người đàn ông kia gật đầu. Ngày hôm sau. Cô muốn đi à? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Huyết Cơ rồi nói. Huyết Cơ vừa mới mở miệng nói cô ta muốn đi. Bên phía huyết tộc xảy ra chút hỗn loạn, tôi phải quay về đó ngay. Huyết Cơ trầm giọng nói. Vậy thì cẩn thận chút. Diệp Phàm nói, đây là anh đang quan tâm tôi à? Huyết Cơ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sáng ngời. Dù sao thì chúng ta cũng sống cùng nhau lâu như vậy rồi, quan tâm là chuyện bình thường thôi. Diệp Phàm cong môi nói, tôi không muốn chết thì ai cũng không giết được tôi. Nhưng ngược lại là anh có quá nhiều kẻ thù, anh nên cẩn thận. Huyết Cơ nói xong rồi vội vã rời đi. Sau đó Diệp Phàm theo chân người nữ hầu đến Đoan Mộc Phiệt. Chương 825 tôi muốn tới thì tới. Đoan Mộc Phiệt, một trong chín Phiệt. Kể từ khi người Phiệt chủ trước đó của Đoan Mộc Phiệt đột ngột qua đời, con gái duy nhất của ông ấy là Đoan Mộc Cẩn đã đảm nhận vị trí Phiệt chủ. Tuy nhiên, với tuổi tác của Đoan Mộc Cẩn thì đương nhiên khó có thể thuyết phục được mọi người khi đảm nhận vị trí Phiệt chủ, nhưng do thân phận là con gái của Phiệt chủ và sự ủng hộ của các thuộc hạ thân cận của Phiệt chủ trước đó, không ai dám công khai phản kháng. Nhưng trong âm thầm vẫn có rất nhiều người bất mãn với việc cô ấy đảm nhận vị trí Phiệt chủ, chẳng hạn như nhiều trưởng lão của hội trưởng lão thuộc Đoan Mộc Phiệt. Họ luôn muốn diệt trừ Đoan Mộc Cẩn và chiếm lấy Đoan Mộc Phiệt. Vài ngày trước, Phiệt chủ Vũ Phiệt, một trong chín Phiệt chủ, đã cầu hôn Đoan Mộc Phiệt, muốn cưới Đoan Mộc Cẩn, Phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt. Đoan Mộc Cẩn đương nhiên không muốn đồng ý lời cầu hôn của Phiệt chủ Vũ Phiệt. Nhưng các trưởng lão của hội trưởng lão lại nhất trí đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai Phiệt, hơn nữa còn chỉ ra một số hậu quả tai hại của việc từ chối Phiệt chủ Vũ Phiệt. Hôm nay, Phiệt chủ Vũ Phiệt sẽ đích thân đến bàn chuyện kết hôn của mình với Đoan Mộc Cẩn. Vào lúc này, tại sảnh của Đoan Mộc Phiệt, Đoan Mộc Cẩn ngồi ở ghế chính, vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt Đoan Mộc Cẩn là 8 trưởng lão của hội trưởng lão Đoan Mộc Phiệt và một nhóm lãnh đạo cấp cao. Phiệt chủ, cô đừng suy nghĩ nữa. Cuộc hôn nhân này giữa cô và Phiệt chủ Vũ Phiệt, cô có không đồng ý cũng phải đồng ý. Một khi từ chối Vũ Phiệt, Phiệt chủ Vũ Phiệt sẽ tức giận tấn công Đoan Mộc Phiệt, Phiệt chủ cho rằng với thực lực hiện tại của Đoan Mộc Phiệt có thể ngăn cản được không? Đúng vậy, Phiệt chủ, thân là Phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt, cô nhất định phải đặt tình hình chung lên hàng đầu, vì Đoan Mộc Phiệt hy sinh một chút lợi ích cá nhân cũng không sao. Huống chi, Vũ Phiệt là một trong chín Phiệt đứng đầu. Cô trở thành phu nhân của Phiệt chủ Vũ Phiệt, đây cũng là một chuyện tốt. Mấy trưởng lão của Đoan Mộc Phiệt nhìn Đoan Mộc Cẩn và không ngừng thuyết phục cô ấy. Các người muốn tôi gả cho Vũ Thiên Khiếu, chỉ bởi vì khi tôi gả cho ông ta thì sẽ không thể nắm giữ vị trí Phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt, và mấy lão già các người có thể nhân cơ hội khống chế Đoan Mộc Phiệt, các người chỉ là vì lợi ích của chính mình mà thôi,
đừng nói như thể các người rất hiên ngang lẫm liệt. Đoan Mộc Cẩn nói thẳng không một chút khách sáo. Cô! Sau khi Đoan Mộc Cẩn nói chúng tim đen, sắc mặt các trưởng lão có mặt đều tối sầm lại, tức giận nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cẩn. Tôi nói cho các người biết, không đến lượt các người quyết định Đoan Mộc Cẩn này sẽ gả cho ai. Về phần Vũ Thiên Khiếu, tôi tuyệt đối không thể gả cho ông ta. Đoan Mộc Cẩn hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Không gả cho tôi thì cô còn muốn gả cho ai nữa? Đột nhiên, một giọng nói kiêu ngạo và độc đoán từ bên ngoài truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào, vẻ mặt lạnh lùng bước vào, ánh mắt sáng ngời và đầy uy hiếp. Ông ta vừa xuất hiện, đã khiến cho bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng áp lực, trong lòng những người có mặt đều trầm xuống. Người này không ai khác chính là Vũ Thiên Khiếu, phiệt chủ Vũ Phiệt, một trong chín phiệt. Vũ Thiên Khiếu, sao ông lại tới đây? Đây là phòng hội nghị của Đoan Mộc Phiệt, ai cho phép ông tự ý xông vào? Đoan Mộc Cẩn nhìn thấy Vũ Thiên Khiếu xuất hiện, sắc mặt thay đổi, hung hăng hét lên. Tôi muốn tới thì tới. Vũ Thiên Khiếu lạnh lùng nói. Các người đã cho ông ta vào sao? Các người sẵn sàng từ bỏ phẩm giá của người thuộc Đoan Mộc Phiệt chỉ vì vị trí phiệt chủ sao? Các người lại tùy ý để ông ta, phiệt chủ của một phiệt, đi vào một nơi quan trọng như phòng hội nghị sao? Lúc này, Đoan Mộc Cẩn nhìn các trưởng lão, lạnh lùng hét lên. Chương 826 tên đệ tử này nói. Phú phiệt chủ sắp trở thành người một nhà của chúng ta, ông ta tới đây thì có gì không ổn? Một trưởng lão của Đoan Mộc Phiệt không đồng tình nói. Cẩn Nhi, không cần phải nói, cô chính là người phụ nữ mà Vũ Thiên Khiếu này thích, kiếp này cô chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho tôi. Vũ Thiên Khiếu nhìn Đoan Mộc Cẩn và nói với vẻ mặt mạnh mẽ và độc đoán. Đừng có mơ. Vẻ mặt Đoan Mộc Cẩn lạnh lùng và hét lên. Nếu hôm nay cô không đồng ý gả cho tôi cam đoan sau ngày hôm nay, ở Long Quốc sẽ không còn Đoan Mộc Phiệt nữa. Vũ Thiên Khiếu trực tiếp đe dọa. Ông ta vừa nói xong, liền bộc phát một áp lực cực kỳ khủng bố, bao trùm toàn bộ phòng hội nghị. Lúc này, sắc mặt của Đoan Mộc Cẩn và các trưởng lão, các lãnh đạo cấp cao của Đoan Mộc Phiệt trong phòng hội nghị đều thay đổi, trong mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc. Quân cảnh. Ông thật sự đã đạt tới cấp bậc quân cảnh. Đoan Mộc Cẩn nhìn chằm chằm Vũ Thiên Khiếu với vẻ mặt rất nặng nề. Phía trên tông cảnh là quân cảnh. Bình thường mà nói, các phiệt chủ của chín phiệt về cơ bản đều có thực lực từ tông cảnh cấp 7 đến tông cảnh cấp 9, trong đó có một số có thể đạt đến nửa bước quân cảnh. Nhưng gần như không có người nào thực sự bước vào quân cảnh. Dù sao phiệt chủ của chín phiệt phần lớn đều đã 40 tuổi, ở độ tuổi này có thể đạt tới cấp bậc quân cảnh cũng không nhiều. Quân cảnh còn khó vào hơn tông cảnh. Trong trăm cường giả tông cảnh, cũng không chắc có thể sinh ra một cường giả quân cảnh. Đạt tới cấp độ quân cảnh, có thể giết trăm nghìn người chỉ bằng một cái giơ tay nhấc chân. Một cường giả quân cảnh thậm chí có thể dùng khí để giết một cường giả ở cách xa trăm mét. Ngay cả khi đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa thông thường, một cường giả quân cảnh cũng có thể chống lại nó bằng chân khí của chính mình. Tóm lại, sức mạnh của một cường giả quân cảnh là người khác không thể tưởng tượng được. Một khi trở thành cường giả quân cảnh, thì hoàn toàn có thể đi ngang trong giới võ đạo của Long Quốc. Vũ Thiên Khiếu, phiệt chủ của Vũ Phiệt trước mặt, đã bước vào cấp độ quân cảnh, vượt qua tông sư võ đạo. Đúng vậy, phiệt chủ này hiện tại đã là một cường giả quân cảnh. Đoan Mộc Cẩn, nếu hôm nay cô ngoan ngoãn gả cho tôi thì mọi việc sẽ ổn thôi, nếu cô không muốn gả cho tôi, vậy thì Đoan Mộc Phiệt không cần thiết tồn tại. Vũ Thiên Khiếu nhìn Đoan Mộc Cẩn cười lạnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại hiện trường rất áp lực. Không hay rồi. Đột nhiên, một đệ tử của Đoan Mộc Phiệt vội vàng xông vào. Chuyện gì vậy? Đoan Mộc Cẩn nhìn đối phương hỏi. Phiệt chủ, bên ngoài có rất nhiều người đến từ Hách Liên Phiệt và Lâm Phiệt. Tên đệ tử này nói. Ngay lập tức, vẻ mặt của Đoan Mộc Cẩn và các trưởng lão các lãnh đạo cấp cao của Đoan Mộc Phiệt đang có mặt lại thay đổi. Vũ Thiên Khiếu nghe được tin tức này thì cau mày nói, những người này vậy mà lại đến đây. Để tôi xem bọn họ định làm gì. Vào lúc này, tại Đoan Mộc Phiệt, một số lượng lớn người đến từ Hách Liên Phiệt và Lâm Phiệt đã lao thẳng vào cổng Đoan Mộc Phiệt. Chương 827 tôi sẽ không gả cho ông. Người dẫn đầu Hách Liên Phiệt là Hách Liên Bá, phiệt chủ của Hách Liên Phiệt. Và người dẫn đầu Lâm Phiệt là đại trưởng lão của Lâm Phiệt.
hai người này đều là cường giả tông cảnh cấp 9, đủ để xếp vào top 20 trong bảng tông sư. Hách Liên Bá, Lâm lão đầu. Hôm nay các người dẫn theo người tới đây là muốn làm gì? Muốn chúc mừng tôi và phiệt chủ Đoan Mộc Phiệt liên hôn à? Vũ Thiên Khiếu đi ra ngoài, nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vũ Thiên Khiếu, lòng tham của ông cũng rất lớn đó chứ, bề ngoài, ông muốn liên hôn với phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt, nhưng thực chất, ông lại muốn kiểm soát Đoan Mộc Phiệt, đến lúc đó, với sức mạnh của Vũ Phiệt và Đoan Mộc Phiệt của các người, đủ để ông đứng đầu chín phiệt, đè bẹp chúng tôi. Hách Liên Bá nhìn Vũ Thiên Khiếu và hét lên lạnh lùng. Sao vậy, Hách Liên Bá, ông đang ghen tị à? Tôi nói cho ông biết, việc tôi liên hôn với phiệt chủ Đoan Mộc Phiệt là chuyện của chúng tôi, có liên quan gì đến các người không? Vũ Thiên Khiếu trực tiếp hét lên. Từ xưa đến nay, chín phiệt chung sống hòa bình, chưa bao giờ liên hôn với nhau, duy trì sự cân bằng. Nhưng hiện tại nếu Vũ Phiệt và Đoan Mộc Phiệt liên hôn, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, đến lúc đó gây ra hỗn loạn trong chín phiệt, nên chuyện này có liên quan đến chúng tôi. Đại trưởng lão của Lâm Phiệt bình tĩnh nói. Lâm lão đầu, ông có ý gì? Vũ Thiên Khiếu nhìn đại trưởng lão của Lâm Phiệt. Vì sự ổn định của chín phiệt, cuộc hôn nhân này của các người tuyệt đối không được diễn ra. Đại trưởng lão của Lâm Phiệt trực tiếp nói. Nếu tôi cứ muốn liên hôn thì sao? Sắc mặt của Vũ Thiên Khiếu trở nên lạnh lùng, ông ta trực tiếp bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ của quân cảnh. Soạt! Quân cảnh! Ông thật sự bước vào quân cảnh. Lúc này, Hách Liên Bá và đại trưởng lão của Lâm Phiệt đã bị rất kinh ngạc khi nhìn thấy áp lực mà Vũ Thiên Khiếu bộc phát ra. Quân cảnh là cường giả phía trên tông cảnh, còn đáng sợ hơn so với tông sư võ đạo. Một cường giả quân cảnh có thể quét sạch toàn bộ bảng tông sư. Mà cường giả quân cảnh lại cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trong chín phiệt, không phải ai cũng có thể bước vào quân cảnh. Giống như bọn họ, một vị phiệt chủ của môn phiệt và một vị trưởng lão của môn phiệt, cũng chỉ là tông cảnh cấp 9, có thể thấy bước vào quân cảnh khó khăn đến nhường nào. Nhưng hôm nay phiệt chủ Vũ Phiệt lại thể hiện thực lực của mình ở cấp độ quân chủ, khiến bọn họ phải chấn động. Không sai, phiệt chủ này hiện tại đã là cường giả quân cảnh, các người còn muốn xen vào chuyện của người khác sao? Vẻ mặt Vũ Thiên Khiếu lạnh lùng hét lên. Lập tức, ánh mắt Hách Liên Bá và đại trưởng lão Lâm Phiệt không ngừng lóe lên. Lúc này, Đoan Mộc Cẩn và các trưởng lão các lãnh đạo cấp cao của Đoan Mộc Phiệt lần lượt bước ra. Cho dù Vũ Phiệt chủ muốn liên hôn cũng phải xem Đoan Mộc Phiệt chủ có đồng ý hay không đúng chứ? Đại trưởng lão Lâm Phiệt bỗng nhiên nhìn Đoan Mộc Cẩn nói. Tôi sẽ không gả cho ông. Đoan Mộc Cẩn trực tiếp nói. Điều này không phải do cô quyết định. Hôm nay nếu cô gả cho tôi là tốt nhất, nếu cô không gả cho tôi sẽ diệt Đoan Mộc Phiệt. Vũ Thiên Khiếu nhìn Đoan Mộc Cẩn và nói một cách mạnh mẽ và độc đoán. Chương 828 tôi nói anh ấy là người đàn ông của tôi. Ồ, ai đây, khoe khoang giữa ban ngày ban mặt. Đột nhiên, một giọng nói nghiền ngẫm vang lên. A. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một thanh niên đang khoanh tay đi đến. Người thanh niên này chính là Diệp Phàm. Đoan Mộc Cẩn thấy Diệp Phàm xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. Mày là ai? Võ Thiên Khiếu quát. Tao là ai không quan trọng, chỉ là con người tao không thích có kẻ khoác lác. Diệp Phàm bĩu môi. Tìm chết. Võ Thiên Khiếu tung một chưởng về phía Diệp Phàm. Một chưởng này mang theo lực lượng của cao thủ quân cảnh, xé rách không gian, lao về phía Diệp Phàm. Một kích này làm tất cả những người ở đây dùng mình, không thể đỡ được. Nhưng Diệp Phàm chỉ phất tay đã chặn được một chưởng này của Võ Thiên Khiếu. Ầm. Diệp Phàm đánh ra một quyền va chạm với quyền của Võ Thiên Khiếu, lực lượng của hai bên va chạm vào nhau truyền ra một tiếng vang lớn. Cút! Diệp Phàm gầm lên, trong nắm tay phát ra một lực lượng bá đạo mạnh mẽ, nghiền nát lực lượng của Võ Thiên Khiếu. Phụt! Ngay sau đó Võ Thiên Khiếu nện trên mặt đất, điên cuồng hộc máu. Thấy Võ Thiên Khiếu, chủ nhân Võ Phiệt, thực lực quân cảnh lại bị một hậu bối trẻ tuổi đánh bại trong một chiêu, người của Đoan Mộc Phiệt, Lâm Phiệt, Hách Liên Phiệt, bao gồm Võ Phiệt đều ngây ra như phỗng. Đoan Mộc Cẩn nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kiêng kỵ. Mặc dù cô ta biết sự đáng sợ của Diệp Phàm, nhưng không ngờ hắn lại mạnh như vậy, ngay cả cao thủ quân cảnh cũng có thể trấn áp. Hai mươi mấy tuổi đã có thể đánh bại cao thủ quân cảnh. Quá yêu nghiệt.
sợ rằng khắp Long Quốc cũng khó tìm được một yêu nghiệt như vậy. Rốt cuộc này là ai? Võ Thiên Khiếu nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hắn ta không ngờ với thực lực của hắn ta lại thua trong tay một hậu bối trẻ tuổi, điều này làm hắn ta không thể tiếp thu. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Đoan Mộc Cẩn lên tiếng. Nghe thấy Đoan Mộc Cẩn nói vậy, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm cũng ngạc nhiên nhìn Đoan Mộc Cẩn. Cô nói gì? Võ Thiên Khiếu nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cẩn. Tôi nói anh ấy là người đàn ông của tôi. Võ Thiên Khiếu, nếu anh còn đánh chủ ý lên tôi không cam đoan anh ấy sẽ không giết anh. Đoan Mộc Cẩn lạnh lùng quát. Cô! Võ Thiên Khiếu nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cẩn, một lửa giận bùng lên trong lòng. Phụt! Võ Thiên Khiếu tức giận hộc máu. Phiệt chủ! Chương 829 Đoan Mộc Cẩn nói thẳng. Người của Võ Phiệt vội vàng đi đến bên cạnh Võ Thiên Khiếu, quan tâm nói. Mang theo phiệt chủ của các người rồi cút đi, còn dám bước vào Đoan Mộc Phiệt, giết không tha. Đoan Mộc Cẩn lạnh lùng quát. Ngay sau đó người Võ Phiệt vội vàng mang theo Võ Thiên Khiếu rời khỏi nơi này. Phiệt chủ Hách Liên Phiệt, Lâm Đại Trưởng Lão, hai phiệt các vị còn có chuyện gì không? Đoan Mộc Cẩn nhìn về phía Hách Liên Bá và người Lâm Phiệt. Hai người này nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, xoay người định rời khỏi. Chờ đã! Đột nhiên Diệp Phàm lên tiếng. Sắc mặt người hai phiệt thay đổi, dừng chân. Ông là phiệt chủ Hách Liên Phiệt. Diệp Phàm nhìn chăm chú vào Hách Liên Bá, lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Hách Liên Bá ngưng trọng nhìn Diệp Phàm. Lúc trước chính ông lợi dụng phần Diễm Long Thủ chuẩn bị cướp lấy Điện Long Vương đúng không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sao cậu biết chuyện này? Hách Liên Bá nhíu mày. Bởi vì tôi là thiếu chủ Điện Long Vương. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hách Liên Bá biến sắc, nhìn Diệp Phàm nói, cậu. Rắc. Hách Liên Bá đang định lên tiếng thì bị Diệp Phàm bóp nát cổ. Hách Liên Bá trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Dám tính kế Điện Long Vương, đáng chết. Diệp Phàm vứt thi thể của Hách Liên Bá xuống đất. Đám cao thủ Hách Liên Phiệt dại ra. Người của Lâm Phiệt và Đoan Mộc Phiệt không ngừng nuốt nước bọt, đổ mồ hôi lạnh. Phiệt chủ Hách Liên Phiệt lại dễ dàng bị giết như vậy. Thực sự quá chấn động. Mang theo thi thể của Phiệt chủ các người rồi cút đi. Dám tính kế Điện Long Vương nữa, vậy Hách Liên Phiệt không cần tồn tại. Diệp Phàm uy hiếp. Dứt lời, người của Hách Liên Phiệt không dám thở mạnh, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Người của Lâm Phiệt cũng vội vã chạy thoát. Diệp Phàm nhìn về phía Đoan Mộc Cẩn, đang định nói chuyện thì đối phương lên tiếng, mời công tử đi vào bên trong. Sau đó Diệp Phàm đi theo Đoan Mộc Cẩn vào trong một căn phòng. Phiệt chủ Đoan Mộc, tôi trở thành người đàn ông của cô từ khi nào? Diệp Phàm nói, xin công tử tha tội, tôi làm vậy vì muốn mượn uy danh của công tử để chống lưng cho Đoan Mộc Phiệt mà thôi. Nếu không cho dù hôm nay công tử giúp tôi giải quyết rắc rối, chỉ sợ sai này còn sẽ có người đi tìm Đoan Mộc Phiệt gây rối. Nhưng nếu hôm nay cho bọn họ biết người đàn ông của tôi là một thiên tài có thể đánh bại cao thủ quân cảnh, chắc chắn bọn họ sẽ kiêng kỵ Đoan Mộc Phiệt ba phần. Đoan Mộc Cẩn nói thẳng, cô đủ thành thật. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chương 830 tôi không khách khí. Tôi biết với sự thông tuệ của công tử, chắc chắn đã nhìn ra tâm tư của tôi, việc gì tôi phải tìm cớ. Đoan Mộc Cẩn hơi mỉm cười. Cô rất biết tính kế, nếu không phải cô cho tôi một miếng ngọc rồng, chắc chắn tôi sẽ không đến. Nhưng cô bảo ngọc rồng là tiền đặt cọc, xong việc còn có quà cảm ơn. Vậy cô định lấy gì để cảm ơn? Diệp Phàm bĩu môi nói. Công tử cảm thấy tôi thế nào? Đoan Mộc Cẩn bước lên kề sát vào người Diệp Phàm. Cô! Diệp Phàm liếc nhìn Đoan Mộc Cẩn, Đoan Mộc Cẩn nói thẳng, tôi lớn tuổi hơn công tử, nhưng nhan sắc của tôi không kém, hơn nữa nếu công tử có được tôi, vậy cả Đoan Mộc Phiệt sẽ là của công tử. Cô có quá nhiều mưu kế, tôi không thích. Diệp Phàm lùi về sau vài bước, lắc đầu. À, xem ra tôi không có phúc phận có được sự yêu mến của công tử. Nhưng hôm nay công tử giúp tôi một việc lớn. Tôi nên cảm ơn tử tế. Nói xong Đoan Mộc Cẩn lấy ra một chiếc hộp dao cho Diệp Phàm. Đây là gì? Diệp Phàm tò mò mở ra, bên trong là một hạt châu xanh biếc. Đây là đan hồi xuân, dù bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần ăn viên đan dược này sẽ khôi phục ngay lập tức. Đoan Mộc Cẩn nói.
Diệp Phàm kinh ngạc nói, không ngờ cô còn có đan dược lợi hại như vậy. Đan dược này do ông cố nội của tôi luyện chế, vẫn luôn giữ đến hôm nay, chưa có người sử dụng. Đoan Mộc Cẩn nói, ông cố nội của cô là luyện đan sư. Diệp Phàm ngạc nhiên nói, Đoan Mộc gia là thế gia luyện đan, năm đó dựa vào thuật luyện đan, đọc mộc phiệt mới đứng trong 9 môn phiệt lớn. Nhưng xã hội dần hiện đại hóa, thiên nhiên ô nhiễm nghiêm trọng, dược liệu càng ngày càng hiếm, thậm chí tuyệt chủng, làm cho luyện đan sư càng ngày càng vô dụng. Đến thế hệ này của cha tôi, Đoan Mộc Phiệt đã không có nhiều người biết luyện đan, cho dù sẽ luyện đan, cũng không luyện chế được đan dược cao cấp. Bởi vậy hiện giờ các phiệt khác đều muốn thâu tóm Đoan Mộc Phiệt. Đoan Mộc Cẩn giải thích. Ra vậy. Vậy viên đan hồi xuân này chắc chắn rất quan trọng với các người, cô bỏ được đưa tôi. Diệp Phàm nói. Tôi lợi dụng công tử, coi như bồi tội. Hơn nữa nếu công tử không ra tay, sợ rằng Đoan Mộc Phiệt đã không còn tồn tại, viên đan hồi xuân này cũng rơi vào tay người khác, còn không bằng tặng công tử. Đoan Mộc Cẩn nói. Tôi không khách khí. Diệp Phàm nhận lấy viên đan hồi xuân này, có viên đan này, tương đương có thêm một mạng. Sau này nếu có chuyện, có thể liên hệ với tôi. Nói xong xoay người rời đi. Sau khi tiễn Diệp Phàm đi, Đoan Mộc Cẩn nhìn về phía các trưởng lão, các vị còn định để tôi gả cho Võ Thiên Khiếu sao? Đám trưởng lão im lặng không nói. Chương 831 nó làm sao vậy? Nếu hôm nay để anh ấy nghe thấy lời của các ngươi, hậu quả sẽ thế nào? Chắc các ông biết rất rõ. Đoan Mộc Cẩn nói tiếp. Lời này của cô ta dọa sợ đám trưởng lão kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ vội vàng quỳ xuống nói, Phiệt chủ, chúng tôi sai rồi, xin cho chúng tôi một cơ hội, sau này chúng ta đều nghe theo Phiệt chủ. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Diệp Phàm, vài vị trưởng lão Đoan Mộc Phiệt đã sinh ra sự sợ hãi kiêng kỵ với Diệp Phàm. Nếu để vị thiên tài yêu nghiệt kia biết chuyện người phụ nữ của mình muốn gả cho người khác, chắc chắn bọn họ sẽ chết. Hiển nhiên, đám trưởng lão này đều cho rằng Đoan Mộc Cẩn là người của Diệp Phàm. Đây là hiệu quả mà Đoan Mộc Cẩn muốn. Cô ta muốn mượn uy thế của Diệp Phàm, hoàn toàn khống chế Đoan Mộc Phiệt trong tay. Hôm nay tôi cho các người một cơ hội, nhưng tôi không hy vọng có lần sau. Đoan Mộc Cẩn lạnh nhạt nói. Vâng. Đám trưởng lão Đoan Mộc Phiệt liên tục gật đầu. Tiếp theo, chuyện xảy ra ở Đoan Mộc Phiệt nhanh chóng lan truyền trong 9 phiệt. Khi các phiệt khác biết được người đàn ông của phiệt chủ Đoan Mộc Phiệt đánh bại phiệt chủ Võ Phiệt đã bước vào quân cảnh, còn giết chết phiệt chủ Hách Liên Phiệt, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, khó có thể tin. Đặc biệt khi bọn họ biết được người này mới 20 mấy tuổi, tất cả đều trợn mắt há mồm. 20 mấy tuổi có thể đánh bại cao thủ quân cảnh. Không thể nào. Cả 9 phiệt đều vô cùng chấn động vì tin tức này. Các phiệt bắt đầu điều tra người đàn ông của phiệt chủ Đoan Mộc Phiệt. Trong Phương Đông Phiệt, phiệt đứng đầu 9 phiệt. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào máu tím kinh ngạc nói, 20 mấy tuổi đã có thể đánh bại võ giả quân cảnh. Đây là thiên tài đến từ đâu? Lập tức đi điều tra rõ chi tiết của người này. Người đàn ông này uy nghiêm ra lệnh. Người này là Phương Đông Hách, phiệt chủ Phương Đông Phiệt. Phiệt chủ, không xong. Đột nhiên một người đàn ông vội vã chạy vào. Làm sao vậy? Phương Đông Hách nói. Phương Đông Hạo Thiên, hắn. Người đàn ông này liên tục thở phì phò. Nó làm sao vậy? Phương Đông Hách vội vàng hỏi. Hắn đột nhiên bộc phát ma tính, đả thương người trông coi, chạy ra bên ngoài. Người đàn ông này nói. Phương Đông Hách biến sắc, nói, lập tức thông báo cho Phương Đông Chiến, bảo hắn xuất lĩnh quân đoàn Phương Đông đi bắt giữ thằng nhãi này, bằng bất cứ giá nào đều phải bắt về. Nếu nó không chịu trở về, giết tại chỗ, tuyệt đối không thể để các môn phiệt khác biết đến sự tồn tại của nó. Rõ. Người đàn ông này gật đầu chạy ra ngoài. Phiệt chủ, dù sao Hạo Thiên. Một người ở đây lên tiếng. Chương 832 đây chính là Đồ Long Sơn Trang. Từ khoảnh khắc nó thức tỉnh huyết mạch ma đạo, nó không còn là con trai của Phương Đông Hách này. Lúc trước ta không giết nó đã tận tình tận nghĩa. Bây giờ nó lại chạy ra ngoài, nếu để người ngoài biết nó có được huyết mạch ma đạo, mặt mũi của Phương Đông Hách và Phương Đông Phiệt đều mất hết, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Phương Đông Hách lạnh lùng quát. Bóng đêm buông xuống. Trong khu biệt thự cao cấp ở Đế Đô,
trong biệt thự số 1 mà Diệp Phàm ở đang trải qua một trận đại chiến. Có chuyện gì vậy? Khi Diệp Phàm trở về biệt thự, nhìn thấy trên mặt đất chất đầy thi thể liền cau mày. Chủ nhân, Đại Hổ, Nhị Hổ và Huyết Phu đi đến chỗ Diệp Phàm. Hai người quay trở lại rồi. Diệp Phàm nói với Đại Hổ và Nhị Hổ. Vâng, chúng ta đã đưa Từ Tiểu Thư tới núi Cửu Long rồi. Đại Hổ lên tiếng. Bọn chúng là ai? Diệp Phàm nhìn đống thi thể trên mặt đất, lạnh lùng nói. Bọn họ là những sát thủ dưới trướng Thiên Cương của Đồ Long Sơn Trang, có lẽ đến là do đám người Địa Sát bị giết lúc trước. Huyết Phu trầm giọng nói. Lại là Đồ Long Sơn Trang. Lúc này, sắc mặt của Diệp Phàm tối sầm lại. Đại Hổ và Nhị Hổ ở lại đây bảo vệ cho Sở Sở. Huyết Phu, ông hãy dẫn đường tới Đồ Long Sơn Trang đi. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta tới Đồ Long Sơn Trang sao? Huyết Phu kinh ngạc hỏi. Mối nguy hiểm tiềm ẩn này phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Diệp Phàm nhàn nhạt đáp. Sau đó, Diệp Phàm và Huyết Phu liền đến Đồ Long Sơn Trang. Đồ Long Sơn Trang là một tổ chức sát thủ lâu đời ở Long Quốc. Trụ sở của bọn họ cực kỳ bí mật, ngoại trừ người của Đồ Long Sơn Trang ra, người ngoài vốn không có khả năng tìm được. Vì Huyết Phu chính là thiếu trang chủ của Đồ Long Sơn Trang, vậy nên hắn ta đương nhiên biết rất rõ vị trí của nó. Đồ Long Sơn Trang này được xây dựng trên một ngọn núi hoang ít người biết tới. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, trên núi hoang vắng càng thêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến người ta có cảm giác vô cùng rùng rợn. Sâu bên trong ngọn núi hoang có một sơn trang khổng lồ được xây dựng, toát ra bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đây chính là Đồ Long Sơn Trang. Đứng lại! Các người là ai? Ngay khi đám người Diệp Phàm vừa đến ngọn núi hoang này, ngay lập tức có rất nhiều người bao vây họ, toàn thân tỏa sát khí hung hãn. Phập phập phập! Huyết Phu trực tiếp ra tay giết sạch bọn họ, nói, bọn họ đều là mật thám ngoài rìa của Đồ Long Sơn Trang. Sau đó bọn họ tiếp tục tiến về Đồ Long Sơn Trang nằm sâu trong núi. Trên đường đi, bọn họ gặp phải rất nhiều ám vệ của Đồ Long Sơn Trang, nhưng đều bị một mình Huyết Phu giết sạch. Chẳng bao lâu sau, Đồ Long Sơn Trang đã xuất hiện trước mắt đám người Diệp Phàm. Hơn 10 năm mới quay lại nơi này, ánh mắt Huyết Phu lộ ra chút cảm xúc phức tạp. Đi thôi, đêm nay có thủ báo thù, có oán báo oán. Diệp Phàm vỗ vai Huyết Phu rồi đi về phía Đồ Long Sơn Trang. Các người! Rầm! Trước cổng lớn của Đồ Long Sơn Trang có 4 thành viên nhìn thấy đám người Diệp Phàm đang đến gần, vừa định mở miệng nói thì đã bị một luồng sức mạnh khủng bố từ Diệp Phàm đánh bay. Chương 833 tàn ảnh. Bọn họ ngay lập tức đập vào cổng lớn của Đồ Long Sơn Trang, rồi cánh cửa liền vỡ nát. Nhất thời, toàn bộ Đồ Long Sơn Trang đều bàng hoàng. Một đám sát thủ của Đồ Long Sơn Trang nhanh chóng xuất hiện rồi bao vây đám người Diệp Phàm. Bảo U Long cút ra đây cho ta. Huyết Phu đứng trong Sơn Trang, vẻ mặt tràn đầy sát ý rồi quát lên. U Long chính là trang chủ hiện tại của Đồ Long Sơn Trang, cũng là phó trang chủ đã sát hại cha của Huyết Phu vào 10 năm trước. To gan, tên của trang chủ mà ngươi cũng có thể gọi trực tiếp như thế à? Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Một người đàn ông mặc áo choàng màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, đeo mặt nạ quỷ bước ra, trên người ông ta có một luồng sát khí đáng sợ, sát khí này mạnh mẽ đến mức khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Thiên Cương, Huyết Phu lạnh lẽo gọi. Ngươi là ai? Thiên Cương nhìn Huyết Phu rồi cau mày. Năm đó ngươi phản bội phụ thân của ta, cùng với U Long giết chết ông ấy nhằm chiếm đoạt Đồ Long Sơn Trang, hôm nay cũng đã đến lúc chúng ta phải thanh toán món nợ này rồi. Huyết Phu nhìn Thiên Cương rồi gằn lên từng chữ, mỗi chữ đều ẩn chứa sát ý đến đáng sợ. Là ngươi? Ngươi thế mà chưa chết? Thiên Cương nhìn thiếu trang chủ Huyết Phu, sắc mặt liền thay đổi, kinh ngạc nói. Các ngươi chưa chết, ta làm sao có thể chết được? Địa Sát đã xuống địa ngục để sám hối với cha của ta, giờ cũng nên đến lượt ngươi rồi đấy. Đôi mắt của Huyết Phu răng đầy tơ máu, toàn thân tràn ngập sát ý, lao thẳng về phía Thiên Cương. Lúc này, Huyết Phu dốc toàn bộ sức lực, tay cầm một thanh kiếm sắc bén muốn giết chết Thiên Cương. Bùm! Nhưng Thiên Cương cũng nhanh chóng bộc phát sức mạnh của tông cảnh, nhanh chóng di chuyển rồi đánh bay Huyết Phu ra đằng sau. Tuy rằng thực lực Huyết Phu phi phàm, đã đạt tới nửa bước tông cảnh, nếu như dốc toàn lực vẫn có thể đánh một trận với cường giả tông cảnh.
Thế nhưng thực lực của Thiên Cương đã đạt đến tông cảnh tầng thứ 5, huyết phu vốn không phải là đối thủ của ông ta. Soạt. Lúc này Diệp Phàm nhanh chóng ra tay đỡ được huyết phu rồi liếc mắt nhìn Thiên Cương, trên đời này ta ghét nhất chính là kẻ phản bội. Ngươi. Phụt. Thiên Cương nhìn thấy Diệp Phàm còn đang muốn mở miệng nói thì Diệp Phàm đã vung kiếm, một đạo kiếm khí đáng sợ liền bắn ra rồi xuyên thẳng trước mặt Thiên Cương. Giây tiếp theo, đầu của Thiên Cương chợt lăn khỏi cổ rơi xuống đất, máu từ cổ phun ra như suối. Cảnh tượng này khiến toàn bộ Đồ Long Sơn Trang vô cùng kinh hãi. Soạt. Đúng lúc này, có một luồng sáng đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, muốn công kích hắn. Thiếu chủ, cẩn thận. Huyết phu, Diệm và Natasha Romanov nhìn thấy cảnh này liền hét lên, nhưng đã quá muộn. Ánh sáng này biến thành một đoạn kiếm rồi đâm thẳng vào cơ thể Diệp Phàm. Tốc độ của thanh kiếm này nhanh, tàn nhẫn và chính xác đến mức không ai có thể phản ứng kịp. Nhưng khi đoạn kiếm đâm vào Diệp Phàm, máu tươi không hề chảy ra, thay vào đó bóng dáng của hắn lại tan biến trong gió như bọt nước. Tàn ảnh. Đột nhiên một giọng nói có chút kinh ngạc vang lên. Két. Chương 834 không ngờ rằng lại nhìn thấy ngư trường kiếm ở đây. Kết quả là trước khi mọi người kịp phản ứng, một âm thanh bị bóp nghẹn chợt vang lên. Một bóng người chợt bay về phía sau, ngã nhào xuống đất rồi nôn ra máu. U Long, huyết phu nhìn thấy người đàn ông này rồi hét lên đầy phẫn uất. Người này chính là U Long trang chủ của Đồ Long Sơn Trang, trong tay ông ta còn đang cầm đoạn kiếm vừa đâm Diệp Phàm. Ngươi thế mà lại. Lúc này, U Long nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Thực lực của ông ta đã đạt tới nửa bước quân cảnh có thể giết người trong nháy mắt, hơn nữa còn có vũ khí sắc bén này, muốn giết chết một cường giả quân cảnh không phải là không thể. Vừa nãy ông ta đã chủ động tấn công, nhưng không những ám sát thất bại mà còn bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Điều này khiến trong lòng ông ta không thể nào chấp nhận được. Kỹ năng ám sát của ngươi mà muốn giết ta à, cứ mơ đi. Thế nhưng thanh kiếm này trong tay ngươi. Diệp Phàm vừa nói vừa nhìn thanh kiếm trong tay U Long. Thanh kiếm này tuyệt đối không tầm thường, nó sắc bén hơn rất nhiều vũ khí Diệp Phàm từng nhìn thấy trong hầm bí mật của Thiên Long, nếu như vừa rồi không đủ cảnh giác, e rằng hắn đã bị thanh kiếm này đâm một nhát rồi. Thanh kiếm này chính là Ngư Trường Kiếm, một trong 10 đại danh kiếm của Long Quốc. Huyết phu vừa nói vừa đi về phía U Long. Ngư Trường Kiếm. Khó trách nó lợi hại như vậy, Diệp Phàm kinh ngạc nói. Hắn đã nghe nói về 10 đại danh kiếm của Long Quốc. Người ta đồn rằng 10 đại danh kiếm này là thần khí sắc bén, uy lực bất phàm. Nếu có được một trong những thanh kiếm này, cũng xem như có thực lực tung hoành tứ phương. Thế nhưng 10 đại danh kiếm này đã biến mất từ lâu, việc tìm lại chúng là điều vô cùng khó. Không ngờ rằng lại nhìn thấy Ngư Trường Kiếm ở đây. Đặc điểm lớn nhất của thanh kiếm này là nó có khả năng ám sát rất tốt, thời cổ đại có một số người đã sử dụng thanh kiếm này để ám sát thành công các quân vương, bởi vì nó có sức sát thương cực kỳ lớn. Người như ngươi không xứng có được Ngư Trường Kiếm. Huyết phu nhìn U Long rồi lạnh lùng hét lên. Thiếu trang chủ, không ngờ rằng ngươi vẫn còn sống. U Long âm trầm nhìn huyết phu. Đúng vậy, nếu như năm đó không phải ngươi muốn lấy được phương pháp tiến vào huyết quật từ ta, thì có lẽ ta đã chết trong tay ngươi rồi. Nhưng không ngờ cuối cùng ta cũng có thể sống sót, hơn nữa hôm nay ta còn có thể đích thân báo thù cho phụ thân mình. Huyết phu nhàn nhạt nói. Soạt. U Long nheo mắt lại, vung thanh Ngư Trường Kiếm về phía huyết phu. Bùm. Lúc này, Diệp Phàm cũng bay tới, dùng sức đá U Long ra xa khiến ông ta ngã rầm xuống đất, va chạm mạnh đến nỗi khiến mặt đất phía sau ông ta tạo thành một cái hố sâu. Ngư Trường Kiếm cũng bị ném sang một bên. Huyết phu đi thẳng tới chỗ U Long, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào ông ta, nói, đi bồi táng với phụ thân ta đi. Rầm rập. U Long vẫn còn muốn nói gì đó, thế nhưng đầu ông ta đã bị huyết phu dùng kiếm chặt đứt. Phụ thân, con đã báo thù được cho mọi người. Phịch. Huyết phu chợt quỳ trên mặt đất, đôi mắt đẫm nước mắt, ngửa mặt lên trời rồi hét lên. Chương 835 mạnh quá. Khi các thành viên của Đồ Long Sơn Trang nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Lúc này huyết phu đứng dậy, nhìn về phía các thành viên Đồ Long Sơn Trang, ta chính là Nhiếp Thiên Thiếu Trang chủ của Đồ Long Sơn Trang. Khi đó U Long cấu kết với Thiên Cương Địa Sát để sát hại phụ thân của ta, nhằm chiếm đoạt Đồ Long Sơn Trang. Bây giờ tất cả bọn họ đã đều đã chết, các
các ngươi còn muốn tiếp tục đi theo bọn họ sao? Thiếu trang chủ, chúng ta lúc trước có mắt như mù không biết âm mưu của bọn chúng, bị bọn chúng lừa dối nhiều năm như vậy, chúng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này, toàn bộ quan chức của Đồ Long Sơn Trang đều quỳ xuống trước mặt huyết phu. Sau đó những thành viên khác của Đồ Long Sơn Trang cũng lần lượt quỳ xuống. Từ nay về sau, thiếu trang chủ người chính là trang chủ mới của Đồ Long Sơn Trang, tất cả chúng ta đều sẽ tuân theo mệnh lệnh của trang chủ. Một vị trưởng lão của Đồ Long Sơn Trang nói với huyết phu, những người khác đều đồng ý. Huyết phu nhặt ngư trường kiếm trên mặt đất lên, đi tới trước mặt Diệp Phàm nói, thiếu chủ, Đồ Long Sơn Trang từ nay sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu, mà chủ nhân của ngư trường kiếm này cũng sẽ là thiếu chủ. Nếu như ngư trường kiếm này thuộc về Đồ Long Sơn Trang thì chủ nhân của nó hẳn là ông. Về phần Đồ Long Sơn Trang từ nay về sau ông sẽ lãnh đạo, khi nào tôi cần thì sẽ để bọn họ hành động. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Vâng, thiếu chủ, huyết phu gật đầu. Sau đó hắn ta dẫn Diệp Phàm đi vào sâu trong Đồ Long Sơn Trang. Họ đi qua một đường hầm bí mật và đi đến một cánh cửa đá. Đây là đâu? Diệp Phàm nhìn cánh cửa đá, tò mò hỏi. Ở Đồ Long Sơn Trang có cất giấu một huyết quật, bên trong huyết quật chứa máu tươi do trang chủ các đời của Đồ Long Sơn Trang để lại, một khi sử dụng, không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực mà còn lấy được cảm ngộ tu hành của trang chủ tiền nhiệm. Mà cách để mở huyết quật, chỉ có trang chủ và người kế thừa của trang chủ mới biết, những người khác không có tư cách biết. Năm đó, sở dĩ đám người U Long không lập tức giết chết tôi là bởi vì bọn họ muốn lấy được cách mở cửa huyết quật. Huyết phu nói. Hắn đi tới trước cửa đá, đưa tay nhỏ một giọt máu lên cánh cửa. Cánh cửa trực tiếp tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt rồi từ từ mở ra. Cánh cửa này vậy mà dùng máu để mở. Diệp Phàm ngạc nhiên. Đúng vậy, chỉ có máu của dòng họ Nhiếp Thị mới có thể mở được. Huyết phu đáp. Hai người đi thẳng vào trong huyết quật. Bên trong huyết quật có một cái ao chứa đầy chất lỏng màu máu, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Mùi máu tanh này quá nặng. Đủ để ảnh hưởng tới thần trí của một người, nếu ý chí không đủ mạnh thì tinh thần sẽ thất thường. Mạnh quá! Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Vũng máu này ẩn chứa một lực lượng vô cùng đáng sợ, trong đó còn có cả sát ý, khiến Diệp Phàm có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thiếu chủ, đây là máu tươi của trang chủ các thời kỳ, cũng là người thừa kế của Nhiếp Thị để lại, giúp cho người sử dụng nâng cao thực lực một cách nhanh chóng, thiếu thủ thử hấp thụ, có lẽ có thể nâng cao thực lực của cậu. Huyết phu nói với Diệp Phàm. Đây là của nhà ông, tôi hấp thụ thì không thích hợp lắm. Diệp Phàm bĩu môi. Nếu không có chủ nhân thì tôi đã chết từ lâu rồi, không có cậu thì tôi sẽ chẳng bao giờ báo thù được cho cha, cũng không đoạt lại được Đồ Long Sơn Trang, vậy nên thiếu chủ không cần phải khách khí. Chương 836 vị trí thiếu tướng chỉ có thể là cậu ấy. Huyết phu trầm giọng nói. Nếu đã như vậy thì hấp thụ cùng nhau đi. Diệp Phàm nói. Bọn họ cùng nhau dùng máu tươi. Khi máu tươi tiến vào trong cơ thể, Diệp Phàm như muốn nổ tung, tràn ngập năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắn dùng toàn lực luyện hóa. Sau khi huyết phu dùng máu tươi, mi tâm xuất hiện một ấn ký màu đỏ như có như không, cơ thể tràn ra sát ý vô cùng đáng sợ. Cùng lúc này, căn cứ chiến bộ ở đế đô. Long Chiến Thiên nhíu mày, đám người Hắc Uyên, Quân Đao, Thiết Thủ đang đứng trước mặt ông. Cửu đại chí tôn muốn chọn ra một thiếu tướng. Bọn họ muốn làm gì? Quân Đao lạnh lùng nói. Mặc dù cửu đại hộ quốc chí tôn đã lập công lao hiển hách cho Long Quốc, nhưng nhiều năm đã trôi qua, nhiều người trong số họ kiêu ngạo tự cho mình có công lao, dã tâm càng lúc càng lớn, thậm chí còn mưu đồ ra tay với trung tâm quyền lực của Long Quốc, ý đồ thống trị Long Quốc. Năm đó chúng ta ra sức giúp đỡ Tiêu Thiên Sách và Quân Thiên Sách. Cũng hy vọng ông ấy có đủ năng lực để đối đầu với cửu đại chi tôn, nhưng đáng tiếc lại bị hủy trong tay đám lão già ở nội các. Mười mấy năm nay, ta không ngừng tăng cường thực lực của chiến bộ, đồng thời nắm trong tay mấy quân đoàn lớn, chính là vì kiềm chế thế lực của cửu đại chi tôn. Có lẽ hành vi này khiến cho bọn họ không vừa lòng, nên mới muốn chọn một vị thiếu tướng thay thế ta. Long Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Chỉ là một vị thiếu tướng muốn thay thế Long Xuất, quả thực là buồn cười. Thiết Thủ khinh thường nói, một vị thiếu tướng không đáng sợ, nhưng nếu sau lưng hắn có hộ quốc chí tôn làm chỗ dựa, vậy thì không đơn giản. Hắc Uyên nhíu mày lên tiếng, lần này, để không bị chỉ trích,
bọn họ dự định công khai tuyển chọn một thiếu tướng trên khắp cả nước, nếu người của chúng ta có thể trở thành thiếu tướng thì mọi chuyện sẽ ổn. Ánh mắt Long Chiến Thiên lóe lên, trầm giọng nói. Mặc dù tuyển chọn công khai, nhưng những hộ quốc chí tôn kia nhất định sẽ để cho người của bọn họ tham dự tuyển chọn, người phe chúng ta sao có thể đấu lại với người được bọn họ bồi dưỡng. Quân Đao lo lắng nói. Có phải cậu quên mất cậu ấy không? Hắc Huyên lộ ra ý cười. Lúc này trong đầu Quân Đao và Thiết Thủ hiện ra một bóng dáng, hai người lập tức thả lỏng. Đúng vậy, còn có cậu ấy. Nếu cậu ấy ra tay, vậy thì có hy vọng rất lớn lấy được vị trí thiếu tướng kia. Quân Đao nói. Vị trí thiếu tướng chỉ có thể là cậu ấy. Cũng chỉ có cậu ấy mới chế trụ được cửu đại hộ pháp chí tôn. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Tại một sân nhà nào đó ở đế đô, một người đàn ông đứng trước mặt Từ Thiên Hạo, cung kính nói, thiếu gia, tôn chủ truyền tin tức tới, ngày mai sẽ đến đúng giờ dự hôn lễ của cậu. Tốt lắm. Lúc này, hai mắt Từ Thiên Hạo sáng lên nói, thiếu chủ điện Long Vương, hy vọng ngày mai cậu sẽ không để tôi phải thất vọng. Chương 837 chúc mừng đột phá tông cảnh. Sở dĩ hắn mời Diệp Phàm tới tham dự hôn lễ của mình và Khương Vân Hy là để dẫm hắn ở dưới chân ngay trước mặt mọi người, làm vậy không chỉ giải quyết được nỗi hận trong lòng hắn, đồng thời khiến cho Khương Vân Hy hoàn toàn chết tâm với hắn ta, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa ngày mai có cha hắn, đường đường là hộ quốc chí tôn, chỉ cần tên kia dám tới, cho dù là Long Vương xuất hiện thì cũng không cứu được hắn. Giờ phút này, Từ Thiên Hạo bắt đầu mong đợi ngày mai. Rất nhanh, một ngày mới đã đến. Bên trong huyết quật của Đồ Long Sơn Trang. Một tiếng nổ vang truyền tới. Huyết phu ngồi trên mặt đất bộc phát ra một cỗ uy áp vô cùng khủng bố, lực lượng chân khí ngập trời thổi quét ra. Lúc này, huyết phu chính thức bước vào tông cảnh, trở thành một tông sư võ đạo. Hơn nữa vẫn chưa chịu dừng lại, thực lực của hắn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, thực lực đã đạt tới tông cảnh ngũ trọng. Tốc độ tăng lên này, nếu truyền ra ngoài, cũng đủ làm khiếp sợ không ít người. Lúc này, sát ý trên người huyết phu phóng ra tăng lên gấp mấy chục lần so với trước kia. Chỉ cần sát ý tăng lên mấy chục lần, cũng đủ để cho sức chiến đấu của hắn đạt tới cảnh giới khủng bố. Huyết phu mở hai mắt, ánh mắt hắn hiện ra ánh sáng đỏ như máu, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Chúc mừng đột phá tông cảnh. Diệp Phàm đứng trước mặt huyết phu mỉm cười nói. Thiếu chủ, huyết phu đứng dậy nhìn Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm bây giờ, nhìn qua thì cũng không có gì khác so với lúc trước. Nhưng lần này sau khi luyện hóa máu của các trang chủ Đồ Long Sơn Trang để lại cũng khiến cho thực lực Diệp Phàm tăng lên, chẳng qua là người khác không nhìn ra được. Thực lực của ông tăng lên rất nhanh, nếu dùng thêm mấy giọt máu nữa, sợ là còn có thể bước vào được quân cảnh. Diệp Phàm cười nói, máu này chỉ có thể dùng một lần. Dùng nhiều sẽ không có hiệu quả. Số máu còn lại có thể để Diệp, Natasha Romanov và đám người của ảnh bộ dùng. Huyết phu nói. Ông chắc chứ, đây chính là bảo bối của Đồ Long Sơn Trang đó. Diệp Phàm hỏi. Hiện giờ toàn bộ Đồ Long Sơn Trang đều đã là thiếu chủ, đưa tinh huyết cho thuộc hạ của thiếu chủ dùng là chuyện rất bình thường. Huyết phu hờ hững nói. Ngay lập tức, bọn họ mang toàn bộ máu tươi đi. Tốn hơn 2 giờ đồng hồ, hai người mới về tới đế đô. Lúc này Diệp Phàm nhận được điện thoại của Phong Thiên Long Thủ. Đi, đến khách sạn đế vương. Cúp máy xong, Diệp Phàm trực tiếp nói. Hôm nay, hôn lễ của con trai Từ Chí Tôn, một trong cửu đại hộ quốc Chí Tôn và đại tiểu thư nhà họ Khương được tổ chức ở khách sạn đế vương. Lúc này, toàn bộ giới quyền quý của đế đô đều xuất phát đi về phía khách sạn đế vương. Chương 838 tôi rất tin tưởng cậu ta. Khách sạn đế vương. Bên ngoài khách sạn, siêu xe tụ tập. Các hào môn, thế gia và các đại lão ba giới quân chính thương ở đế đô đều hội tụ lại đây. Có thể nói, hôm nay tất cả các quyền quý ở đế đô đều xuất hiện. Trong đó không chỉ có các chủ nhân hào môn nhà họ Hoa, Triệu, Viên, ngay cả chủ nhân và các lão gia nhà họ Tô, Mộ Dung, Công Tôn, Vân, Thượng Quân. Âu Dương đều xuất hiện, bao gồm cả lão gia nhà họ Lữ. Rất ít người có thể làm các đại lão đứng trên đỉnh kim tự tháp Long Quốc tụ hội lại. Hôm nay bọn họ xuất hiện ở đây bởi vì con trai của Từ Chí Tôn, một trong 9 hộ quốc Chí Tôn kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Khương, Từ Chí Tôn cũng đích thân xuất hiện.
Vì lý do này mà các thế hệ trước của các hào môn đế đô mới xuất hiện ở đây. Chín hộ quốc chí tôn là thần bảo hộ chân chính của Long Quốc, từ tư lịch, thực lực đến thế lực của bọn họ đều không thể lay động. Hiện tại con trai của hộ quốc chí tôn kết hôn, sao đám đại lão quyền quý đó lại không đến tham gia chứ? Khương huynh, chúc mừng, lần này nhà họ Khương các huynh thật sự bay lên, sợ rằng sắp áp đảo 10 thế gia chúng ta. Đúng vậy, Khương huynh. Huynh sinh được một cô con gái tốt, quá lợi hại, vậy mà lại có được sự yêu thích của con trai từ tôn chủ. Mấy gia chủ mấy thế gia lớn hâm mộ nói. Có thể kết thông gia với hộ quốc chí tôn, bọn họ nằm mơ cũng muốn. Nếu có hộ quốc chí tôn làm chỗ dựa, tương đương ở Long Quốc không ai dám động vào. Sau này chắc chắn nhà họ Khương cũng đứng đầu 10 thế gia đế đô. Cảm ơn lời chúc của các vị, có thể có được sự yêu thích của từ thiếu. Đây là vinh hạnh của con gái tôi. Khương Chính Thiên cười nói, trong mắt tràn ngập sự kiêu ngạo. Tiếp theo càng ngày càng nhiều quyền quý xuất hiện. Bao gồm cả hoàng bộ quyền, quan viên triều đình, có quan hệ đối địch với Diệp Phàm. Ngay cả cục trưởng sở tuần tra, cục trưởng sở hộ long cũng đến, mặc dù cục trưởng sở giám sát chưa xuất hiện nhưng lại phái 3 vị giam lão đến tham gia buổi hôn lễ này. Ngay cả hoàng thất cũng cho người đến chúc mừng. Về phía chiến bộ. Nguyên soái chiến bộ Long Chiến Thiên và năm Long Lão cũng đến. Quân chủ Mục Thanh Quân Thanh Long, quân chủ Xích Tiêu Quân Kỳ Lân và mấy trưởng quan của mấy chiến khu cũng đều xuất hiện. Có thể nói buổi hôn lễ hôm nay đã tụ lại gần hết các đại lão của các giới ở Long Quốc, cực kỳ chấn động. Của nhiên lực ảnh hưởng của hộ quốc chí tôn rất lớn, không ngờ có nhiều người đến như vậy. Quân Đao đứng bên cạnh Long Chiến Thiên, nhìn các đại lão dậm một chân có thể khiến ba giới Long Quốc rung chuyển. Không ngừng cảm thán. Ở Long Quốc, hộ quốc chí tôn tương đương định hải thần chân, sức ảnh hưởng rất lớn. Long Chiến Thiên nói, Long soái, ngài nói xem hắn có thể chống lại vài vị hộ quốc chí tôn kia không? Sợ rằng cho dù chiến thần thiên sách xuất hiện cũng khó có thể chống lại chín hộ quốc chí tôn. Quân Đao lo lắng nói, tôi rất tin tưởng cậu ta. Hơn nữa sau lưng cậu ta không chỉ có mỗi Tiêu Thiên Sách. Long Chiến Thiên nghiêm túc nói. Chí tôn đến. Một tiếng thông báo vang lên từ ngoài đại sảnh. Cả hội trưởng yên tĩnh lại, mọi người dồn ánh mắt về phía cửa đại sảnh. Chương 839 một trận gió lốc sắp đến. Một người đàn ông mặc một bộ áo dài trắng, mặt chữ điền, ngũ quan lịch sự nghiêm túc, bên cạnh ông ta là Từ Thiên Hạo mặc trang phục chú rể, phía sau bọn họ là một đám hộ vệ tay cầm lợi kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Người đàn ông này chính là Từ Long Tượng, một trong chín hộ quốc chí tôn Long Quốc. Mười mấy năm trôi qua, ông ta vẫn không hề thay đổi gì. Long Chiến Thiên nhìn Từ Long Tượng, nặng nề nói. Đúng vậy, hiện tại Từ tôn chủ cũng khoảng hơn 60, nhưng nhìn qua vẫn giống hệt mười mấy 20 năm trước, có thể bảo trì dung nhân, sợ rằng tu vi của ông ta cực kỳ đáng sợ. Vài vị Long Lão kinh ngạc cảm thán. Bái kiến tôn chủ. Ba anh em Khương Chính Thiên đi đến trước mặt Từ Long Tượng, cung kính chào hỏi. Bái kiến tôn chủ. Tiếp theo mọi người trong đại sảnh cũng cung kính lên tiếng chào hỏi Từ Long Tượng. Lúc này địa vị của hộ quốc chí tôn được thể hiện rất rõ rệt. Các vị không cần khách khí. Từ Long Tượng lên tiếng, giọng nói dày nặng, có lực. Vị hộ quốc chí tôn này vừa xuất hiện, không khí ở hiện trường trở nên áp lực hơn. Mặc dù trên người Từ Long Tượng không tản ra uy áp gì, giống như một người bình thường, nhưng những đại lão quyền quý kia lại cảm nhận được một sự đè ép vô hình. Đây là uy áp vốn có của hộ quốc chí tôn. Khương đại nhân, sau này chúng ta là người một nhà. Từ Long Tượng nói, đúng vậy, nhà họ Khương có thể kết thông gia với Từ tôn chủ là vinh hạnh ba đời nhà họ Khương chúng tôi. Khương Chính Thiên cười nói, Long soái, lâu rồi không gặp. Sau đó Từ Long Tượng và Long Chiến Thiên chào hỏi nhau. Nhiều năm không gặp Từ tôn chủ vẫn không hề già đi, không giống tôi, đã già rồi. Long Chiến Thiên cười nói. Mấy năm không gặp, ông già đi rất nhiều, xem ra chiến bộ quá nhiều chuyện, ông cũng nên tìm người chia sẻ giúp đi, đến lúc đó về hưu hưởng thụ cuộc sống thì sẽ không già nhanh như vậy. Từ Long Tượng nhìn Long Chiến Thiên, nói ám chỉ. Long Chiến Thiên đáp trả, thân là nguyên soái Long Quốc. Tôi phải kết thúc trách nhiệm của mình, còn về hưu. Bây giờ các quốc gia đều như hổ rình mồi Long Quốc, hơn nữa hiện tại trong Long Quốc có người có dã tâm mưu đồ soán quyền, ngoài có bầy sói bao vây, sao tôi có thể lui ra chứ?
những lời này của Long Chiến Thiên làm không ít người biến sắc. Bọn họ đều nhận được tin tức bên trong, biết vài vị hộ quốc chí tôn muốn chọn ra một vị thiếu soái mới, sự tồn tại của vị thiếu soái này muốn thay thế vị trí của Long soái. Từ cuộc đối thoại của Từ Tôn chủ và Long soái, hai bên tranh đấu rõ ràng, nặc mùi thuốc súng. Ha ha, ông nói đúng. Đối với câu trả lời của Long Chiến Thiên, Từ Long Tượng chỉ cười nhẹ, không hề không vui. Sau đó Từ Long Tượng mang theo con trai và đám người Khương Chính Thiên đi về phía đại sảnh. Long soái, xem ra ý đồ của Từ Tôn chủ này rất rõ ràng. Quân đao lên tiếng. Một trận gió lốc sắp đến. Long Chiến Thiên lẩm bẩm. Các vị, tôi là Từ Long Tượng, chắc các vị cũng đều biết thân phận của tôi, vậy tôi cũng không giới thiệu nhiều. Cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi hôn lễ của con trai tôi và tiểu thư nhà họ Khương ngày hôm nay. Chương 840 lá gan cũng quá lớn rồi. Nói xong Từ Long Tượng đi xuống đài hôn lễ. Tiếp theo người chủ trì hôn lễ bước lên sân khấu, nói, hiện tại xin mời cô dâu của chúng ta. Giây tiếp theo hòa âm hôn lễ vang lên. Tất cả ánh đèn đều chiếu về lối vào ở đại sảnh. Cửa đại sảnh chậm rãi mở ra. Một ông cụ nắm tay một nữ tử mặc váy cưới đi vào. Hai người này chính là ông cụ nhà họ Khương Khương Thịnh Hải và cháu gái Khương Vân Hy. Lúc này Khương Vân Hy mặc váy cưới nhưng mặt lại không có cảm xúc gì. Vân Hy, cháu thật sự đã quyết định chưa? Nếu cháu không muốn, bây giờ có thể rời đi, nếu không sẽ không còn cơ hội, còn ông nội và nhà họ Khương thì cháu đừng lo. Khương Thịnh Hải nói, ông nội, cháu sẽ không đi. Không thể chỉ vì một mình cháu mà hại cả nhà họ Khương, như vậy cháu không có lý do gì để tồn tại. Có lẽ đây là mệnh của cháu. Khương Vân Hy nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt ảm đạm đau buồn. Trong đầu cô hiện lên bóng hình của Diệp Phàm, lẩm bẩm trong lòng, xin lỗi, hy vọng kiếp sau có thể trở thành vợ của anh. Sau đó Khương Thịnh Hải đưa Khương Vân Hy đến trước mặt Từ Thiên Hạo rồi đi xuống. Cha, mấy ngày này cha không sao chứ? Khương Chính Thiên hỏi thăm ông cụ Khương. Mấy ngày nay Khương Thịnh Hải bị Từ Thiên Hạo nhốt ở nơi khác, không cho người nhà họ Khương nhìn thấy. Cha không sao, chỉ thương Vân Hy. Khương Thịnh Hải bất đắc dĩ nói. Khương Vân Hy, cuối cùng cô cũng là của tôi. Từ Thiên Hạo lạnh lùng nói. Khương Vân Hy lạnh lùng nhìn Từ Thiên Hạo, không trả lời. Từ Thiên Hạo nói, sao? Cô còn đang chờ vị hôn phu của mình sao? Tôi đưa thiệp mời cho hắn ta. Mời hắn ta đến tham gia hôn lễ của chúng ta, nhưng không biết tên đó có lá gan đến hay không. Nhưng tôi hy vọng hắn ta có thể đến, như vậy tôi có thể dẫm đạp hắn ta dưới chân trước mặt nhiều người, đồng thời để hắn ta tận mắt nhìn vị hôn thê của hắn ta bị tôi đùa giỡn, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Từ Thiên Hạo âm độc nói, nụ cười kia cho người ta cảm giác không rét mà run. Anh không được tổn thương anh ấy. Khương Vân Hy nghe thấy Từ Thiên Hạo nói vậy, biến sắc. Vội vàng nói. Hừ, hắn ta dám đến, vậy chắc chắn sẽ chết. Từ Thiên Hạo lạnh nhạt nói. Thiếu chủ điện Long Vương đến chúc mừng hôn lễ của Từ Đại Thiếu, tặng một bộ quan tài làm quà. Đột nhiên bên ngoài sảnh truyền đến âm thanh lạnh băng. Ầm. Giây tiếp theo một cỗ quan tài bay thẳng về phía Từ Thiên Hạo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, mọi người có mặt ở đây đều vô cùng sửng sốt. Bọn họ không ngờ rằng lại có người dám tặng quan tài trong đám cưới của con trai hộ quốc chí tôn. Đây không phải là khiêu khích trắng trợn hay sao? Lá gan cũng quá lớn rồi. Lúc này Từ Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào quan tài lao về phía mình, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nói, cuối cùng cũng đến rồi. Bùm! Chương 841 giết chết con trai của hộ quốc chí tôn. Ngay lập tức. Thuộc hạ bên cạnh Từ Long Tượng nhanh chóng bước ra rồi chưởng một cái vào quan tài khiến nó rơi xuống đất. Rầm. Khi quan tài chạm đất liền có một tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó, một đám người từ bên ngoài chợt tiến vào. Dẫn đầu chính là Diệp Phàm, theo sau là Huyết Phu, Tứ Đại Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ. Khi Diệp Phàm xuất hiện, vẻ mặt của rất nhiều người liền thay đổi. Trong đó, không ít thế gia có thủ oán với Diệp Phàm. Đám người Phàn Long cục trưởng Sở Hộ Long, Long Chiến Thiên, Ngũ Đại Long Lão đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Còn quân chủ quân Thanh Long và các quân chủ khác đều có chút kinh hãi khi thấy Diệp Phàm. Sao tên này lại tới đây? Lẽ nào cậu ta có thủ oán gì với Từ Thiên Hạo sao?
cậu ta thật đúng là gây rắc rối khắp nơi, vừa mới chọc giận Bạch Tôn Chủ xong, thế mà bây giờ lại kiếm chuyện với Từ Tôn Chủ rồi. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói. Long Soái, nếu hắn đã mang quan tài đến, e rằng hắn có thủ oán với Từ Thiên Hạo. Nhưng hôm nay Từ Chí Tôn ở đây, chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Quân Đao lo lắng hỏi. Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được để cậu ta xảy ra chuyện. Long Chiến Thiên nghiêm túc nói. Là anh ta, sao anh ta lại ở đây? Tô Nhược Tuyết ngồi ở một bên nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Cậu nhóc này mang quan tài đến đám cưới của con trai Từ Tôn Chủ, có lẽ là muốn kiếm chuyện, rắc rối rồi đây. Tô Uy gia chủ Tô gia nghiêm trọng nói. Đó không phải là bạn trai của Hữu Dung sao? Tại sao hắn lại tới đây? Triệu phu nhân kinh ngạc khi thấy Diệp Phàm rồi hỏi Triệu Hữu Dung bên cạnh. Triệu Hữu Dung thấy Diệp Phàm xuất hiện, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Phàm, bọn họ đều nghi ngờ hắn có phải là thiếu chủ của Điện Long Vương hay không. Còn Diệp Phàm thì từng bước đi tới. Hắn thế mà lại đến đây. Vẻ mặt của Khương Thịnh Hải có chút thay đổi khi nhìn thấy Diệp Phàm. Tên nhóc này hôm nay tới gây sự, đây là muốn tìm chết sao? Ông ta khẽ cau mày. Trên sân khấu đám cưới, Khương Vân Hy thấy Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy kích động. Từ thiếu gia, anh hài lòng với món quà mừng này của tôi không? Diệp Phàm đi tới trước quan tài rồi nói với Từ Thiên Hạo. Cậu rốt cuộc cũng tới. Nhưng tôi nghĩ chiếc quan tài này được chuẩn bị dành cho cậu đấy. Từ Thiên Hạo lạnh lẽo nói. Quan tài này chính là dành cho anh. Hôm nay là đám cưới của anh, cũng là đám tang của anh. Diệp Phàm gằn lên từng chữ. Bùm. Diệp Phàm vừa dứt lời, đám người có mặt đều kinh hãi. Bọn họ đều trợn tròn hai mắt, không thể nào tin được. Hắn thế mà dám nói những lời như vậy trong đám cưới của con trai hộ quốc Chí Tôn. Chẳng lẽ hắn muốn giết Từ Thiên Hạo sao? Giết chết con trai của hộ quốc Chí Tôn. Chẳng ai dám nghĩ đến chuyện này. Ở Long Quốc, ai dám đối địch với hộ quốc Chí Tôn chứ? Cho dù hắn có là thiếu chủ của Điện Long Vương đi chăng nữa, nhưng nếu dám giết con trai của hộ quốc Chí Tôn, e rằng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chương 842 kẻ thù của Điện Long Vương. Mặc dù Điện Long Vương cường đại, nhưng bây giờ Long Vương đã không còn nữa, vậy nên Điện Long Vương đã không còn như trước kia, vốn không thể đối địch với hộ quốc Chí Tôn. Anh bạn trẻ, cậu muốn giết con trai của tôi sao? Đột nhiên, Từ Long Tượng liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói. Không sai, Diệp Phàm thẳng thắn đáp. Xong đời rồi. Diệp Phàm vừa dứt lời, tất cả những nhà quyền quý đều lần lượt thở dài. Tên nhóc này hoàn toàn tiêu đời rồi. Những gia tộc có thủ oán ra với Diệp Phàm như Lữ gia, Công Tôn gia, Mộ Dung gia, Âu Dương gia và Vân gia đều thầm nghĩ hắn đúng là muốn tìm chết. Dám đường đường chính chính trước mặt hộ quốc Chí Tôn nói muốn giết con trai của ông ta. Đây chính là hành vi chán sống rồi. Dám đắc tội với hộ quốc Chí Tôn, cứ cho là Long Vương có quay lại cũng không thể cứu được tên nhóc này. Tốt lắm, cậu là người đầu tiên dám nói lời này trước mặt bổn tôn chủ. Chàng trai trẻ, khá đấy. Đáng tiếc bổn tôn chủ chỉ có một đứa con trai là Thiên Hạo, coi như bảo bối, nếu ai muốn động vào nó đều sẽ là kẻ thù của bản tôn chủ. Và hậu quả của việc trở thành kẻ thù của bổn tôn chủ. Từ Long Tượng nhìn Diệp Phàm, lạnh lẽo nói. Ông ta còn chưa nói xong câu cuối cùng thì đám hộ vệ của ông ta đã trực tiếp hét lên, kẻ thù của tôn chủ, giết không cần thương tiếc. Bùm bùm bùm. Trong nháy mắt nhóm hộ vệ của hộ quốc Chí Tôn liền bộc phát ra luồng năng lượng chết chóc. Thực lực của bọn họ đều là thiên cảnh trở lên, thấp nhất cũng đã đạt đến thiên cảnh tầng thứ 5. Lúc này, các cường giả có mặt đều vô cùng chấn động. Chỉ là hộ vệ đã là cường giả thiên cảnh, vậy thực lực của hộ quốc Chí Tôn không phải sẽ càng cường đại hay sao? Trong các gia tộc lớn ở đế đô, cường giả thiên cảnh rất được coi trọng, nhưng trước mặt hộ quốc Chí Tôn chỉ có thể làm hộ vệ, khác biệt này thật sự quá lớn. Kẻ nào dám giết thiếu chủ, chính là kẻ địch của Điện Long Vương chúng ta. Kẻ thù của Điện Long Vương, giết. Tứ đại Long Quân cùng lúc hét lên, mỗi người đều tản ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Điện Long Vương. Trong Điện Long Vương các người, chỉ có Long Vương mới có tư cách nói chuyện với bổn tôn chủ. Các người chẳng qua chỉ là tôm tép mà cũng xứng đáng khua môi múa mép trước mặt bổn tôn chủ sao? Từ Long Tượng khinh thường. Xoẹt,
xoẹt, xoẹt. Từ Long Tượng vừa dứt lời, nhóm hộ vệ liền lao về phía Tứ Đại Long Quân. Bùm! Diệp Phàm tiến lên một bước, đấm ra một trường, trực tiếp đánh bay đám hộ vệ thiên cảnh. Lúc này, đám cường giả đều vô cùng bàng hoàng. Vẻ mặt Từ Long Tượng có chút thay đổi, cậu xem như có chút bản lĩnh, khó trách dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Nhưng hôm nay cậu dám xông vào đám cưới của con trai tôi, ngạo mạn nói muốn giết con trai tôi, bản tôn chủ sẽ không nương tay. Soạt. Lúc này, một người đàn ông trung niên bên cạnh Từ Long Tượng bước ra, đôi mắt phóng ra hai tia sáng sắc lạnh, toàn thân bộc phát uy thế của một tông sư, hướng thẳng về phía Diệp Phàm. Sự xuất hiện của vị tông sư này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Chương 843 đây đúng là một phép màu. Ông ta không phải là Nam Quyền Đại sư Hứa Phóng, người đứng thứ 50 trong bảng tông sư đó sao? Không sai, chính là ông ta. Không ngờ ông ta lại là thuộc hạ của Từ Tôn Chủ. Lúc này, rất nhiều người đã nhận ra vị cường giả tông sư này. Và khi danh tính của ông ta được tiết lộ đã khiến đám người không ngừng bàn tán. Có thể đứng thứ 50 trong bảng tông sư, ắt hẳn không phải là cường giả bình thường. Một tông sư đỉnh cấp có thể một mình trấn áp cả một gia tộc. Mà Từ Long Tượng có thể khiến cường giả như vậy cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ, chứng tỏ thực lực của ông ta cường đại đến mức nào. Khi vị cường giả tông sư này ra tay, mọi người đều cho rằng Diệp Phàm nhất định sẽ chết. Nhưng một bóng người chợt xuất hiện và đứng trước mặt tông sư. Người này không ai khác chính là Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên bước ra, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ý ông là gì? Từ Long Tượng liếc nhìn Long Chiến Thiên. Từ Tôn Chủ, hôm nay xin hãy cho tôi một chút thể diện. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Long Chiến Thiên ôm quyền nói với Từ Long Tượng. Kết thúc tại đây. Ông có quan hệ với cậu ta à? Từ Long Tượng lạnh lùng hỏi. Cậu ta là tổng chỉ huy của Long Hồn, tướng hàm 6 sao. Long Chiến Thiên đáp. Soạt. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng. Tổng chỉ huy của Long Hồn. Tướng hàm 6 sao sao. Thân phận này thật không đơn giản. Điều quan trọng nhất là đế đô vẫn đang thảo luận về việc tổng chỉ huy của Long Hồn giết cường giả của bảng tông sư. Mọi người đều tò mò về danh tính của tổng chỉ huy Long Hồn. Không ngờ vị tổng chỉ huy này lại chính là thiếu chủ của Điện Long Vương. Chẳng lẽ tên nhóc này chính là người đã giết 5 vị tông sư đó sao? Làm sao có thể? Hắn trẻ như thế nhưng lại có thể giết chết một cao thủ tông sư. Điều này thật vô lý. Cậu ta chính là tổng chỉ huy Long Hồn đã giết 5 đại tông sư sao? Từ Long Tượng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên ông ta cũng biết được tin tức trước đó. Không sai, Long Chiến Thiên nói. Cậu là cao thủ tông sư sao? Từ Long Tượng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại không có trả lời ông ta. Nhưng trong mắt người khác, thái độ im lặng này chính là thừa nhận. Xì. Trong giây lát, tất cả mọi người đều hít sâu, khó tin nhìn Diệp Phàm. Ở Long Quốc, thế mà lại sinh ra được một thiếu niên tông sư. Đây đúng là một phép màu. Lúc này, mấy gia chủ của các gia tộc lớn đều có chút bối rối. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Phàm thế mà lại là thiếu niên tông sư. Chẳng trách bọn họ trước đây 5 lần 7 lượt ra tay đều thất bại. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Long Quốc lại có một thiếu niên tông sư. Chương 844 không sai, hôn ước này là thật. Long Vương cũng xem như có bản lĩnh, bồi dưỡng ra một đồ đệ tông sư. Từ Long Tượng nhàn nhạt nói. Không biết lần này Từ Tôn Chủ có thể bỏ qua cho cậu ta không? Long Chiến Thiên hỏi. Hôm nay cậu ta đã mang quan tài đến đám cưới của Từ Thiếu, phá hỏng đám cưới, lại còn ngông cuồng muốn giết Từ Thiếu, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được? Nếu hôm nay thả cậu ta đi, ngày mai cậu ta lại ra tay với Từ Thiếu thì sao? Lữ Tứ Hải lão gia nhà họ Lữ bước ra và nói. Không sai. Từ Tôn Chủ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên nhóc này. Người của Công Tôn gia, Mộ Dung gia, Âu Dương gia, Vân gia và Viên gia cũng lần lượt lên tiếng. Sau khi biết được thân phận thiếu niên tông sư của Diệp Phàm, bọn họ biết rất rõ ràng bây giờ cách duy nhất có thể đối phó với Diệp Phàm chính là mượn sức Từ Tôn Chủ. Soạt. Khi đám người Lữ Tứ Hải lên tiếng, Long Chiến Thiên liền cau mày. Không sai, hôm nay cậu ta nhất định phải chết. Hơn nữa tôi còn phải khiến cậu ta sống không bằng chết. Từ Thiên Hạo âm trầm hét lên.
Yên tâm đi, anh nhất định còn chết sớm hơn cả tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm, đừng xúc động. Long Chiến Thiên vội vàng nói. Long soái, ông không cần khuyên tôi. Tên này dám cướp vị hôn thê của tôi, anh ta nhất định phải chết. Diệp Phàm lạnh lẽo quát lên. Vị hôn thê của cậu. Là cô ấy, Long Chiến Thiên kinh hãi nhìn về phía Khương Vân Hy. Không sai, năm đó Điện Chủ Điện Long Vương đã định hôn ước với ông cụ nhà họ Khương, gả đại tiểu thư Khương ra cho thiếu chủ nhà ta. Lúc này, Bạch Hưng Long Quân nhàn nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Bọn họ không ngờ rằng đại tiểu thư Khương gia thế mà lại có hôn ước với thiếu chủ điện Long Vương. Khó trách hôm nay thiếu chủ điện Long Vương tới gây chuyện. Đừng nói bậy, Khương gia chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này. Con rể duy nhất của Khương gia chính là Từ Thiếu. Khương Chính Thiên đứng dậy, hét lên. Chuyện hôn ước này là điện chủ của điện Long Vương chúng ta và ông cụ Khương gia quyết định, không phải do ông. Bạch Hưng Long Quân hét lên. Không sai, hôn ước này là thật. Vị hôn phu của Khương Vân Hy tôi chính là anh ấy. Đột nhiên Khương Vân Hy vén khăn phủ đầu rồi chỉ thẳng vào Diệp Phàm. Con khốn. Sắc mặt Từ Thiên Hạo tối sầm lại, tát Khương Vân Hy một cái thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất. Soạt. Sắc mặt Diệp Phàm liền trở nên lạnh lẽo, trong mắt hắn toát ra sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Từ Thiên Hạo rồi hung hăng đá thẳng quan tài về phía hắn ta. Dầm. Quan tài lại bay lên rồi lao thẳng về phía Từ Thiên Hạo. Lúc này cường giả đứng thứ 50 trong bảng tông sư liền một tay đỡ lấy quan tài, nhưng khi tay ông ta vừa chạm vào quan tài liền bị một sức mạnh đánh bật ra sau. Chiếc quan tài này vẫn tiếp tục lao về phía Từ Thiên Hạo với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Từ Thiên Hạo thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Bùm! Vào thời khắc mấu chốt, quan tài đột nhiên nổ tung. Thân ảnh Từ Long Tượng chợt đứng trước mặt Từ Thiên Hạo. Toàn thân toát ra một năng lượng vô cùng lớn. Nhóc con, cậu dám đả thương con trai của bổn tôn chủ. Từ Long Tượng vô cùng tức giận, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Lúc này, không khí dường như đông cứng lại. Từ tôn chủ, xin hãy bớt giận. Lúc này, cục trưởng sở hộ Long cũng đứng lên, nói với Từ Long Tượng. Hôm nay ai nói đỡ cho cậu ta, vậy thì sẽ chết cùng cậu ta. Từ Long Tượng phẫn nộ hét lên. Soạt. Nói xong ông ta liền vung tay lên rồi lao thẳng về phía Diệp Phàm. Chương 845 tha mạng cho tôi. Lúc này, Phàn Long và Long Chiến Thiên ra tay chống lại đòn tấn công của Từ Long Tượng. Bùm! Một tiếng động lớn phát ra. Hai người trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất, nôn ra máu. Mà Từ Long Tượng kia lại đánh một chưởng thế không thể đỡ được về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nheo mắt lại, đang định ra tay. Kết quả là một bóng người khác đột nhiên xuất hiện và chặn một chưởng của Từ Long Tượng. Người này không ai khác chính là Sở Cửu Ca. Bùm! Hai người đánh ra một đòn này, rồi hai bên đều lui về phía sau. Cô là ai? Thuộc về thế lực nào? Từ Long Tượng nhìn chằm chằm vào đối phương, cau mày. Với một đòn vừa rồi, ông ta cảm nhận được một sức mạnh thần bí từ người phụ nữ này, điều này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Sở tộc! Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói ra hai chữ. Sở tộc, chẳng lẽ là... Nghe được hai chữ này, Từ Long Tượng sửng sốt một chút, sau đó như nghĩ tới điều gì, đồng tử ông ta co rút lại, kinh hãi nhìn Sở Cửu Ca. Cô! Ông không được đụng vào anh ta. Từ Long Tượng nhìn Sở Cửu Ca, đang định nói chuyện thì đối phương trực tiếp hét lên, mang theo thái độ ra lệnh. Xoẹt! Lúc này, sắc mặt Từ Long Tượng hơi thay đổi, ánh mắt không ngừng chớp động. Đang suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay tôi sẽ nể mặt cô, tha cho cậu ta một mạng. Cuối cùng, Từ Long Tượng đã thỏa hiệp. Khi Từ Long Tượng thỏa hiệp, những người khác có mặt đều tỏ ra kinh ngạc. Một hộ quốc chí tôn uy nghiêm mà lại chịu thỏa hiệp chỉ vì một người phụ nữ. Rốt cuộc thì người phụ nữ này có địa vị như thế nào? Trong lúc nhất thời, tất cả các nhân vật lớn có mặt đều nhìn Sở Cửu Ca. Hầu hết bọn họ đều biết vị gia chủ của Sở thị này. Tuy rằng Sở thị hùng mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức có thể khiến hộ quốc chí tôn phải thỏa hiệp đúng không? Chẳng lẽ có liên quan đến Sở tộc mà cô đã nhắc đến? Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt đều lục lại ký ức của mình, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến Sở tộc. Lúc này, những nhân vật lớn quyền quý có mặt ở đây đều tràn đầy nghi hoặc.
mà những người thuộc các gia đình giàu có kia đều tỏ ra không cam tâm. Sở tộc, chẳng lẽ nào? Long Chiến Thiên nhìn chằm chằm vào Sở Cửu Ca, ánh mắt đột nhiên khựng lại, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Cha! Vẻ mặt của Từ Thiên Hạo thay đổi khi nhìn thấy cha mình thực sự muốn buông tha cho Diệp Phàm. Câm miệng! Từ Long Tượng lạnh lùng nói. Tha mạng cho tôi! Diệp Phàm cười khinh thường trước sự buông tha của Từ Long Tượng. Hắn trực tiếp bước lên đài, đỡ Khương Vân Hy đứng dậy, nhìn vết bàn tay trên mặt cô, trong mắt hắn toát lên sự lạnh lùng. Bốp! Chương 846 chúng ta về trước rồi nói sau. Đột nhiên, Diệp Phàm tát một cái, tát cho Từ Thiên Hạo bay ra ngoài, hắn ta đập xuống đất rồi nôn ra máu, nửa khuôn mặt bị đánh nát. Thiên Hạo! Khi Từ Long Tượng nhìn thấy con trai mình bị đánh, vẻ mặt ông ta thay đổi và vội vàng lao tới. Cha, giết cậu ta cho con. Từ Thiên Hạo che mặt và gầm lên giận dữ. Cậu! Lúc này, ánh mắt Từ Long Tượng tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ông muốn ra tay sao? Lời nói của Sở Cửu Ca trực tiếp buộc Từ Long Tượng phải đè nén sát ý trong lòng. Mà Diệp Phàm có chút kinh ngạc khi thấy Từ Long Tượng sợ mình như vậy. Hắn không ngờ gia tộc đằng sau Sở Cửu Ca lại mạnh đến thế, có thể ép vị hộ quốc chí tôn uy nghiêm này không dám ra tay với hắn. Lập tức hắn định đi về phía Từ Thiên Hạo. Quên đi, tôi cũng không sao, tạm tha mạng cho anh ta đi. Lúc này, Khương Vân Hy kéo Diệp Phàm lại. Được. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Từ Thiên Hạo, hôm nay, nể mặt Vân Hy đã cầu xin cho anh, tôi sẽ tha mạng cho anh. Nhưng nếu có lần sau, tôi đảm bảo anh sẽ phải nằm trong quan tài. Nói xong, hắn liền dẫn Khương Vân Hy rời đi. Còn sắc mặt Từ Thiên Hạo thì vô cùng tức giận, vẻ mặt hung ác. Vân Hy! Lúc này, Khương Chính Thiên nhìn Khương Vân Hy và hét lên. Chính Thiên, để Vân Hy đi đi. Khương Thịnh Hải nói thẳng. Cha, ông nội, con xin lỗi. Khương Vân Hy cúi đầu xin lỗi hai người bọn họ, rồi trực tiếp đi cùng Diệp Phàm. Tên này còn có vị hôn thê, đúng là một kẻ lăng nhăng. Lúc này, Tô Nhược Tuyết ngồi bên cạnh nhếch môi, vô cùng ghen tị. Nhược Tuyết, với địa vị và thực lực của cậu ta, con và cậu ta căn bản không phải là người cùng một thế giới, tốt nhất đừng đi quá sâu. Tô Uy nhìn con gái và khuyên nhủ. Tô Nhược Tuyết nghe được lời của cha mình thì có chút thất vọng. Cha, chẳng lẽ cứ để cậu ta đi như vậy sao? Lúc này, Từ Thiên Hạo nhìn Từ Long Tượng với vẻ mặt không cam tâm. Chúng ta về trước rồi nói sau. Sắc mặt Từ Long Tượng lạnh lùng, ánh mắt lóe lên. Kế tiếp, thiếu chủ của Điện Long Vương đã cướp sâu khỏi hôn lễ của con trai Từ Chí Tôn, một trong 9 hộ quốc Chí Tôn, và thành công mang cô dâu đi ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, vị thiếu chủ của Điện Long Vương này chính là tổng chỉ huy của Long Hồn, người được đồn đại khắp nơi là đã giết chết 5 vị tông sư võ đạo. Thiếu chủ của Điện Long Vương chính là một thiếu niên tông sư. Những tin tức liên tục mang tính bùng nổ này trực tiếp lan truyền khắp đế đô, thậm chí còn lan truyền khắp Long Quốc với tốc độ cực nhanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Quốc đều chấn động. Thậm chí toàn bộ giới võ đạo của Long Quốc cũng chấn động vì điều này. Dám cướp cô dâu trong đám cưới của con trai hộ quốc Chí Tôn, đây là một sự kiện lớn cực kỳ chấn động. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là vị thiếu chủ của Điện Long Vương này lại chính là một thiếu niên tông sư đã giết chết 5 tông sư võ đạo trong bảng tông sư, điều này càng khiến người ta chấn động hơn. Chương 847 Anh Tiểu Phàm. Hiện tại, toàn bộ giới võ đạo Long Quốc có lẽ không thể tìm được một vị thiếu niên tông sư. Đặc biệt là vào thời điểm thanh bảng sắp bắt đầu thi đấu. Sự xuất hiện đột ngột của một vị thiếu niên tông sư sẽ gây ra sự chấn động và sức ảnh hưởng càng khó có thể ngờ được. Đối với những thiên tài võ đạo sắp tham gia cuộc thi thanh bảng, họ sẽ ngay lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc này, thiếu chủ của Điện Long Vương đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn bộ Long Quốc. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi khách sạn Đế Vương, hắn nhìn Sở Cửu Ca, sao cô lại đột nhiên tới đây? Không phải tôi biết anh tới đây nên mới đến gặp anh sao? Sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Hộ quốc Chí Tôn không dễ đối phó như vậy đâu. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Mặc dù tôi cũng không sợ hộ quốc Chí Tôn kia, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn cô. Diệp Phàm lên tiếng. Anh là vị hôn phu của tôi, sao phải khách sáo như vậy? Sở Cửu Ca trầm giọng nói. Cô cũng là vị hôn thê của anh ấy à?
Lúc này Khương Vân Hy kinh ngạc nhìn Sở Cửu Ca. Đúng rồi. Tôi cũng là vị hôn thê của anh ấy. Không ngờ ngoài tôi ra, anh ấy còn có một vị hôn thê nữa. Sở Cửu Ca liếc nhìn Khương Vân Hy. Xin chào, tôi tên là Khương Vân Hy. Khương Vân Hy nhìn Sở Cửu Ca nói. Người này cam tâm vì cô mà đắc tội một vị hộ quốc chí tôn, xem ra địa vị của cô trong lòng anh ta không tầm thường. Sở Cửu Ca nói một cách nghiền ngẫm. Tôi. Trong lúc nhất thời, Khương Vân Hy không biết trả lời thế nào. Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là vị hôn thê mà Ngũ sư phụ đã tìm cho tôi, hôn ước còn chưa hủy bỏ, đương nhiên tôi không thể để cô ấy kết hôn với người khác, nếu không, tôi vẫn còn là đàn ông sao? Diệp Phàm bĩu môi. Nếu tôi gả cho người khác, anh cũng sẽ đến cướp hôn giống như hôm nay sao? Đột nhiên, Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm hỏi. Chỉ cần ngày nào chúng ta còn không hủy bỏ hôn ước, cô vẫn sẽ là vị hôn thê của tôi. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn dẫn theo đám người Khương Vân Hy rời khỏi đây. Mà khi Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm rời đi, khóe môi cô hiếm thấy nở một nụ cười. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn Khương Vân Hy đi tới khu biệt thự Tử Đàn Nhất Phẩm. Nếu cô không muốn về nhà thì tạm thời ở lại đây trước đi. Diệp Phàm nói. Vậy có làm phiền anh không? Khương Vân Hy lo lắng nói. Không sao đâu. Diệp Phàm lắc đầu. Anh Tiểu Phàm. Cô Khương. Khi bọn họ trở về biệt thự, Đường Sở Sở tình cờ cũng có mặt ở đây, nhìn hai người. Khương Vân Hy nhìn Đường Sở Sở, trong mắt hiện lên một tia lo sợ và rụt rè. Diệp Phàm kéo Đường Sở Sở sang một bên và nói với cô về chuyện Khương Vân Hy là vị hôn thê của hắn và những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Chương 848 vậy thì cứ bỏ mặc vậy sao? Hắn cũng không muốn lừa dối Sở Sở. Sở Sở, anh muốn cho cô ấy ở lại đây vài ngày, em thấy có được không? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở hỏi. Không có vấn đề gì cả. Đường Sở Sở gật đầu. Em không giận à? Diệp Phàm lại hỏi. Anh Tiểu Phàm, em nói rồi, chỉ cần trong lòng anh có em, thì dù anh có bao nhiêu người phụ nữ thì em cũng sẽ không bận tâm. Huống chi, cô Khương đã đính hôn với anh, cho nên dù có tức giận cũng không phải là em. Đường Sở Sở cười tinh nghịch. Vợ à, em thật tốt bụng. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở trực tiếp hôn cô một cái. Diệp Phàm ở lại biệt thự một lúc rồi đi đến Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ, người của tộc Cơ Hoàng kia đã khai ra. Hoa Hồng Đỏ nhìn Diệp Phàm và nói. Biết hang ổ của tộc Cơ Hoàng ở đâu rồi sao? Diệp Phàm nheo mắt lại. Vâng. Hơn nữa hắn ta còn nói một việc có liên quan đến người đứng đầu. Hoa Hồng Đỏ lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Tối nay, tộc Cơ Hoàng sẽ hành quyết người cầm đầu trước công chúng. Hoa Hồng Đỏ nói. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn nói, vậy Cơ Như Yên thì sao? Đại tiểu thư đã không xuất hiện kể từ khi cô ấy đến tộc Cơ Hoàng để gặp tộc trưởng của họ. Ngay cả hắn ta cũng không biết tình huống hiện tại của đại tiểu thư như thế nào, chỉ biết tộc Cơ Hoàng sẽ xử tử người dẫn đầu tối nay. Hoa Hồng Đỏ nói, nhìn Diệp Phàm, thiếu chủ, người dẫn đầu, cô ấy. Đừng lo lắng, không phải ai cũng có thể giết được người của Bách Hoa Lâu. Cho tôi địa chỉ hang ổ của tộc Cơ Hoàng. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn người đi tới hang ổ của tộc Cơ Hoàng. Lần này hắn còn mang theo cả Long Quân. Dù sao tộc Cơ Hoàng này cũng không phải gia tộc bình thường, bọn họ nhất định phải cẩn thận hơn. Trong một biệt thự nào đó ở đế đô, Từ Long Tượng ngồi đây với vẻ mặt u ám. Trên mặt Từ Thiên Hạo thì quấn băng gạc, nhìn về phía cha mình, cha, tại sao cha lại buông tha cho tên đó? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta có lai lịch không bình thường, tạm thời tha mạng cho cậu ta trước. Từ Long Tượng lạnh lùng nói, vậy thì cứ bỏ mặc vậy sao? Từ Thiên Hạo cực kỳ không cam tâm nói. Mặc dù tạm thời không thể giết cậu ta được, nhưng vẫn có thể giết người khác. Con đi thông báo cho Từ Diễn, nói cho hắn biết, trước khi mặt trời mọc ngày mai, Long Quốc sẽ không còn Điện Long Vương nữa. Từ Long Tượng nói với vẻ uy nghiêm. Cha muốn tấn công Điện Long Vương sao? Lập tức, ánh mắt Từ Thiên Hạo nheo lại. Chương 849 từng yêu. Mà Từ Long Tượng lạnh lùng nói, đúng vậy. Nếu cậu ta là thiếu chủ của Điện Long Vương, vậy thì để cho Điện Long Vương trả giá cho sai lầm mà cậu ta đã gây ra đi.
cũng tiêu diệt luôn nhà họ Khương đi, về phần người phụ nữ Khương Vân Hy kia. Để người phụ nữ đó cho con muốn chơi đùa với cô ta. Từ Thiên Hạo vội vàng nói. Được. Từ Long Tượng gật đầu. Mà Diệp Phàm đương nhiên không biết Điện Long Vương sắp phải chịu một đả kích mang tính hủy diệt, lúc này hắn đang trên đường đến tộc Cơ Hoàng. Tại dãy núi nào đó của Long Quốc có một quần thể kiến trúc huy hoàng, lầu gác đình đài đan xéo nhau, lộ ra khí thế vô cùng hùng vĩ và mang theo nét cổ kính. Nơi này chính là tộc Cơ Hoàng. Thân là con cháu của hoàng tộc chân chính, dù cho hoàng triều không còn tồn tại. Nhưng bọn họ vẫn tự cho mình là hoàng tộc, vậy nên nơi ở mới rộng lớn khí phái như vậy. Lúc này, một đám người vây quanh quảng trường tộc Cơ Hoàng. Ở giữa có một giá hình chữ thập, người phụ nữ đang bị cột trên đó chính là Trần Sư Sư. Xung quanh xếp đầy củi lửa. Thời gian trôi qua, đoàn người đi ra từ trong đại điện của tộc Cơ Hoàng. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoác áo choàng tím, gương mặt lạnh lùng. Trên người tản ra khí thế uy quyền tối cao, giống như một vị vua cai quản thế giới. Người này là tộc trưởng của tộc Cơ Hoàng, Cơ Phong Thiên. Bên cạnh Cơ Phong Thiên còn có một người con gái mặc váy dài màu tím, chính là Cơ Như Yên. Nhưng mà lúc này gương mặt Cơ Như Yên lại thờ ơ vô tình, không có lấy một tia cảm xúc. Như Yên. Trần Sư Sư nhìn thấy Cơ Như Yên thì vội vàng hô lên, nhưng đối phương lại không hề có phản ứng, thậm chí còn không nhận ra Trần Sư Sư. Cơ Phong Thiên, ông đã làm gì Như Yên? Nhìn thấy dáng vẻ này của Cơ Như Yên, vẻ mặt của Trần Sư Sư thay đổi, bà hét lên với Cơ Phong Thiên. Bà không cần phải biết chuyện này. Cơ Phong Thiên lạnh lùng nói. Cơ Phong Thiên, con bé là con gái ruột của ông đấy. Ông có thể giết tôi. Nhưng xin ông đừng làm hại tới Như Yên. Trần Sư Sư cầu xin Cơ Phong Thiên. Như Yên sắp trở thành người thừa thế mới của tộc Cơ Hoàng, đương nhiên tôi sẽ không hại con bé. Nếu Như Yên muốn trở thành người thừa kế chân chính của tộc Cơ Hoàng thì bà không thể sống. Cơ Phong Thiên nhìn Trần Sư Sư. Chỉ cần ông không làm hại tới Như Yên, tôi chết thì có đáng là gì? Nhưng tôi muốn hỏi một vấn đề, ông có thể trả lời thật cho tôi biết không? Trần Sư Sư nhìn Cơ Phong Thiên nói. Nói. Rốt cuộc, ông đã từng yêu tôi chưa? Trần Sư Sư hỏi thẳng. Từng yêu. Nhưng tôi là tộc trưởng tộc Cơ Hoàng, lợi ích của hoàng tộc là trên hết. Cơ Phong Thiên lạnh lùng nói. Ha ha. Tới đi. Nghe được câu trả lời của Cơ Phong Thiên, Trần Sư Sư cười tự giễu, bà nhắm hai mắt lại. Châm lửa. Chương 850 tôi cũng không có ý định đi. Cơ Phong Thiên ra lệnh. Lập tức, củi xung quanh cây thánh giá bốc cháy, lửa bùng lên dữ dội. Cơ Như Yên thấy cảnh tượng này, hai tay không khỏi siết chặt. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền từ cửa chính của tộc Cơ Hoàng. Cánh cửa ầm ầm sụp đổ. Diệp Phàm đi vào với vẻ mặt lạnh như băng, phía sau còn có Huyết Phu, Long Kình và 3.000 Long Quân. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Sư Sư sắp bị lửa cháy bừng bừng thiêu. Ánh mắt hắn híp lại, ngay lập tức vọt tới. Diệp Phàm đánh bay toàn bộ những củi lửa đang cháy ra ngoài, tia lửa văng gấp nơi. Sau đó hắn cứu Trần Sư Sư ra ngoài, bà không sao chứ? Thiếu chủ, sao cậu lại tới đây? Trần Sư Sư ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Lúc trước bà đã nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Phàm ở Bách Hoa Lâu, vậy nên mới nhận ra hắn, nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi Diệp Phàm xuất hiện ở đây. Có người muốn giết thành viên của Bách Hoa Lâu. Đương nhiên tôi phải tới. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu là ai, dám tự tiện xông vào tộc Cơ Hoàng? Cơ Phong Thiên nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh như băng. Phút phút phút. Lúc này, một nhóm người mặc chiến giáp bạc, tay cầm lưỡi dao sắc bén lao ra từ bốn phía. Trên người bọn họ tản ra khí thế lạnh như băng, thực lực thấp nhất cũng là huyền cảnh. Bọn họ chính là quân đoàn hộ vệ do tộc Cơ Hoàng thành lập. Quân đoàn hộ vệ của tộc Cơ Hoàng trực tiếp giằng co với Long Quân. Người của tộc Cơ Hoàng nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh tanh, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Thiếu chủ Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm hờ hững đáp. Hóa ra là người của Bách Hoa Lâu. Cho dù là người đứng đầu Bách Hoa cũng không có lá gan xông vào tộc Cơ Hoàng, cậu cũng can đảm đấy. Nhưng nếu như cậu đã tới, vậy thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Giết! Cơ Phong Thiên trực tiếp ra lệnh. Tôi cũng không có ý định đi. Ra tay. Diệp Phàm lên tiếng.
theo mệnh lệnh của hai người bọn họ. Long quân và quân đoàn hộ vệ của tộc Cơ Hoàng lao vào chém giết lẫn nhau. Đám cường giả của tộc Cơ Hoàng xông về phía Diệp Phàm. Huyết Phu, Diệp, Natasha Romanoff, đối đầu trực tiếp với người của tộc Cơ Hoàng. Huyết Phu cầm ngư trường kiếm, một người một kiếm điên cuồng chém giết tộc Cơ Hoàng. Với thực lực tông cảnh ngũ trọng, cộng thêm ngư trường kiếm, hôm nay cho dù là cường giả tông cảnh bát trọng thì cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này, một mình Huyết Phu chém giết mấy trăm cường giả tộc Cơ Hoàng. Như Yên, bắt bọn họ lại. Lúc này, Cơ Phong Thiên ra lệnh cho Cơ Như Yên. Vút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 851 người đâu, bắt bọn họ lại. Cơ Như Yên lạnh lùng nhìn đám người Diệp Phàm, Huyết Phu, cơ thể nàng khẽ động rồi biến mất ngay trước mắt. Giây sau, Cơ Như Yên xuất hiện trước mặt Huyết Phu, vung trưởng đánh hắn bay ngược ra ngoài. Thực lực hiện tại của Cơ Như Yên so với trước kia phải nói là nhảy vọt. Cơ Như Yên. Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên rồi cất giọng gọi cô. Không biết người của tộc Cơ Hoàng đã làm gì với Như Yên. Hiện tại con bé dường như không biết chúng ta. Trần Sư Sư nói. Không quen chúng ta. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm Cơ Như Yên. Vụt. Lúc này, Cơ Như Yên vọt tới trước mặt Diệp Phàm, một trường bổ về phía hắn. Vút. Diệp Phàm vung tay lên, một cây ngân châm đâm thẳng vào cơ thể Cơ Như Yên. Đột nhiên Cơ Như Yên không thể động đậy. Ông còn dùng bí pháp khống chế ý thức của cô ấy. Diệp Phàm lại lấy châm bạc đâm vào đầu Cơ Như Yên, mấy giây sau, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi nhìn chằm chằm Cơ Phong Thiên. Ý thức của Như Yên bị khống chế. Trần Sư Sư thay đổi sắc mặt, bà nhìn sang Cơ Như Yên. Đúng vậy, ông ta dùng bí pháp và sức mạnh tinh thần để khống chế ý thức não bộ của Cơ Như Yên, khiến cô ấy quên đi tất cả mọi người, chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cơ Phong Thiên, ông điên rồi. Sao ông lại làm ra chuyện điên rồ như vậy với Như Yên, con bé là con gái của ông đấy. Ngay lập tức, Trần Sư Sư hét vào mặt Cơ Phong Thiên, ánh mắt tràn đầy lửa hận. Vẻ mặt Cơ Phong Thiên lạnh xuống, con bé là con gái của tôi làm gì với nó thì liên quan gì tới mấy người. Người đâu, bắt bọn họ lại. Cơ Phong Thiên vừa dứt lời, toàn bộ trưởng lão hộ pháp tộc Cơ Hoàng đều xông ra ngoài. Lúc này, một cây trường thương xé gió lao tới, kèm theo đó là tiếng rồng ngâm vang lên, giống như một con rồng khổng lồ không ngừng lao về phía các trưởng lão hộ pháp của tộc Cơ Hoàng. Cây thương này là do thống lĩnh của Long Quân, Long Kình ném tới. Ngay lập tức, vẻ mặt của đám trưởng lão thay đổi, tất cả đều ra tay chống lại đòn tấn công của Long Kình. Khi cây thương lao tới, toàn bộ trưởng lão đều bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều nện trên nền đất. Bọn họ đều là những cường giả từ tông cảnh bát trọng trở lên, có nhiều người còn bước vào quân cảnh, nhưng khi đối mặt với cây thương của Long Kình thì đều thất bại, đủ thấy thực lực Long Kình mạnh như thế nào. Lúc này, Diệp Phàm đang dùng châm chữa trị cho Cơ Như Yên, giúp cô khôi phục lại ý thức. Vụt! Cơ Phong Thiên trông thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Ông ta vung tay, một cây roi dài màu vàng xuất hiện trong tay. Cây roi lấp lánh ánh vàng, ẩn chứa một cỗ uy thế khủng bố. Chương 852 dứt lời, bà chút hơi thở cuối cùng. Cơ Phong Thiên cầm roi quất thẳng về phía Long Kình. Ngay lập tức, cây roi và trường thương được điêu khắc hỏa tiết rồi va chạm với nhau, giống như sao hỏa va vào trái đất, truyền ra tiếng nổ rung trời. Lực lượng chân khí ngập trời tản ra bốn phía. Phụt! Cơ thể Cơ Phong Thiên run lên, miệng phun máu, ông ta bay ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Cơ Phong Thiên cầm cây roi dài đánh về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm vẫn đang tập trung chữa trị cho Cơ Như Yên. Đám người Huyết Phu đang muốn xông lên ngăn cản Cơ Phong Thiên, kết quả một bóng dáng đã vọt trước tới chắn trước mặt hắn. Người này không ai khác chính là Trần Sư Sư. Lập tức, roi dài trong tay ông ta quất thẳng vào người Trần Sư Sư, khiến cho cơ thể bà bay ngược ra ngoài. Phụt phụt. Trần Sư Sư hộc máu liên tục trên không trung. Một tiếng, Trần Sư Sư rơi xuống đất, bị thương nghiêm trọng. Vẻ mặt Cơ Phong Thiên lạnh lùng, tiếp tục đi về phía Diệp Phàm. Nhưng vừa đến gần Diệp Phàm liền phát hiện hai chân của mình đã bị ai đó ôm chặt, người này vẫn là Trần Sư Sư. Lúc này, Trần Sư Sư đã bị thương nặng,
nhưng bà dựa vào nghị lực ngoan cường để đi tới trước mặt Cơ Phong Thiên, hai tay ôm chặt lấy chân ông ta, không để cho đối phương lại gần Diệp Phàm và Cơ Như Yên. Bỏ ra! Cơ Phong Thiên nhìn Trần Sư Sư lạnh lùng quát lớn. Cho dù tôi có chết cũng không để cho ông làm hại tới Như Yên. Trần Sư Sư miệng hộc máu, vẻ mặt kiên quyết nói. Vẻ mặt Cơ Phong Thiên trở nên lạnh lẽo, ông ta dùng chân đá mạnh, muốn đá Trần Sư Sư ra xa. Phụt! Trần Sư Sư bị đá hộc máu lần nữa, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy chân Cơ Phong Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ cương quyết. Phút! Cơ Phong Thiên giận dữ, ông ta cầm roi hung hăng quất lên người Trần Sư Sư. Đừng! Lúc này, Cơ Như Yên đã hồi phục lại ý thức, cô hét lên. Tất cả đã muộn, roi trong tay Cơ Phong Thiên đánh mạnh lên người Trần Sư Sư. Phụt! Cây roi dài của Cơ Phong Thiên quất lên người Trần Sư Sư, khiến toàn bộ kinh mạch, lục phủ ngũ tạng của bà nát bấy. Trần Tiên Tiên phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở thoi thóp. Mẹ! Cơ Như Yên xông thẳng lên, ôm lấy Trần Sư Sư. Như Yên, cố gắng sống tốt. Trần Sư Sư nhìn Cơ Như Yên, dùng chút sức lực cuối cùng để dặn dò cô. Dứt lời, bà chút hơi thở cuối cùng. Mẹ đừng chết. Cơ Như Yên nhìn Trần Sư Sư không ngừng gọi tên bà. Đột nhiên, cô nhìn về phía Diệp Phàm, thiếu chủ, cứu mẹ của tôi, cứu bà ấy. Xin lỗi, bà ấy đã chết rồi, tôi cũng không giúp được. Diệp Phàm lắc đầu nhìn Trần Sư Sư, thở dài nói. Chương 853 con bé là con gái của tôi, tên là Cơ Như Yên. Nếu Trần Sư Sư còn có một hơi thở, Diệp Phàm còn có thể dùng y thuật hoặc hồi xuân đan của Đoan Mộc Cẩn để cứu sống, nhưng hiện tại, hắn không thể làm gì được. Với y thuật hiện tại của hắn, chắc chắn không có khả năng khiến người chết sống lại. Trừ phi hắn có thể thi triển ra quỷ cốc cửu châm, đồng thời có được tu vi cực cao, mới có thể cứu sống một người vừa mới chết. À! Cơ Như Yên ôm lấy thi thể Trần Sư Sư, phát ra tiếng gào khóc xé lòng. Phụt! Đột nhiên, Cơ Như Yên phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể cô bắt đầu bộc phát một luồng khí tức đáng sợ. Ngay sau đó, cỗ sức mạnh cuồn cuộn bạo phát từ trên người Cơ Như Yên, đánh bay Diệp Phàm và Cơ Phong Thiên ra ngoài. Lúc này, trên người Cơ Như Yên tỏa ra ánh sáng chói mắt bao trùm lấy cô, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ uy áp tối cao, quét qua toàn bộ tộc Cơ Hoàng. Đây là thức tỉnh huyết mạch sao? Cơ Phong Thiên nhìn khí tức Cơ Như Yên bộc phát ra, đồng tử co rụt lại, kích động nói. Lúc này, trong tộc Cơ Hoàng đột nhiên lao ra mấy vị lão giả mặt đầy nếp nhăn. Bọn họ nhìn qua khoảng 70 tuổi nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Tất cả đều là thái thượng trưởng lão của tộc Cơ Hoàng. Đây là thức tỉnh huyết mạch cơ thị sao? Nhiều năm như vậy, huyết mạch cơ thị cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời. Mấy vị thái thượng trưởng lão kích động nhìn Cơ Như Yên nói. Ngay sau đó, một vị lão giả tóc bạc phơ xuất hiện. Trên người ông ta không tản ra bất cứ hơi thở nào, giống hệt như một người bình thường. Nhưng ông ta chính là lão tổ của tộc Cơ Hoàng, thực lực có thể nói là mạnh nhất. Tham kiến lão tổ, Cơ Phong Thiên và các thái thượng trưởng lão nhìn thấy lão giả này thì lần lượt hô lên. Cô ấy là con cháu của ai, vậy mà lại có thể thức tỉnh huyết mạch. Con bé là con gái của tôi, tên là Cơ Như Yên. Cơ Phong Thiên trực tiếp nói. Cậu sinh được một đứa con gái tốt, có con bé thì Hoàng Triệu Cơ Thị sẽ lại xuất hiện, tới khi đó thiên hạ này sẽ thuộc về chúng ta. Ánh mắt vị lão tổ của tộc Cơ Hoàng lóe lên, ông ta trầm giọng nói. Sợ là các người đang nằm mơ. Diệp Phàm nhìn lão tổ tộc Cơ Hoàng, lạnh giọng nói. To gan, dám vô lễ với lão tổ. Những thái thượng trưởng lão kia nhìn Diệp Phàm quát. Vụt. Lúc này, Cơ Phong Thiên cầm roi màu vàng quất về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm chuẩn bị ra tay thì một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Cơ Như Yên. Lúc này, ánh sáng quanh người Cơ Như Yên đã tản đi, cô mở hai mắt, con người lóe lên tia sáng màu tím, khí tức trên người càng khủng bố hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là tóc của Cơ Như Yên đã biến thành màu bạc trắng. Cơ Như Yên của lúc này mang ánh mắt lạnh lùng vô tình, còn lạnh hơn so với lúc bị khống chế ý thức, khiến cho người khác nhìn thôi cũng phải sởn tóc gáy. Chương 854 Long Tỷ. Cô nhìn Cơ Phong Thiên, đánh ra một chưởng. Vẻ mặt của Cơ Phong Thiên thay đổi, ông ta vội vàng vung roi để ngăn cản, kết quả bị Cơ Như Yên đánh bay ra ngoài.
Phụt. Cơ thể Cơ Phong Thiên lùi về sau mấy chục mét, roi trong tay cắm trên mặt đất mới ổn định được thân thể, miệng học máu, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, toàn bộ người của tộc Cơ Hoàng đều kinh sợ. Những thái thượng trưởng lão và lão tổ nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ con cháu nối dõi thức tỉnh huyết mạch của tộc Cơ Hoàng lại ra tay với cha ruột của mình. Cô làm gì vậy? Ông ấy là cha của cô. Một thái thượng trưởng lão nhìn Cơ Như Yên nói. Ông ta giết mẹ tôi, ông ta đáng chết. Cơ Như Yên nói với vẻ mặt lạnh tanh. Phút. Ngay sau đó, Cơ Như Yên xuất hiện trước mặt Cơ Phong Thiên, cô đánh một trưởng về phía ông ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão của tộc Cơ Hoàng nhíu mày, vọt thẳng về phía Cơ Như Yên. Keng keng keng. Cơ Như Yên đối đầu trực tiếp với thái thượng trưởng lão của tộc Cơ Hoàng. Cuộc chiến giữa bọn họ vô cùng kịch liệt. Mặc dù thực lực của mấy vị trưởng lão này thấp nhất cũng là quân cảnh ngũ trọng, nhưng Cơ Như Yên lại không hề lép vế. Lão tổ, con bé có thù hận với tôi, hay là khống chế nó trước rồi tính? Cơ Phong Thiên nói với lão tổ. Ánh mắt của vị lão tổ kia híp lại rồi đi về phía Cơ Như Yên. Vụt! Diệp Phàm tiến lên ngăn trước mặt vị lão tổ này. Lão tổ của tộc Cơ Hoàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm, ông ta vung tay đánh ra một trường. Ầm! Diệp Phàm tung ra một quyền với sức mạnh không thể ngăn cản, khiến không khí nổ tung. Ánh mắt của lão tổ hiện ra vẻ ngạc nhiên, nắm đấm của ông ta trực tiếp đối đầu với Diệp Phàm. Sau khi chạm nhau, Diệp Phàm cảm nhận được một cỗ sức mạnh khủng khiếp bộc phát từ tay của đối phương, vậy mà đánh lui hắn. Lão tổ tộc Cơ Hoàng lại đánh một trường về phía Diệp Phàm. So với đòn tấn công vừa rồi thì lần này còn đáng sợ hơn, bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố, không giống với lực lượng chân khí, uy lực vô cùng cường đại. Ngay khi Diệp Phàm định điều động cỗ lực lượng thần bí không cách nào khống chế trong cơ thể thì Long Tỷ trực tiếp vọt ra. Long Tỷ vừa rời khỏi cơ thể Diệp Phàm đã bộc phát ra ánh sáng chói, từng tiếng rồng ngâm vang lên, bóng rồng từ trong bay ra đánh bay lão tổ tộc Cơ Hoàng ra ngoài. Phụt! Vị lão tổ kia trực tiếp hộc máu, bay ra xa mấy chục mét. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị Cơ Như Yên đánh bay ra ngoài. Long Tỷ! Lúc này, bọn họ nhìn thấy Long Tỷ thì vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hắn lại được Long Tỷ thừa nhận. Lão tổ tộc Cơ Hoàng kinh sợ nhìn Diệp Phàm. Chương 855 vẻ mặt Tu La đầy sát khí. Vụt! Long Tỷ tỏa ra ánh sáng bao phủ lấy lão tổ tộc Cơ Hoàng. Vẻ mặt lão tổ thay đổi, lực lượng trong cơ thể không thể khống chế, cứ vậy tràn vào trong Long Tỷ. Trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh của lão tổ tộc Cơ Hoàng đều bị Long Tỷ hấp thu toàn bộ, trực tiếp trở thành phế vật. Hấp thụ xong sức mạnh của lão tổ, Long Tỷ lại quay trở về trong cơ thể Diệp Phàm. Lần này, Long Tỷ phóng ra lực lượng màu vàng. Lực lượng màu vàng này tràn vào trong thân thể Diệp Phàm, khiến hắn cảm giác như muốn nổ tung. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, toàn lực luyện hóa lực lượng này. Cơ Như Yên tiếp tục đi về phía Cơ Phong Thiên. Như Yên, cha là cha của con. Mẹ của con. Cơ Phong Thiên thấy Cơ Như Yên đi tới, vẻ mặt ông ta thay đổi, vội vàng hô lên. Ông không xứng nhắc tới mẹ tôi. Cơ Như Yên tóc bạc trắng, biểu cảm dữ tợn, giống như một nữ ma đầu tóc trắng. Cô đánh một chưởng lên người Cơ Phong Thiên, khiến lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Phụt, Cơ Phong Thiên hộc máu, tắt thở tại chỗ, chết không nhắm mắt. Sau khi Cơ Như Yên giết chết Cơ Phong Thiên xong vẫn chưa dừng tay, ánh mắt cô nhìn về phía người của tộc Cơ Hoàng, các người đều đáng chết. Bởi vì cái chết của mẹ, Cơ Như Yên căm thù người của tộc Cơ Hoàng tới tận xương tủy. Cô bắt đầu tàn sát tộc Cơ Hoàng. Cũng đúng lúc này, trên núi Cửu Long, các sư phụ của Diệp Phàm đang uống rượu, tán dóc. Cũng không biết Tiểu Phàm thế nào rồi. Mấy người các ông chỉ biết uống rượu, không quan tâm tới đồ đệ nhỏ. Chủ nhân của Bách Hoa Lâu không hài lòng nhìn mấy người Long Vương, chiến thần thiên sách, Tu La nói. Tên nhóc kia xuống núi tự do tự tại, cần gì chúng ta phải lo lắng. Long Vương cầm hồ lô rượu uống một ngụm, ông không đồng ý với đối phương. Vừa rồi tôi bói ra một quẻ, thằng nhóc kia có kiếp nạn. Lúc này, Y Thánh Quỷ Cốc đi tới trầm giọng nói. Lúc này, vẻ mặt của mấy sư phụ kia đều thay đổi. Kiếp nạn gì? Chiến thần thiên sách hỏi thẳng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Y Thánh Quỷ Cốc lắc đầu.
Vậy tên nhóc kia có gặp nguy hiểm không? Chủ nhân Bách Hoa Lâu tiếp lời. Kiếp nạn này rất hung hiểm. Y Thánh Quỷ Cốc nói. Bây giờ tôi sẽ xuống núi. Ai dám động tới tiểu phàm, tôi sẽ diệt cửu tộc của hắn. Vẻ mặt Tu La đầy sát khí. Tôi cũng đi. Chiến thần Thiên Sách, chủ nhân Bách Hoa Lâu cũng lên tiếng. Các người đừng kích động, chúng ta báo cáo chuyện này cho vị kia rồi để người đó quyết định. Nhị sư phụ của Diệp Phàm, Minh Chủ Võ Minh nói. Ngay sau đó, bọn họ đi sâu vào núi Cửu Long. Chương 856 trong tộc Cơ Hoàng. Sáng sớm hôm sau, tin tức chấn động đầu tiên truyền khắp Long Quốc. Tối qua các phân bộ của Điện Long Vương trên khắp Long Quốc bị tập kích. Hơn 100 phân bộ Điện Long Vương bị diệt. 9 phân điện ở 9 quận Long Quốc bị thương nặng, mấy chủ phân điện chết trận, số người tử vong hơn 5.000 người. Tin tức này làm chấn động Long Quốc. Phải biết rằng mười mấy 20 năm trước, Điện Long Vương là thế lực đứng đầu Long Quốc, với uy lực của Long Vương, không ai dám chọc Điện Long Vương. Mặc dù từ khi Long Vương biến mất, lực ảnh hưởng của Điện Long Vương vẫn luôn yếu bớt, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa. Sức ảnh hưởng của Điện Long Vương trên khắp Long Quốc vẫn rất mạnh, thế lực bình thường không dám chọc. Nhưng hiện tại, chỉ trong một đêm, Điện Long Vương bị thương nặng, phần lớn phân điện bị hủy. Tất nhiên bọn họ càng muốn biết ai có năng lực lớn như vậy, chỉ trong một đêm đã diệt gần hết Điện Long Vương. Loại thực lực này quá khủng bố. Lúc này ở đế đô, các thế gia lớn, quyền quý, quan viên đều cảm thấy khiếp sợ trước biến cố của Điện Long Vương. Không ít người suy đoán hung phạm đứng sau là ai. Ở nơi cư trú của Từ Long Tượng, một bóng người đi đến trước mặt Từ Long Tượng, nói, tôn chủ, hiện tại các thế lực còn sót lại của Điện Long Vương đã bị quét sạch. Có cần khởi xướng tổng tiến công đến tổng bộ của Điện Long Vương không? Truyền lệnh xuống, không tha cho bất cứ người của Điện Long Vương, cắt bỏ đầu của bọn họ, đặt ở quảng trường trung tâm của đế đô, ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy kết cục khi dám đối đầu với bản tôn chủ. Từ Long Tượng quát to. Rõ. Thủ hạ gật đầu. Lúc này Diệp Phàm vẫn chưa biết gì về biến cố của Điện Long Vương. Trong tộc Cơ Hoàng. Diệp Phàm liên tục luyện hóa lực lượng phát ra từ trong Long Tỷ suốt một đêm, cả thân thể không ngừng lột xác. Loại lực lượng này không có tác dụng tăng trưởng lực lượng của bản thân Diệp Phàm, nhưng lại có tác dụng rất lớn với thân thể, làm thân thể không ngừng lột xác, lực lượng thân thể không ngừng tăng. Trong thân thể hắn phát ra tiếng gầm rú, áo trên hóa thành bột mịn. Da thịt Diệp Phàm phiếm ánh sánh, giống như một kim thân, tản ra luồng uy áp cực mạnh. Lúc này nếu có người thường đến gần Diệp Phàm, sợ rằng thân thể sẽ bị nổ chung trong nháy mắt. Diệp Phàm mở mắt, đôi đồng tử lóe lên ánh sáng vàng, sâu trong đồng tử như có một chân long đang bay lượn. Lúc này trên người Diệp Phàm tản ra uy áp cực kỳ khủng bố, giống như chân long giáng thế. Diệp Phàm đứng lên, hai tay nắm chặt, cả người phát ra âm thanh ầm ầm. Hắn nắm chặt tay, xung quanh phát ra tiếng nổ, không khí xung quanh bị bóp nát. Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất chấn động. Tùy tay nắm chặt cũng có thể niết vỡ không khí, không phải ai cũng có thể làm được điều này, cần phải có sức mạnh cực mạnh mới làm được. Chỉ nắm tay đã có thể sinh ra lực lượng lớn như vậy, vậy lực lượng chân thật đáng sợ đến mức nào? Chỉ trong một đêm, Diệp Phàm lột xác rất lớn. Không ngờ lực lượng trong Long Tỷ lại mạnh như vậy. Diệp Phàm cảm thán nói. Diệp Phàm chỉ luyện hóa một nửa lực lượng tối qua đã làm chiến lực của thân thể đạt đến mức khủng bố. Chương 857 Quân đoàn Phương Đông. Nếu hoàn toàn luyện hóa loại lực lượng này, chỉ bằng sức mạnh của bản thân, Diệp Phàm có thể quét ngang bốn phương. Diệp Phàm nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra sự khiếp sợ. Tộc Cơ Hoàng la liệt xác chết, thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhiễm đỏ đất. Tộc nhân tộc Cơ Hoàng chết thảm, bao gồm quân đoàn hộ vệ kia. Chỉ trong một đêm, tộc Cơ Hoàng to như vậy đã không còn tồn tại. Điều này làm Diệp Phàm không khỏi thổn thức, sau đó liếc nhìn về phía Cơ Như Yên đang ôm thi thể của Trần Sư Sư. Lúc này Cơ Như Yên bạc trắng đầu, ôm chặt thi thể của mẹ mình, trên mặt không cảm xúc. Thiếu chủ, Long Kình đi đến. Những người này đều do cô ấy giết. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Long Kình gật đầu. Diệp Phàm đi đến chỗ Cơ Như Yên. Vỗ bả vai của cô, nói, người chết đã qua đời, kiên cường lên. Đều do tôi, nếu không vì tôi, mẹ sẽ không chết. Cơ Như Yên cực kỳ tự trách.
chuyện này không liên quan đến cô không cần tự trách. Bà ấy trên trời có linh thiêng cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy cô tự trách áy náy như vậy. Diệp Phàm an ủi. Mẹ, con mang mẹ về Bách Hoa Lâu. Cơ Như Yên nhẹ nhàng nói, ôm thi thể của mẹ mình lên. Diệp Phàm bảo Long Kình thu toàn bộ bảo bối của tộc Cơ Hoàng rồi mới rời đi. Roi dài này không tồi. Đột nhiên Diệp Phàm chú ý đến roi dài màu vàng do Cơ Phong Thiên sử dụng tối qua, đi qua nhặt nó lên. Chiếc roi này lộ ra hơi thở bá đạo, chắc chắn không phải vật phàm. Cô có cần vũ khí này? Tôi không cần. Diệp Phàm định đưa vũ khí này cho Cơ Như Yên, nhưng đối phương nhìn thấy vũ khí đã giết mẹ mình nên từ chối, Diệp Phàm đành phải cất đi. Sau đó bọn họ rời khỏi tộc Cơ Hoàng. Nhưng bọn họ còn chưa đi ra núi sâu của tộc Cơ Hoàng thì nghe thấy âm thanh chiến đấu kịch liệt. Xuất phát từ tò mò, Diệp Phàm đi về phía phát ra âm thanh kia. Một người đàn ông lạnh lùng đang cầm kiếm đánh với một đám chiến sĩ mặc chiến giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén. Hơn 1.000 chiến sĩ bao vây người đàn ông này, hai bên triển khai trận chém giết kịch liệt. Đứng sau nhóm người này là một người đàn ông trung niên, thân thể rắn chắc, ánh mắt sắc bén, tản ra hơi thở lạnh băng, một tay quấn vải đen, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Phụt phụt phụt, máu tươi văng khắp nơi, một vị chiến sĩ bị người đàn ông lạnh lùng chia chém giết. Quân đoàn Phương Đông. Diệp Phàm đi đến nhìn thấy quân đoàn này thì hơi ngạc nhiên. Trang phục của nhóm người này giống hệt quân đoàn Phương Đông dưới trướng Phương Đông Phiệt. Người kia. Diệp Phàm nhìn về phía người đàn ông đang chiến đấu với hơn 1.000 chiến sĩ của quân đoàn Phương Đông. Người này nhìn mới 25 đến 26, nhưng thực lực lại rất mạnh, trên người còn tràn ngập ma khí. Chương 858 chiến lực bây giờ của hắn không đơn giản. Người đàn ông này chém ra một kiếm, xé rách không gian, giết chết mấy trăm chiến sĩ quân đoàn Phương Đông, những người còn lại bị đánh bay ra ngoài. Sau một kiếm này, người đàn ông thở gấp, cắm kiếm trên mặt đất ổn định thân thể. Lúc này người đàn ông trung niên tay quấn vải đen lên tiếng, Phương Đông Hạo Thiên, trở về cùng ta, đừng ép ta ra tay. Nếu ta đã đi ra, không có chuyện trở về. Phương Đông chiến, muốn đánh thì đánh đi. Người đàn ông này lạnh lùng quát. Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Phương Đông chiến lạnh lùng nói, trên người tản ra chiến ý khủng bố đi về phía người đàn ông này. Chờ đến khi đứng trước mặt Phương Đông Hạo Thiên, chiến ý của người đàn ông này đã mạnh đến mức ngay cả cao thủ tông cảnh cũng không thể thừa nhận. Phương Đông Hạo Thiên nhíu mày, dùng hết toàn lực ngăn cản. Sau đó anh ta gầm lên, trên người tràn ngập ma khí, ma uy điên cuồng tản ra. Xem ra ngươi đã bị ma đạo ăn mòn. Phương Đông chiến lạnh nhạt nói, vung tay xông về phía Phương Đông Hạo Thiên. Phương Đông Hạo Thiên vung kiếm ngăn cản một quyền này của đối phương. Một quyền tung ra, long trời lở đất. Uy lực của một quyền này cực kỳ khủng bố, đánh vỡ kiếm trong tay Phương Đông Hạo Thiên, cả người bay ra ngoài nện trước mặt Diệp Phàm. Phụt! Phương Đông Hạo Thiên phun máu, sắc mặt trắng bệch. Phương Đông chiến nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi là ai? Kẻ thù của Phương Đông Phiệt các người. Diệp Phàm nói. Nếu là kẻ thù thì cùng chết đi. Phương Đông Chiến không nói nhiều, trực tiếp lao về phía Diệp Phàm. Đến rất đúng lúc. Diệp Phàm nói. Hắn đang muốn tìm người thử xem lực lượng trong thân thể hắn mạnh đến mức nào, không ngờ có người tự đưa đến cửa. Nắm tay của Diệp Phàm va chạm với nắm tay của Phương Đông Chiến, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Rắc. Giây tiếp theo. Nắm tay của Phương Đông Chiến nổ tung, cả cánh tay bị nắm tay của Diệp Phàm đánh nát. Phụt! Phương Đông Chiến bay ngược ra ngoài, nện trên mặt đất phun máu. Chiến sĩ quân đoàn Phương Đông và Phương Đông Hạo Thiên cũng bị kinh sợ. Mạnh như vậy sao? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Một quyền vừa rồi, hắn vẫn chưa dùng nhiều sức lực, kết quả đã đánh bại vị cao thủ quân cảnh này. Chiến lực bây giờ của hắn không đơn giản. Ngươi! Phương Đông Chiến nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin tưởng được. Cút! Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi có dám để lại tên họ, cho ta biết chính mình thua bởi ai? Chương 859 đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phương Đông Chiến gằn giọng nói. Ngươi cũng xứng biết tên họ của ta. Diệp Phàm khinh thường nói. Lời này của hắn suýt nữa làm vị cao thủ đứng đầu Phương Đông Phiệt tức hộc máu. Nhưng ông ta lại không thể phản bác,
cuối cùng Phương Đông Chiến đành phải mang theo chiến sĩ còn lại của quân đoàn Phương Đông rời khỏi nơi này. Cảm ơn. Phương Đông Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn Diệp Phàm. Anh cũng là người Phương Đông Phiệt. Diệp Phàm hỏi. Trước kia phải, giờ không phải. Phương Đông Hạo Thiên lắc đầu nói, trong mắt lộ ra sự phức tạp. Vậy bây giờ anh định làm gì? Nhìn có vẻ Phương Đông Phiệt sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Phàm nói. Sống được lúc nào hay lúc ấy. Phương Đông Hạo Thiên lạc quan nói. Anh nghĩ rất thoáng. Vậy chúc anh may mắn, tất nhiên nếu anh cùng đường, có thể đến Điện Long Vương tìm tôi. Diệp Phàm nói. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi nơi này. Điện Long Vương. Phương Đông Hạo Thiên đứng tại chỗ lẩm bẩm, không biết suy nghĩ gì. Tiếp theo, đoàn người Diệp Phàm quay về đế đô. Hắn vừa mới rời khỏi không lâu, tin tức tộc cơ hoàng bị diệt nhanh chóng lan truyền. Các hoàng tộc còn tồn tại ở Long Quốc đều bị chấn động mạnh. Tộc cơ hoàng là tộc nổi bật nhất trong các hoàng tộc, bây giờ lại bị người yên lặng xóa sổ. Ở Long Quốc, rất ít thế lực có thể tiêu diệt tộc cơ hoàng trong yên lặng như vậy. Bây giờ lại xuất hiện một thế lực như vậy, làm cho các hoàng tộc khác sinh ra cảm giác nguy hiểm. Trong tộc Ân Hoàng, một người đàn ông mặc long bào ngồi ở đây, nói, rất ít thế lực có thể tiêu diệt tộc cơ hoàng, không lẽ là thế lực thiên cấp lánh đời ra tay? Đại ca, mặc kệ là ai, nếu đối phương dám xuống tay với tộc cơ hoàng, khó bảo toàn tiếp theo sẽ không ra tay với chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Một người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng nói, người tự mình đi mang long tỷ về, có long tỷ có thể tìm được long mạch, chỉ cần tìm được long mạch. Đạt được khí vận long mạch, trong thiên hạ này ai dám đối đầu với tộc Ân Hoàng chúng ta? Đến lúc đó, Hoàng Triều Ân Thị chúng ta sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Người đàn ông mặc long bào lạnh lùng nói. Vâng. Người đàn ông mặc mãng bào gật đầu. Sau đó người đàn ông mặc long bào nói, đúng rồi, nói cho Thiên Ngạo, lần này phải lấy được vị trí dẫn đầu trong trận tỷ thí thanh bảng lần này. Đại ca! Trận tỷ thí thanh bảng lần này chỉ là trận tỷ thí giữa các thiên kiêu trong giới võ đạo, việc gì phải để Thiên Ngạo tham gia? Người đàn ông mặc mãng bào khó hiểu nói. Trận tỷ thí thanh bảng lần này không đơn giản như ngươi nghĩ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 860 tên đàn ông thấy vậy, sắc mặt chợt vô cùng khó coi. Ánh mắt người đàn ông mặc long bào lóe lên, gằn giọng nói. Đế đô, tại trụ sở của Điện Long Vương. Đúng lúc này. Một đám người cầm vũ khí xuất hiện ở nơi này rồi bao vây toàn bộ Điện Long Vương. Tổng cộng có hơn 7.000 người, tất cả đều sát khí đùng đùng. Cảnh tượng này không kém Điện Long Vương tổ chức Đại hội Long Vương ngày đó là bao. Những người này chính là thuộc hạ của Từ Long Tượng, một trong 9 hộ quốc chí tôn. Lúc này, Tứ Đại Long Quân, Năm Đại Long Thủ và hơn 2.000 người của trụ sở Điện Long Vương đã tập hợp lại. Rốt cuộc các người là ai? Thế mà dám đối địch của Điện Long Vương, cuồng sư Long Quân quát lớn. Tuân lệnh tôn chủ, chỉ cần là người của Điện Long Vương, giết không tha. Thủ lĩnh đám người là tên đàn ông đang cầm thanh kiếm trong tay, sắc mặt thô bạo hét lên. Nói xong, hơn 7.000 người trực tiếp lao vào người của Điện Long Vương. Giết, Tứ Đại Long Quân cũng hét lên. Tất cả đệ tử của Điện Long Vương đều xông ra ngoài, hai bên bắt đầu chém giết lẫn nhau. Bùm! Người đàn ông cầm thanh kiếm nhanh chóng chém vào Tứ Đại Long Quân. Tứ Đại Long Quân Bạch Hưng, Cuồng Sư, Thanh Dực và Tử Hồ đồng thời ra tay để chặn kiếm. Thế nhưng Tứ Đại Long Quân đều bị đánh lùi ra phía sau. Thực lực của tên đàn ông này đã đạt tới tông cảnh, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Soạt! Đúng lúc tên đàn ông chuẩn bị vung kiếm lên, đôi mắt của Tử Hồ Long Quân liền tỏa ra ánh sáng tím, một sức mạnh tinh thần vô hình chợt bộc phát và công kích đối phương. Tên đàn ông thấy vậy, sắc mặt chợt vô cùng khó coi. Chiến sĩ vốn đã bất lợi khi đối mặt với thuật sĩ, hơn nữa đối thủ còn là thuật sĩ tinh thần thì sẽ càng yếu thế hơn. Rầm. Vào thời điểm quan trọng, một mũi tên băng bắn ra rồi lao thẳng về phía Tử Hồ. Sắc mặt Tử Hồ liền thay đổi, nhanh chóng ngừng công kích, buộc phải xoay người để tránh mũi tên băng. Soạt. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ trắng, sắc mặt lạnh lẽo chợt xuất hiện. Bạch Vũ, anh cuối cùng cũng tới, giao cho anh đấy. Tên đàn ông cầm kiếm hét lên với gã đàn ông mặc đồ trắng. Gã mặc đồ trắng cũng là một thuật sĩ và còn là một thuật sĩ hệ băng cường đại.
Bọn họ đều là thuộc hạ dưới trướng của Từ Long Tượng, hơn nữa còn đứng thứ 43 và 47 trong bảng tông sư. Người đàn ông mặc đồ trắng nhanh chóng điều khiển băng rồi tấn công điên cuồng vào tử hồ. Tên đàn ông cầm kiếm cũng chiến đấu quyết liệt với ba vị long quân còn lại. Thế là một trận chiến ác liệt lại xảy ra tại trụ sở của Điện Long Vương. Phập phập phập. Sau một loạt đòn tấn công, gã đàn ông cầm kiếm trực tiếp hất văng cả ba vị long quân ra sau, khiến bọn họ ngã nhào ra đất rồi hộc máu. Bùm! Tử hồ long quân cũng bị những mũi tên băng của tên đàn ông mặc đồ trắng đánh trúng, thân thể bay ra phía sau. Rầm rập! Chương 861 kẻ nào dám xông lên, giết! Tử hồ nằm trên mặt đất rồi hộc máu, trên bụng có một lỗ thủng, máu chảy ra không ngừng. Người trong điện long vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Tên đàn ông cầm kiếm khinh thường nói. Hắn ta đang định giết chết ba vị long quân, nhưng lúc này chợt có một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Dừng tay, tiếng hét này đến từ Long Chiến Thiên. Ông ta dẫn đầu một đám cường giả của Long Hồn chạy đến. Long Soái, tên đàn ông cầm kiếm có chút kinh ngạc. Bây giờ tôi với tư cách là Long Soái ra lệnh các người dừng tay lại ngay lập tức. Long Chiến Thiên quát lớn. Long Soái, ông muốn trở thành kẻ địch của tôn chủ sao? Tên cầm kiếm lạnh lùng nói. Bây giờ tôi với tư cách là Long Soái ra lệnh các người dừng tay lại ngay lập tức, nếu không. Nếu không Long Soái định làm cái gì? Tiêu diệt bọn họ, khai chiến với tôn chủ sao? Long Chiến Thiên còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lẽo cùng khinh thường vang lên. Một người đàn ông mặc đồ đen chợt xuất hiện, hai tay cầm kiếm, sắc mặt âm trầm nhìn Long Chiến Thiên. Cậu chính là Hắc Phong, một trong tam đại chiến tướng của Từ tôn chủ. Long Chiến Thiên cau mày nhìn người này. Người mặc đồ đen lạnh lùng nói, Long Soái, ông tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ hậu quả khi trở thành kẻ thù của tôn chủ. Một khi chọc giận tôn chủ, chỉ sợ thân phận Long Soái này của ông cũng chẳng còn đâu. Nghe vậy, Long Chiến Thiên lạnh lẽo đáp, dù thế nào đi nữa, hôm nay các người cũng không được động vào điện Long Vương. Soạt, sắc mặt Hắc Phong tối sầm lại, tôn chủ có lệnh, kẻ nào cản đường giết không cần tha. Nói xong liền rút kiếm trong tay ra. Bắt đầu lao thẳng về phía Long Chiến Thiên. Xoẹt! Kiếm vừa vung lên, một đạo kiếm quang chói lóa chợt bộc phát, làm chói mắt tất cả mọi người có mặt ở đó. Chờ đến khi kiếm quang dần tiêu tán, thanh kiếm trong tay Hắc Phong đã đâm thẳng vào người Long Chiến Thiên. Long Soái, sắc mặt những cường giả của Long Hồn liền thay đổi rồi nhanh chóng hét lên. Phụt! Hắc Phong rút kiếm ra, máu từ người Long Chiến Thiên phun ra không ngừng. Long Chiến Thiên liền che vết thương, lùi lại, kinh ngạc nói, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy. Long Soái, ông già rồi. Hôm nay ai cũng không thể bảo vệ được Điện Long Vương. Tiếp tục giết đi. Hắc Phong nhàn nhạt nói. Ngay lập tức, tên đàn ông cầm kiếm tiếp tục truy sát ba vị Long Quân. Sắc mặt Long Chiến Thiên liền trở nên nghiêm trọng, ông ta hét lên với đám người Long Hồn, xông lên. Kẻ nào dám xông lên, giết. Hắc Phong vung thanh kiếm trong tay lên, một cỗ kiếm ý quái dị liền bộc phát, khiến đám cường giả của Long Hồn đều kinh hãi. Phầng phập phầng phập. Lúc này, ba vị Long Quân đã dốc toàn lực để chống cự, lại thêm một đòn tấn công đánh tới khiến bọn họ ngã nhào xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Còn về tử hồ đã bị tên đàn ông mặc đồ trắng đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc, sống chết cũng không rõ. Lúc này, các thành viên khác của Điện Long Vương đã bị tổn thất nặng nề. Năm đại Long Thủ cũng thương tích đầy mình nhưng vẫn như cũ quyết chiến đấu đến cùng. Đi chết đi! Chương 862 Thiếu Chủ, thực xin lỗi!